chương 1949, đáng sợ tiềm lực. Thiên thần Sơn bị tiêu diệt tại thái cổ tiên vực nhấc lên cự đại gợn sóng, không có người nghĩ đến lần kia tử vi thần đình bái thiếp sẽ dẫn đến kinh người như vậy kết cục. Huyền vực, tam đại đỉnh cấp thế lực, tử vi thần đình, đại ma thần cung cùng thiên thần Sơn đều tồn tại vô số năm tháng, lẫn nhau ngăn được, cho dù thiên thần Sơn thực lực hơi yếu, nhưng dù sao cũng là cự đầu thế lực, vẫn còn có chút nội tình ở. Tam đại thế lực giữa lẫn nhau cũng không dám phát động chân chính hủy diệt chiến, dù sao tại đám người xem ra cho dù là tử vi thần đình châm đối với thiên thần núi có thể thắng nhưng cũng không thể lưu lại tất cả thiên thần chính mình cũng sợ là muốn nhận một số tổn thất tại thiên quật liên minh cùng tây phương thế giới cường thịnh hôm nay không có người sẽ nghĩ tới tử vi thần đình sẽ vào lúc này đối với thiên thần núi khởi sứ nguy diệt chiến mà lại làm được một tên cũng không để lại triệt để san thành bình địa kế nhiều thần tộc về sau thái cổ tiên vực lại một cửa đầu thế lực bị tiêu diệt cái này cho thái cổ tiên vực các cường giả gõ cảnh báo cho dù là cự đầu thế lực, đồng dạng, lại ở khả năng trong một đêm không còn tồn tại, tại cái này náo động thời đại, không cường đại, liền đem vẫn diệt, biến thành người khác đạp cước thạch. Áp lực vô hình bao phủ thái cổ các cường giả, huyền vực một trận diệt môn chiến, để bọn hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Này lúc, huyền vực, thiên thần Sơn Di Chỉ, có không ít cường giả đến nơi này, chính là đến từ các phe nhân vật, trong đó, có đại ma thần cung cường giả, một nhóm ma tu đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú phía trước về tích đã từng, nơi này đứng vững một tòa vô cùng nguy nga thần sơn, bây giờ, thần sơn hóa thành loạn thạch, thậm chí, hạt bụi. Tử vi thần đình, là làm sao làm được? Có người hỏi, giống như là tại từ nói từ nói. Không có người biết rõ, liền liền đại ma thần cung đều không rõ ràng, tử vi thần đình đưa lên bái thiếp muốn bên trên thiên thần sơn thời điểm, bọn hắn liền chú ý việc này, mà lại, ngày đó là có cường giả đến đây, nhưng là, tại ngày đó, thiên thần sơn bên trên xuất hiện một cỗ đáng sợ xương đen, đem cuồn cuộn vô tận thần sơn bao quấn vào bên trong, đem hết thảy đều ngăn cách, sau đó, xương đen bên trong truyền đến cực đáng sợ động tĩnh, ẩn có long trời lở đất chi thế, mà lại về sau cái kia xương đen vậy mà điên cuồng khuếch tán, đem trọn phiến trời xanh chiến trường đều bao trùm ở, không có người biết rõ bên trong bộc phát cái gì chiến đấu. Đợi đến hết thảy lúc kết thúc, xương đen tán đi, lưu lại một mảnh phế tích, cùng xác chết khắp nơi, đập vào mắt hoảng sợ, thậm chí những cái kia thi thể, rất nhiều đều là tàn khuyết, không có đầu lâu, cho đến giờ phút này, đều còn tại phía dưới phía tích bên trong không người thanh lý trong hư không rất nhiều cường giả đều cảm giác được một trận buồn nôn cho dù là gặp nhiều giết chóc cường giả nhìn thấy cái này nhân gian luyện ngục vẫn như cũ cảm thấy cực không thoải mái nếu nói bây giờ ai áp lực lớn nhất không hề nghi ngờ là đại ma thần cung bọn hắn cùng tử vi thần đình một mực có mâu thuẫn không ngừng xung đột bây giờ thiên thần sơn lọt vào tử vi thần đình bị tiêu diệt như vậy cùng ở tại huyền vực đại ma thần cung phải chăng cũng sẽ có một ngày lọt vào tử vi thần đình công kích khả năng này cực lớn đã tử vi thần đình có năng lực dễ dàng như thế bị tiêu diệt thiên thần sơn như vậy tất nhiên có không muốn người biết thủ đoạn đại tội nghiệt có người dám thán nói cự đầu thế lực thiên thần sơn có bao nhiêu người khó mà thống kê phía dưới tràng cảnh nói là luyện ngục cũng không đủ tử vi thần đình quá điên cuồng có người thán nói cho dù là phóng nhãn thái cổ tiên vực lịch sử loại này cự đầu thế lực diệt môn thảm án cũng cực ít đi đám người khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là muôn dân như cỏ rác chân chính thần chiến bạo phát dưới, người bình thường, thật sự cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Rất nhiều người rời đi, nhìn thấy dạng này địa ngục trang cảnh cảm thấy phi thường không thoải mái. Cũng có người động thủ thanh lý, sử dụng cường đại lực lượng khiến cho đại địa rung động xé rách, sau đó đem vô tận thi cốt mai táng tại dưới mặt đất. Tần vấn thiên từ khi ông ngoại lạc thần xuyên trong miệng biết được thiên thần Sơn bị tiêu diệt tin tức về sau, đến tiếp sau lại được ve sầu cụ thể hơn chi tiết, Tuy nhiên cho đến ngày nay hắn sớm đã biết rõ đó cũng không phải một cái thiện ý thế giới, thế lực cao cấp trinh phạt giữa cực kỳ tàn khốc, nhưng chân chính muốn nói diệt môn giết vô tận người miệng, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút tàn khốc, đây không phải cùng như thần tộc đồng dạng yêu, mà là nhân loại, giống như bọn họ. Nguyệt Trường không, ở trong đó đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Tần Vấn Thiên không cách nào biết được, nhưng tất nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ, xương đen năng lực, không phải là cùng Nguyệt Trường không có quan hệ à? tần vấn thiên hạ lệnh thu thập liên quan tới gần nhất nguyệt trường không động tĩnh hắn phát hiện gần nhất hoang vực rất nhiều người cùng yêu thú biến mất hủy diệt vậy mà đều ẩn ẩn cùng nguyệt trường không có quan hệ tần vấn thiên trong nháy mắt nghĩ đến tả pháp nguyệt trường không đang dùng sinh linh tính mệnh tu hành của hắn tả công rất có thể hắn ngộ ra được cùng luân hồi thế giới đồng dạng tả ác thủ đoạn mà nguyệt trường không là có thể vì cường đại không tiếc hết thảy thủ đoạn người không có bất kỳ cái gì sự tình là nguyệt trường không không làm được nhưng chính như thái cổ các cường giả không hiểu đồng dạng, hắn cũng không rõ, tử vi thần đình, vì sao có thể bị tiêu diệt thiên thần sơn, mà lại, tàn nhẫn diệt môn. Tần vấn thiên cũng cảm giác được, bây giờ thái cổ, sớm muộn phải đổi, trên thực tế nếu như không phải tử thần xuất hiện, tạm thời đè lại tây phương thế giới cùng thái cổ các cường giả, hiện tại hắn liền không có như thế tự tại. Hắn có thể làm, chỉ có hảo hảo tăng lên chính mình. Tạm thời đem hết thảy suy nghĩ đều ép dưới, tần vấn thiên tại thiên quật bên trong bế quan tu hành mà lại hắn bên người rất nhiều người cũng bắt đầu bế quan khó được phong lão đầu vì bọn họ tranh thủ một đoạn thời gian bình tĩnh để thái cổ các cường giả không dám đến đây chiêu chọc bọn hắn tự nhiên muốn thừa cơ lớn mạnh chính mình không phải vậy một khi ngày khác thái cổ sinh biến bọn hắn càng khó mà đối phó thế là ngoại giới phong vân biến ảo tần thiên thần tông rất nhiều người lại đều bước vào thiên quật bên trong tu hành bao quát tần vấn thiên người bên cạnh đều tại thiên quật nhưng vẫn như cũ có người thay phiên trấn thủ tại tần thiên thần tông một khi sinh biến sẽ lập tức thông chi đến tần vấn thiên thời gian một chút xíu đi qua thời gian hai năm đối với thái cổ tiên vực mà nói thật sự quá ngắn ngủi căn bản sẽ không có quá lớn gợn sóng từ tử vi thần đình bị tiêu diệt thiên thần sơn về sau đại ma thần cung vẫn cảnh giác thời khắc phòng bị tử vi thần đình bất quá tử vi thần đình tự hồ cũng không có lập tức tấn công tính toán của bọn hắn mà là yên lặng một đoạn thời gian phảng phất lúc trước bị tiêu diệt thiên thần sơn thế lực không phải bọn hắn. Nhưng mà đối với thiên quật mà nói, hai năm này lại phát sinh cự đại biến hóa, lại có người phá cảnh bước vào thần cảnh, mà lại, xa không chỉ một vị. Bây giờ, tần vấn thiên bên người trí thân hảo hữu tiểu hỗn đản, quân mộng trần, tề vũ, bắc minh u hoàng, thanh nhi, trắng tinh, nam hoàng yêu nguyệt bọn hắn, đều đã đặt chân thần cảnh, đều là có thiên thần ý chí chỉ giáo người, lại thêm bọn hắn bản thân xuất chúng thiên phú ngộ tính, còn có thiên quật bên trong tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh, đủ loại ưu thế trồng chất lên nhau, chỉ sợ thái cổ không còn có cái khác thế lực người có thể cùng bọn hắn so tu hành điều kiện, lúc này mới đúc thành từng cái thiên thần nhân vật xuất hiện. Đương nhiên, ngoại trừ đây hết thảy bên ngoài, chính là thời gian, tần vấn thiên chế tạo bí cảnh, đưa cho bọn hắn thời gian, tuy nhiên ngoại giới chỉ có hơn 2 năm thời gian, nhưng kỳ thực, bọn hắn lại đã trải qua hơn 200 năm thời gian tu hành, mới có hôm nay qua. Đối với thiên quật bên trong phát sinh hết thảy biến hóa, ngoại giới người cũng không biết hiểu, nếu là bọn họ biết rõ thiên quật công chính tại đại lượng sinh ra thiên thần nhân vật, chỉ sợ lòng cảnh giác sẽ càng cường liệt đi. Lúc này mới hơn 2 năm, nếu như tiếp tục cho bọn hắn thời gian yên lặng phát triển tiếp, trời biết nói sẽ có bao nhiêu thiên thần nhân vật xuất hiện, dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ đến lúc đó, thiên quật liên minh, ngoại trừ đỉnh phong nhất người không có cách nào cùng Tây phương thế giới so sánh, thiên thần về số lượng cũng sẽ không có quá lớn thế yếu. Mà thiên quật, là có được tử thần che chở, Diệp viện trưởng đối với Tần Vấn Thiên cũng có chút chiếu cố. Ngoại trừ trước đó những người kia bên ngoài, thiên đạo thánh viện cũng có một vị tu hành người tại thiên quật bên trong phá cảnh. Lúc trước đối với Tần Vấn Thiên có chút chiếu cố sư trưởng nhân vật, thần âm sư huynh, hắn đã từng chính là hỏi đạo bảng bên trên cương giả, vô cùng có hy vọng phá cảnh nhập thiên thần. Bây giờ, tại thiên quật tu hành trong hoàn cảnh đột phá, chứng đạo thần canh. Này lúc, thần âm liền tại Tần Vấn Thiên thân một bên, hắn nhìn lấy cái này phiến thiên quật, cảm khái nói, Vấn Thiên, có thể nhanh như vậy phá cảnh còn muốn đà tạ ngươi hắn tuy nhiên ngộ tính rất mạnh nhưng kỳ thực cũng đã tu hành rất nhiều năm năm tháng cần thời gian đến lắng đọng có thể tại trong vòng mấy trăm năm phá cảnh cùng thiên quật chặt chẽ không thể tách rời nếu không phải là tần vấn thiên nắm trong tay thiên quật hắn là không có khả năng có thể tiến đến tu hành nhưng không có đại độ như vậy vô tư người sư huynh ngươi nói như vậy ta nhưng muốn tức giận tần vấn thiên giả bộ sinh khí trừng mắt thần âm ban đầu ở thiên đạo thánh viện sư huynh đối với hắn phi thường chiếu cố để thần âm sư huynh nhập thiên quật tu hành cái này căn bản tính không được cái gì đối với hắn mà nói không tính cái gì nhưng đối với thần âm lại không giống nhau thần cảnh a thái cổ tiên vực có bao nhiêu sinh linh thiên thần lại có bao nhiêu thế nhân theo đuổi cực hạn nhưng lại có thể có bao nhiêu người đặt chân cái này một cảnh bây giờ hắn đi tới cái này tha thiết ước mơ cảnh giới loại kia cảm thụ không cách nào hình dung tốt ta liền không cùng ngươi khách khí thần âm sư huynh cười nói hắn nhìn lấy thiên quật bên trong rất nhiều treo lơ lửng giữa trời bí cảnh, nói, ngươi cái này thiên quật, cho ngươi thêm trăm năm, có thể chế tạo bao nhiêu thiên thần. Nói, chính hắn đều lắc lắc đầu, có chút không dám nghĩ. Một trăm năm, đối với bí cảnh bên trong, có thể so với vạn năm, thiên quật, sẽ sinh ra một chi thiên thần quân đoàn đi ra, đây cũng chính là thái cổ tiên vực các cường giả nóng lòng liên thủ tiến công tần vấn thiên nguyên nhân, tiềm lực thật là đáng sợ. Một trăm năm, quá lâu, tần vấn thiên lắc lắc đầu, vạn năm tu hành, hắn tự thân có thể tu hành đến cái gì cảnh giới. Từ hắn tu hành đến hôm nay, cũng liền ngàn năm thời gian mà thôi. Mà lại, hắn cảm giác, thái cổ tiên vực, cũng cho không được hắn thời gian lâu như vậy. Tuy nhiên 100 năm đối với thái cổ tiên vực cũng không tính quá dài rằng rặc, nếu như đặt ở trước kia, chỉ sợ cũng chính là một cái búng tay sự tình, nhưng bây giờ, thái cổ cục thế quá mẫn cảm. Vấn thiên, này lúc, tần vấn thiên trong đầu truyền đến một đạo hư nhược âm thanh, tần vấn thiên mắt sáng lên, mở miệng nói sư huynh ta có chút trước đó đi tiếng nói hạ xuống hắn thân thể trực tiếp biến mất khiến cho thần âm mắt sáng lên tần vấn thiên vội như vậy hẳn là phát sinh cái gì đại sự một chỗ bí cảnh bên trong bắc minh u hoàng hư nhược nằm tại cái kia một đạo vinh dự đón tiếp lâm tần vấn thiên đi vào trước người nàng ngồi xổm bên dưới thân thể ánh mắt bên trong có một vệt lo lắng chuyện gì xảy ra tần vấn thiên ngồi tại trên mặt đất đem bắc minh u hoàng đỡ dậy để cho nàng dựa vào tại chính mình trên thân cùng thời thần niệm tiến vào Bắc Minh U Hoàng Náo trong thân thể điều tra, rất nhanh, hắn cảm giác được một cỗ phi thường đáng sợ phá hư lực lượng tại Bắc Minh U Hoàng trong linh hồn tàn sát bừa bãi, phảng phất, nàng linh hồn, đều bị đông cứng. Chính ta tu hành nguyên nhân, Bắc Minh U Hoàng thân thể phát run, phảng phất rất lạnh rất lạnh. chương 1950, U Hoàng tâm tư. Tần vấn thiên cảm giác hạng gì lợi hại, hắn lập tức đã nhận ra U Hoàng vấn đề xuất hiện tại trong linh hồn, nàng lạnh là do nội nhi ngoại, nhìn lấy nàng thân thể mềm mại run rẩy, tần vấn thiên có chút không đành lòng, nàng bây giờ thế nhưng là thiên thần, rất khó tưởng tượng mạnh bao nhiêu hàn ý mới có thể để nàng lạnh đến loại trình độ này. Hắn hiểu rõ Bắc Minh U Hoàng, như nếu không phải là mình không có cách nào kiên trì, là tuyệt sẽ không truyền tin gọi hắn tới, tính tình của nàng, thế nhưng là phi thường mạnh hơn. Tần vấn thiên đưa nàng thân thể ôm ấp lấy, muốn cho hắn một điểm ấm áp, cùng lúc, linh hồn dò xét U Hoàng thương thế. Nàng linh hồn phảng phất bị một cỗ lạnh vô cùng đạo uy ăn mòn, linh hồn muốn đóng băng, đang phát run, khó trách nàng thân thể sẽ lạnh đến loại trình độ này, liền linh hồn đều khó có thể chịu đựng, có thể nghĩ nàng thời khắc này tình huống có bao nhiêu hỏng bét. Thể nội huyết mạch chi lực lưu động, hướng phía Bắc Minh U Hoàng trong thân thể lưu động mà đi, đó là ánh nến ánh sáng, một chút xíu đem hàn ý xua tan, cùng lúc, linh hồn lực lượng không ngừng thẩm thấu nhập Bắc Minh U Hoàng trong linh hồn, hắn huyết mạch lực lượng cũng dung nhập vào trong đó, đi ấm áp Bắc Minh U Hoàng linh hồn. Hắn tuy nhiên linh hồn lực lượng cường đại, nhưng muốn tùy tiện xua tan loại này hàn ý rất khó, vẫn là cần Bắc Minh U Hoàng chính mình linh hồn lực lượng đi phản kháng đem khu trục, dù sao hắn không thể thương tổn đến U Hoàng linh hồn, chỉ có thể thủ hộ lấy, cũng ấm áp. Quả nhiên, theo tần vấn thiên động tác, Bắc Minh U Hoàng thân thể mềm mại run rẩy biên độ hơi nhỏ chút, tự hồ có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng tần vấn thiên giờ phút này cũng rất khó chịu, hắn đang trợ giúp Bắc Minh U Hoàng cùng lúc, trên thực tế của hắn linh hồn cũng cùng một chỗ gánh chịu cái kia cỗ lực lượng ăn mòn, mà lại hắn không thể phản kháng, bởi vì hắn muốn vì Bắc Minh U Hoàng chia sẻ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đi tiếp nhận. Thế là, hai người duy trì một cái cực kỳ mập mờ động tác, Tần Vấn Thiên An tĩnh ngồi ở kia, Bắc Minh U Hoàng thì co quắp tại trong ngực của hắn, trang diện phi thường kiều diễm, bất quá này lúc bọn hắn lại căn bản không có tâm tư đi suy nghĩ những cái kia, đều tại nỗ lực đối kháng cái kia cỗ lực lượng ăn mòn. Thời gian một chút xíu đi qua, lại như là dừng lại vậy, cái này bí cảnh cực kỳ yên tĩnh, không có một chút thanh âm, thời gian dần trôi qua, Bắc Minh U Hoàng trong linh hồn sáng lên một đạo ánh sáng, hình như có một bảo châu phóng thích chói mắt quang huy, một cỗ vô hình lực lượng đang tràn ngập, thời gian dần trôi qua phối hợp Bắc Minh U Hoàng linh hồn lực lượng, chấn vỡ cái kia hàn ý, nàng sở dĩ sẽ lâm vào dạng này cục diện, chính là bởi vì bị phản vệ, trong lúc nhất thời chính mình linh hồn lực lượng không cách nào tự nhiên vận dụng, bị lạnh đóng băng lại, nhưng giờ phút này theo chính nàng khôi phục, tự nhiên năng đủ đoạt lại quyền chủ động, rất nhanh, Bắc Minh U Hoàng thân thể mềm mại rốt cục không còn run rẩy, thân thể một chút xíu khôi phục lúc đầu nhiệt độ cơ thể, có từng tia từng tia ấm áp chi ý, Bắc Minh U Hoàng nhấc đầu, liền thấy Tần Vấn Thiên cái cằm, lại hướng lên, là con mắt, giống như là đột nhiên cảm giác được giờ phút này hai người động tác mập mờ, Bắc Minh U Hoàng mặt trong nháy mắt liền đỏ thấu, cái này động tác, quả thực quá. Tần Vấn Thiên chớp chớp con mắt, hắn tự nhiên cảm thấy U Hoàng khôi phục, mà lại, cũng có thể cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại nhiệt độ, nhưng tương tự rất xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi, còn không buông tay, Bắc Minh U Hoàng có chút thấp đầu, nhìn lấy tần vấn thiên tay. Tần vấn thiên sửng sốt dưới, cũng nhìn hướng tay của mình. Chán, nhìn thấy hai tay vị trí bổ vị, tần vấn thiên một mặt hắc tuyến, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới, cái này lúng túng, trước đó, làm sao lại không có cảm giác đến. Giờ phút này, cảm giác kia, tốt rõ ràng, hai tay tiếp xúc địa phương, phi thường mềm mại. Thiểm điện như vậy đưa tay thu hồi, tần vấn thiên rung động rung động cười một tiếng không dám nhìn bắc minh u hoàng con mắt bắc minh u hoàng từ trong ngực hắn rời đi đứng dậy nhìn lấy đôi mắt đẹp của nàng nhìn lấy chính mình tần vấn thiên lúng túng nói cái kia u hoàng ta không phải cố ý bắc minh u hoàng mặt vẫn như cũ là đỏ bừng vốn là núi băng mỹ nữ nàng giờ phút này vẻ mặt như thế không biết rõ có bao nhiêu minh người ta biết rõ bắc minh u hoàng nhẹ nói nói cũng sẽ không đi quái tần vấn thiên nàng thầm mắng mình làm sao lại không kiên trì nổi vậy mà gọi hắn đến để hắn nhìn thấy chính mình túng quẫn dạng mà lại còn làm ra như thế kiểu diễm động tác tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra tu hành tại sao có thể như vậy tần vấn thiên lộ ra nghi hoặc chi ý mở miệng hỏi nói cũng không biết là có hay không là cố ý đem chủ đề chuyển hướng bắc minh u hoàng đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái cặp kia thâm thúy mỹ lệ trong ánh mắt giống như là cất dấu khắc hàm nghĩa ổn ổn tâm tình bắc minh u hoàng nhíu mày nhẹ giọng nói quay ta qua nóng lòng đột phá thiên thần cảnh giới về sau, ta muốn lĩnh ngộ đạo pháp lực lượng vận dụng, để cho mình trở nên càng cường đại, không nghĩ tới tại lĩnh ngộ quá trình bên trong bởi vì quá cấp tiến, phản vệ đến chính mình linh hồn. Mình tần vấn thiên hiểu rõ ra, linh hồn năng lực vận dụng càng nguy hiểm, bắc minh u hoàng cảnh giới bất ổn, liền muốn lĩnh ngộ linh hồn đạo pháp, lúc này mới thương tới tự thân, suýt nữa đóng băng chính mình linh hồn, để cho người ta cảm thấy nghĩ mà sợ, nhớ tới trước đó nàng cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tần vấn thiên có chút đau lòng lần sau không nên lỗ mãng như thế. Có ta ở đây, ngươi làm gì nóng lòng cầu thành? Tần Vấn Thiên nói nghiêm túc nói. Nhìn thấy của hắn con mắt, Bắc Minh U Hoàng giống như là thụ ủy khuất vậy, có chút thấp đầu, nhưng vẫn như cũ nhẹ giọng đáp lời. A, à, không biết rõ vì sao. Tuy nhiên Tần Vấn Thiên rất nghiêm túc nói chuyện với nàng, nhưng giờ phút này nàng nhưng trong lòng thì ấm áp, nghĩ đến hai người mình linh hồn tiếp xúc, cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được, giống như là hai người dính chặt vào nhau, linh hồn tiếp xúc xa so với thân thể tiếp xúc rõ ràng hơn của hắn linh hồn thủ hộ tại cái kia thái cổ tiên vực bây giờ cực không bình tĩnh lần trước nghe ngươi nói thiên thần sơn bị bị tiêu diệt bây giờ lại còn có tây phương thế giới tại thiên quật địch nhân rất nhiều chỉ dựa vào một mình ngươi sao được bắc minh u hoàng trong lòng thầm than bất quá nàng lời này lại không có nói ra nàng cũng gấp hy vọng trở nên cường đại không cần hết thảy tất cả đều từ tần vấn thiên một thân một mình gánh chịu đây chính là đến từ toàn bộ thái cổ tiên vực áp lực có thể nghĩ lá gan nặng bao nhiêu đủ để đem người đè sập bất quá lần này cũng không phải là không có thu hoạch hiện tại ta hẳn là đã nắm trong tay loại kia lực lượng cũng coi là nhân hoạ đắc phúc đi bắc minh u hoàng nhẹ nói câu yếu ớt ngừng đầu nhìn tần vấn thiên một chút gặp tần vấn thiên vẫn như cũ chừng mắt nàng nàng đành phải thấp đầu nàng trong lòng có chút phiền muộn nàng lại không làm sai cái gì hơn nữa còn thụ thương làm sao cảm giác giống như là làm sai sự tình tiểu cô nương vậy vô luận như thế nào tu hành an toàn đệ nhất ngươi đừng quên, phong lão đầu thế nhưng là để ta bảo hộ ngươi, ngươi như có chuyện gì, cái kia lão biến thái có thể buông tha ta. Tần Vấn Thiên nói rằng, Bắc Minh U Hoàng thầm nghĩ lấy, vẻn vẹn chỉ là phong lão đầu nguyên nhân sao. Đã đã ngộ ra tới, cũng không cần lại vội vã tu hành, nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến lĩnh ngộ lực lượng vững chắc xuống về sau, lại tiếp tục tu hành, Tần Vấn Thiên lại nói, Bắc Minh U Hoàng điểm một cái đầu, giống như là hoàn toàn sẽ không phản bác vậy, Tần Vấn Thiên nói cái gì, giống như chính là cái gì hôm nay toàn loạn tốt hiện tại có thể cho ta cảm thụ bên dưới ngươi lĩnh ngộ năng lực tần vấn thiên cười cười phảng phất vừa rồi nghiêm túc đều là ngụy trang vậy bắc minh u hoàng nhìn thấy nét mặt của hắn có chút không nói nhưng lại vẫn là điểm đầu sau đó một cỗ cường đại hồn lực phóng thích tần vấn thiên trong nháy mắt cảm giác được có một cỗ cường đại hồn lực tại vô thanh vô tức giữa xâm lấn chính mình linh hồn sau đó hắn dùng mình một cái cảm giác linh hồn có chút lạnh đừng có ngừng toàn xuất thủ để ta cảm thụ bên dưới loại này linh hồn đạo pháp tần vấn thiên cảm giác được bắc minh u hoàng có chút nhớ nhung dừng lại lập tức mở miệng nói rằng bắc minh u hoàng đôi mắt đẹp lóe lên sau đó càng thêm cường đại hồn lực tuôn ra tần vấn thiên chỉ cảm giác mình thân thể đều muốn cứng ngắc không cách nào động đạn linh hồn phảng phất bị đóng băng cả người đều trở nên chậm chạp sau đó hắn cường đại linh hồn đúc thành đáng sợ lực phòng ngự khiến cho cái kia đóng băng lực lượng không có cách nào hoàn toàn xâm nhập lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút Bắc Minh U Hoàng thu hồi lực lượng, Tần Vấn Thiên mắt lộ ra phong mang, không hổ là linh hồn đạo pháp công kích, thật đáng sợ. U Hoàng, người công kích nếu là trong chiến đấu xuất kỳ bất ý phóng thích, có thể thu đến kỳ hiệu, đương nhiên, cho dù chính diện phóng thích, uy lực cũng cực lớn. Tần Vấn Thiên tán thưởng nói, khó trách nàng sẽ gặp phải phản vệ, mạnh như vậy lực lượng, tại lĩnh ngộ quá trình bên trong gây ra rủi ro, rất dễ dàng thương tới tự thân. Ân, về sau Thái cổ tiên vực bạo phát thần chiến ta có thể đi theo thân ngươi một bên, xuất thủ quấy nhiễu đối thủ, sau đó ngươi xuất thủ săn giết. Bắc Minh U Hoàng nghiêm túc mở miệng nói, Tần Vấn Thiên nhìn lấy nàng trong đôi mắt đẹp nghiêm túc thái độ, giống như là rất trịnh trọng, hiển nhiên nàng sớm đã nghĩ tới dạng này chiến đấu, đi theo Tần Vấn Thiên thân một bên, làm phụ trợ hắn mà chiến. Nàng chỉ có thể dạng này giúp Tần Vấn Thiên, về phần càng nhiều sự tình, nàng sợ là khó mà làm đến, chỉ có thể tận khả năng để cho mình trở nên càng mạnh một số nhìn thấy bắc minh u hoàng có chút mong đợi ánh mắt tần vấn thiên đều không đành lòng cự tuyệt nàng đành phải điểm đầu nói ân nếu là thật sự gặp được cường đại đối thủ chúng ta cùng một chỗ chiến đấu mà lại bây giờ không chỉ có là ngươi thanh nhi tinh nha đầu yêu nguyệt bọn hắn mấy người đều phá cảnh bước vào thần cảnh đều đang không ngừng trở nên cường đại sau này thần chiến chúng ta cũng không lại chỉ là một người thiên thần số lượng có lẽ không bằng tây phương thế giới nhưng lại sẽ không kém hơn bất luận cái gì thế lực khác ân bắc minh u hoàng cười yếu ớt lấy điểm đầu nhìn thấy thiên quật đang một chút xíu tráng đại biến mạnh nàng đương nhiên phát ra từ nội tâm cao hứng ta đi xem một chút cha bắc minh u hoàng nói ân đi thôi tần vấn thiên điểm đầu bắc minh u hoàng lóe ra thân thể rời đi nàng vẫn như cũ có vẻ hơi không quan tâm đang muốn tiến về thăm hỏi cha nàng giờ phút này vẫn đang suy nghĩ vừa rồi tại như thế thời khắc nàng cái thứ nhất nghĩ đến thông báo người vậy mà không phải nàng cha mà là tần vấn thiên cái này vẻn vẹn bởi vì tần vấn thiên thực lực cường đại sao. chương 1951, lần nữa bái phỏng Bắc Minh U Hoàng tu hành nhiều năm, chưa từng ngừng lại, tự nhiên mau mau đến xem chính mình cha. Tần vấn thiên rời đi một bên, đi tới mình tại thiên quật nội tu hành tầm cung, cả tòa treo lơ lửng giữa trời cung điện đều tại thời gian bí cảnh bên trong. Thần niệm khuếch tán, tần vấn thiên tìm được thanh nhi cùng Quynh thành các nàng, nói, tất cả mọi người đến ta nơi này. Rất nhanh, rất nhiều người đều tụ đến, huynh thành cùng thanh nhi cùng dạ thiên vũ từ không cần nhiều lời tinh nha đầu tiểu hỗn đản quân mộng trần nam hoàng yêu nguyệt nam hoàng vân hy bọn hắn cũng đều đến đây hơi nghi hoặc một chút tần vấn thiên làm sao bỗng nhiên triệu tập bọn hắn không có việc gì chính là có chút tưởng niệm mọi người tần vấn thiên nhìn thấy rất nhiều người nghi hoặc ánh mắt cười cười nói khiến cho rất nhiều người không nói bất quá bọn hắn cũng không biết tần vấn thiên trước đó nhìn thấy u hoàng bởi vì tu luyện mà tụ thương mà lòng có cảm xúc trên thực tế nơi này rất nhiều người đều cùng U Hoàng đồng dạng, vì có thể trợ giúp cho hắn, điên cuồng tu hành. Vấn thiên ca ca, ta vừa tu hành đến khẩn yếu thời khắc, liền bị ngươi gọi qua. Bạch tình buồn bực đích thì thầm một tiếng, chừng tần vấn thiên một chút, tuy nhiên đã là thiên thần cường giả, nhưng ở tần vấn thiên trước mặt, nàng phảng phất mãi mãi cũng vẫn là cái kia đã từng thiếu nữ. Ha ha, vậy lần sau ngươi có cái gì tu hành không hiểu địa phương, có thể nhiều quấy rối bên dưới ta. Tần vấn thiên cười nói, ngươi có thể nói tốt, Bạch tình ngọt mỹ cười một tiếng, nhưng nàng cũng chỉ là nói như vậy nói, thật làm cho nàng quấy rối tần vấn thiên, nàng là không bỏ được, nàng sẽ không thường xuyên đi đã quấy dày tần vấn thiên tu hành. Đương nhiên, tần vấn thiên điểm đầu cười nói, vừa nhìn về phía bên người rất nhiều người, trên mặt lộ ra nụ cười, nhược hoan tỉ, lang xương tỷ hiện tại cũng lợi hại như vậy, càng ngày càng tuổi trẻ đẹp. Vậy thì thế nào, còn không phải không ai muốn, nhược hoan cười khanh khách, đối tần vấn thiên vứt ra cái mị nhãn, Tần vấn thiên một mặt khắc tuyến, cái này sư tỷ cũng thật bó tay rồi, mọi người tu vi đều cao như vậy, vẫn là ưa thích đùa dẫn hắn, hắn không có nhận lời nói, muốn không phải vậy khẳng định vẫn là rơi trong hố. Vân Hy, Sênh Ca, tu vi của các ngươi đều đã đến loại tình trạng này, càng muốn cố gắng, thiên thần cảnh, đã có thể ngóng nhìn. Tần vấn thiên nhìn về phía hai vị mỹ nhân, Nam Hoàng Vân Hy cùng Nam Hoàng Xanh Ca đều là Nam Hoàng Thị Thánh Nữ, thiên phú dị bẩm, tại thiên quật bí cảnh tu hành. Hôm nay đã sớm đều là giới chủ. Hai nữ nhẹ nhàng điểm đầu, hắn ánh mắt lại tiếp tục chuyển qua, giống như là tìm kiếm cái gì vậy. Sau đó hỏi hai cái tiểu nha đầu đâu? Các nàng sao có thể nhàn ở? Huyền Tâm cùng Khương Đình dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Phạm Nhạc mở một chút miệng nói nói, ngươi bảo bối nữ nhi đi ra ngoài chơi, ngươi không đi theo a? Tần Vấn Thiên cười nhìn lấy Phạm Nhạc, nguyên lai like, Phạm Nhạc cùng Huyền Tâm cũng sinh ra cái nữ nhi, lấy tên Phạm Diệp tuy nhiên dựa theo ngoại giới thời gian tính tuổi tác mới 1-2 tuổi, nhưng bởi vì tại bí cảnh bên trong lớn lên, cho nên, trên thực tế đã lớn đại thành người. Phàm nhạc vẻ mặt đau khổ, đau đầu a, à, cái kia nha đầu, không phải một loại ham chơi, vốn cho rằng sinh cái nữ nhì sẽ dịu dàng, nào giống, so nam hài tử còn muốn hoạt bát, điểm ấy ngược lại là giống hắn. Các người có rảnh cũng ra ngoài giải sầu một chút, thiên quật tu hành tuy tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng phải đi lại dưới, tần vấn thiên cười nói, đám người điểm một cái đầu, chỉ là, bởi vì thiên quật cùng thần tông gặp phải áp lực quá lớn bọn hắn đều bề bộn nhiều việc tu hành muốn phải mau sớm trưởng thành cái khác tâm tư tự nhiên cũng ít đi tông chủ có tây phương thế giới nhà sư đến đây bái phỏng này lúc tần vấn thiên trong đầu truyền đến một thanh âm khiến cho tần vấn thiên mắt sáng lên lộ ra một vòng tinh mang mấy năm trước tây phương thế giới bất giới đại sư trước từng tới bái phỏng biết được hắn không đồng ý giao ra thiên quật tây phương thế giới bắt đầu hành động để càn khôn giáo cùng cử thiên huyền nữ cùng rút lui thiên quật tan giã bọn hắn đồng minh, cùng lúc, thái cổ các cường giả kết minh đến đây, tử thần xuất hiện, đem một trận trùng trùng điệp điệp đại hí còn chưa bắt đầu liền hạ màn kết thúc. Bây giờ, yên lặng mấy năm Tây Phương Thế Giới, lại một lần nữa có người đến đây, sóng ngầm phun trào. Tần Vấn Thiên lấy ra truyền tin tinh thạch, đáp lại nói, ta cái này tới. Thu hồi truyền tin tinh thạch, Tần Vấn Thiên nhìn về phía trước mắt đám người nói, Tây Phương Thế Giới người tới Tần Thiên Thần Tông, đám người mắt sáng lên đều ẩn ẩn có chút lo lắng tây phương thế giới một mực là vắt ngang tại bọn họ trong lòng lo lắng âm thầm bây giờ tây phương thế giới lần nữa giáng lâm cũng không biết rõ muốn làm cái gì yên tâm đi bây giờ chúng ta thiên quật thực lực đủ để ứng đối với bất luận cái gì biến cố ta cái này đi ra xem một chút tần vấn thiên nói rằng vấn thiên ca ca chúng ta cũng cùng một chỗ vừa vặn ra ngoài đi đi tinh nhà đầu mở miệng nói rằng tần vấn thiên điểm một cái đầu sau đó một đoàn người cùng một chỗ hướng ra ngoài mà đi. Này lúc, tần thiên thần tông bên trong, tới một nhóm người khoác cả sa nhà sư, bọn hắn từng cái vẻ bề ngoài trang nghiêm, trên thân lộ ra thần thánh chi quang, chắp tay trước ngực tại bộ mặt phía trước, lộ ra siêu nhiên tại thế ngoại khí độ. Thần tông nội không ít người ánh mắt hiếu kỳ, đánh giá cái này hành tăng người. Mẫu thân, bọn này con lừa chọc nhìn thật đúng là nghiêm túc, bên cạnh một bên, một vị xinh đẹp thiếu nữ đối bên cạnh mỹ lệ nữ tử truyền âm nói, cái kia nữ tử chính là phàm nhạc thê tử huyền tâm, mà mỹ mạo thiếu nữ thì là nàng cùng phàm nhạc ngữ nhi phàm diệp, bất quá nàng tuy nhiên nghịch ngợm nhưng cũng không trở thành ở trước mặt mắng người khác, mà là truyền âm giao lưu. Không cần nói, huyền tâm nhíu nhíu mày, truyền âm đáp lại một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành có chút biến hóa, nàng nghe phàm nhạc nói, vật môn những này coi lừa chọc thủ đoạn lợi hại, thậm chí, tu vi cao người, có thể lấy ra người khác tiên niệm truyền âm, rất lợi hại, không thể không phòng. Vì cái gì, cha nói qua, Bọn này con lừa chọc ra vẻ đạo mạo, nhìn như thánh nhân bộ dáng, kỳ thực rất xấu, Phạm Diệp tiếp tục lại nói, Huyền Tâm đối nàng làm ánh mắt, cùng lúc ánh mắt nhìn về phía những cái kia nhà sư, quan sát bọn hắn phản ứng, chỉ gặp này lúc, cầm đầu một vị nhà sư ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Phạm Diệp, cười nói, thế gian người đều là phàm phu tục tử, sao là thánh nhân bộ dáng, chúng ta cũng mất quá huyết nhục chi khu, sau khi chết đều là hóa khô cốt nhập đất vàng. Phạm Diệp há to miệng, lộ ra vẻ giật mình. Chỉ cái kia nhà sư, ngươi, ngươi có thể nghe được ta truyền âm. Nàng bên cạnh còn có một vị xinh đẹp thiếu nữ, chính là Âu Dương Cẩm Tâm, đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Phật môn đạo pháp vô tận, cái này không qua tiểu đạo mà thôi, không cần phải nói, tiểu cô nương thiên tư thông tuệ, cực kỳ tuệ căn, nếu là muốn học, ta nhưng mang tiểu cô nương nhập Phật môn tu hành này nói, ít ngày nữa có thể thành, cái kia nhà sư chậm rãi mở miệng, Phạm Diệp chớp chớp con mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh Huyền Tâm, chỉ gặp Huyền Tâm sắc mặt biến đổi nói, đại sư khách khí, cái này nha đầu tuổi nhỏ lung tung ngôn ngữ, đại sư chớ trách. Một chút ngôn ngữ, dâu rìa. nhà sư mỉm cười nói ra, chỉ là, cái này cô nương hoàn toàn chính xác có tuệ căn, nữ cư sĩ sao không cân nhắc dưới, phàm diệp chớp chớp con mắt, nói, ngươi lừa gạt ta, lấy ngươi năng lực, muốn truyền thụ một số đạo pháp tại ta, dễ như trở bàn tay sự tình, vừa lại không cần tiến về Phật môn, ở chỗ này là có thể. Nếu không ngươi truyền thụ ta như thế nào nghe người khác truyền âm thần thông đạo Pháp? Phật môn cao tăng mắt lộ ra nghĩ kế sách, lập tức nói, cô nương cùng tần thiên thần tông tông chủ tần cư sĩ ra sao quan hệ. Ta cha nuôi, Phạm diệp đắc ý nói, thì ra là thế, cái gọi là pháp không thể truyền ra ngoài, người có được Phật môn tuệ căn, ta mới nguyện ý truyền thụ, nhưng người cùng tần cư sĩ quan hệ gần như thế, cái này đạo pháp, liền không truyền, nhà sư cười nói. Ngươi là sợ ta đem truyền cho cha nuôi, Phạm diệp nhìn chằm chằm nhà sư nói, ta cha nuôi là nhân vật bậc nào, mới nhìn không lên các ngươi những này tiểu đạo đâu, mà lại, người đã nói cho ngã Pháp không thể truyền ra ngoài, ta đương nhiên sẽ không truyền thụ cho người khác, bất quá ngươi cũng không tin, liền làm ta chưa nói qua đi, Phật môn nhà sư nhìn lấy Phạm Diệp chậm rãi mà nói, lập tức lộ ra một vòng hòa ái nụ cười, nói, tốt thông minh tiểu cô nương, đã ngươi cùng Phật môn hữu duyên, cái kia ta liền truyền cho ngươi này nói, ngươi không cần phản kháng, dứt lời, hắn trên thân hiện lên tinh quang, có đáng sợ Phật môn quang mang sáng lên, thánh khiết vô cùng, lập tức Phật môn ánh sáng thâm nhập vào phàm diệp trong đầu, nàng chán ảnh chân dung là đốt sáng lên một đạo Phật quang, càng ngày càng sáng, hồi lâu sau, mới dần dần dập tắt, sau đó, phàm diệp lộ ra một vòng vẻ giật mình, nhìn trước mắt nhà sư, nói, các ngươi những này nhà sư quả thật có chút đạo hạnh, cô nương quá khen rồi, cái kia nhà sư bình tĩnh nói, chỉ gặp phàm diệp bên cạnh, Âu Dương cầm tâm lôi kéo phàm diệp tay áo, nhẹ giọng nói, ngươi lá gan thật to lớn. Các nàng tại thiên quật lớn lên, tự nhiên đối với tây phương thế giới biết đến rất rõ ràng đây chính là tây phương thế giới nhà sư phạm diệp vậy mà tiếp nhận bọn hắn truyền đạo tại chúng ta thần tông có cha nuôi tại sợ cái gì phạm diệp xinh xắn chừng mắt nhìn cười nói hiển nhiên đối với tần vấn thiên phi thường sùng bái lại tại nói cha nuôi nói xấu đây này lúc một thanh âm truyền đến sau đó liền gặp một nhóm bóng dáng xuất hiện người cầm đầu chính là tần vấn thiên cha nuôi phạm diệp chạy đi qua nhào vào tần vấn thiên trong ngực tại tần vấn thiên trong ngực cọ sát. Ta chỗ nào bỏ được nói cha nuôi nói xấu. Phàm Diệp cười khanh khách nói, tần vấn thiên vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, lộ ra cưng chiều chi ý, chính hắn gánh vác lấy áp lực thực lớn, cho nên một mực tạm thời không có cân nhắc nhi nữ sự tình, nhưng Phàm Diệp cùng Âu Dương cầm tâm, hắn đều là một mực làm chính mình nữ nhi đối đãi giống nhau. Tần thúc thúc, Âu Dương cầm tâm cũng đi tới, ôm tần vấn thiên cánh tay, các nàng cũng đem tần vấn thiên xem như cha đồng dạng đối đãi, mà lại, bởi vì vi phụ thân có đôi khi sẽ nghiêm khắc chút tần vấn thiên lại là một mực cưng chiều lấy bọn hắn cho nên tại tần vấn thiên trước mặt các nàng càng thêm phóng túng chút người lớn như vậy còn đổ thừa tần thúc thúc khương đình đi tới nói chúng ta rất lớn sao phàm diệp làm cái mặt quỷ trên thực tế hai cái nhà đầu bây giờ đều đã trưởng thành cao vút ngọc lập tần vấn thiên cười cười nhìn về phía tây phương thế giới người nói chư vị đại sư đến đây có gì chỉ giáo chỗ vẫn là năm đó sự tình phật môn hành sự đương nhiên sẽ không nhỏ hẹp như tây phương thế giới chấp trưởng thiên quật tần cư sĩ bọn người vẫn như cũ có thể tại thiên quật nội tu hành dạng này được chứ cái kia phật môn nhà sư khai môn kiến sơn nói rằng một điểm không rẽ ngoặt bôi góc để cho chúng ta giao ra thiên quật các ngươi đến chấp trưởng sau đó là các ngươi tây phương thế giới cho phép chúng ta tại thiên quật tu hành quả nhiên rất đại độ a à. phàm nhạc nghe nói như thế vui vẻ tây phương thế giới phật đạo tu sĩ ra mặt dày nói loại trình độ này đây cũng không phải là là Tây Phương Thế Giới Ý Tứ, mà là Thái Cổ các cường giả ý nghĩ, cũng là xu thế, tần cư sĩ tội gì nghịch thế mà làm. Nhà sư nói tiếp nói, tần vấn thiên nhìn đối phương, cười nói, nếu là đại sư liền vì việc này đến đây, như vậy có thể trở về. chương 1952, mưu đồ nhà sư thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì tần vấn thiên hạ đạt lệnh đuổi khách liền sinh ra phản ứng, chỉ gặp bọn họ từng cái chắp tay trước ngực, nói, tần cư sĩ làm gì cố chấp như thế, thiên đạo mệnh số, đều có hắn thế, nghịch thế mà đi, khó được thủy chung. Con lừa chọc, người có ý tứ gì? Quân mộng trần đi lên phía trước, băng lãnh mở miệng, trên thân thiên đạo chi huy phóng thích mà đi. Cái gì gọi là nghịch thế mà đi, khó được thủy chung? Đây coi như là tại uy hiếp sao? Cư sĩ làm gì tức giận? Nhà sư ngược lại là lạnh nhạt rất, tần vấn thiên đôi mắt hiện lên một đạo lãnh mang, nhìn trước mắt nhà sư. Bây giờ, Tây phương thế giới cùng tần thiên thần tông tạm thời đều duy trì bình tĩnh cục diện, lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng kỳ thực song phương tương lai sẽ như thế nào, mọi người tâm lý đều nắm chắc, đối phương tới bái phỏng, lá mặt lá trái, hắn tiếp đãi, đồng dạng là như thế, ai chẳng biết nói đối phương trong lòng nghĩ cái gì. Những cái kia Phật môn đạo lý, hù dọa ai, lan, tần vấn thiên trầm ngâm một lát, phun ra một chữ đến, ngươi đến, ta nghênh, ngươi làm bộ khách sáo, ta khách khí đón lấy, nhưng đã người miệng ra uy hiếp ngôn ngữ, như vậy, đành phải đưa một chữ, lan. Khó được thủy chung, đây không phải uy hiếp cái gì là uy hiếp chư phật môn nhà sư đều là chắp tay trước ngực đối tần vấn thiên khẽ khom người sau đó nói đã tần cư sĩ nhất định phải nghịch thế mà đi chúng ta chỉ có thể cáo lui dứt lời bọn hắn chậm rãi quay người cất bước rời đi không kiêu ngạo không tự ti không kiêu không gấp bước chân trầm ổn vô cùng vô cùng thản nhiên một điểm không giống như là bị đuổi đi những này con lừa chọc ra mặt thật là dày a à, quân mộng trần chửi nhỏ nói quả thực là tường đồng vách sắt chạy tới bọn hắn địa bàn, để tần vấn thiên nhường ra thiên quật đến, cho bọn hắn trưởng khống, sau đó từ bọn hắn đến thi ân, đồng ý tần vấn thiên tại thiên quật bên trong tu hành, sau đó, uy hiếp, uy hiếp không thành, thản nhiên rời đi, ra mặt này dày nói làm cho người giận sôi cấp độ. Phật môn tu tâm dưỡng tính, tính tình này, quả thật là tu dưỡng đến vô cùng tốt. Âu Dương cuồng sinh cũng lạnh như băng mở miệng, nhìn những cái kia nhà sư cực kỳ khó chịu. Những này hòa thượng thật là chán ghét, rất nhiều người đều nhao nhao chửi nhỏ, ảnh hưởng tới tâm tình, tần vấn thiên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại trầm tư, dạng này địch nhân, ngược lại càng đáng sợ, tâm trí của bọn họ cứng cỏi, cuộc đời hiếm thấy. Da mặt dày, kỳ thực cũng có thể là một loại ưu điểm, những này tây phương thế giới nhà sư, bọn hắn nhìn như da mặt cực dày, nhưng không phải là không đối với chính mình tín ngưỡng cực kỳ kiên trì, dù là trong mắt người khác sai, hoang đường, nhưng theo bọn hắn nghĩ, vốn nên như vậy, mà lại, loại ý nghĩ này, là căn thâm đế cố, một điểm không cảm thấy có gì không ổn. Tây phương thế giới có thể đối với vũ vực cùng tứ đại hạ giới thiên thống trị cái kia vậy căn thâm đế cố, không phải là không có nó nguyên nhân. Tần vấn thiên đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt hình như có mấy phần vẻ suy tư, Tây phương thế giới lần trước đã điều động thất giới đại sư tới qua, hẳn là biết rõ của hắn thái độ, thậm chí về sau tử thần đều xuất hiện, vì sao lần này lại phái người đến đây. Hẳn là, Tây phương thế giới người thật sự cho là bọn họ, thi ân, cho phép bọn hắn giao ra thiên quật về sau còn có thể bên trong tu hành, bọn hắn liền sẽ đáp ứng. Hoặc là nói, coi là vài câu uy hiếp nói, liền có thể làm bọn hắn đi vào khuôn khổ. Hắn có chút không hiểu, Tây phương thế giới hôm nay tới đây dụng ý thực sự là cái gì? Chỉ là, một lần đơn giản uy hiếp, nhắc nhở hắn một chút nhóm. Hẳn là, là vì muốn thăm dò kỹ, tần vấn thiên trong lòng thầm nghĩ, khả năng này, còn là rất lớn, Tây phương thế giới muốn giải bên dưới bây giờ tần thiên thần tông lực lượng, mà lại, hắn cũng không có ẩn tàng cái gì thanh nhi tinh nha đầu bọn người tại hắn thân một bên những này không cần thiết ẩn tàng tuy nhiên khả năng này sẽ để cho phật môn càng kiêng kỵ từ đó khởi xướng chiến tranh nhưng là chiến tranh hay không cho tới bây giờ không phải là bởi vì ngươi yếu nhỏ liền có thể tránh khỏi như tây phương thế giới thật chuẩn bị kỹ càng như vậy căn bản sẽ không bởi vì mấy vị thiên thần xuất hiện liền ảnh hưởng bọn hắn muốn muốn làm sự tình cha nuôi vừa rồi những cái kia con lừa chọc truyền thụ ta có thể đoạn nghe tiên niệm truyền âm thần thông năng lực ta muốn hay không tu hành a? À? Phạm Diệp ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, hỏi thăm nói. những này hòa thượng vậy mà uy hiếp cha nuôi, nàng đang suy nghĩ phải chăng muốn tu hành bọn hắn thần thông. bọn hắn truyền thụ cho ngươi thần thông. Tần Vấn Thiên mắt sáng lên. ân, Phạm Diệp điểm đầu. ta xem một chút. Tần Vấn Thiên nói rằng, à, ta đáp ứng những cái kia con lừa chọc không truyền cho người khác. bất quá cha nuôi muốn nhìn, ta tự nhiên cho, nhưng là cha nuôi không cần tu hành dạng này ta cũng không tính vi phạm lời hứa của mình. Tuy nhiên những cái kia con lừa chọc không phải cái gì người tốt, nhưng ta nói ra vẫn là muốn làm được, cha nuôi cảm thấy như thế nào? Phạm Diệp nói, đúng, Tiểu Diệp làm rất tốt, Tần Vấn Thiên cười điểm đầu, ta không tu hành, nhưng bọn hắn thần thông, ta vẫn còn muốn nhìn xem, người đừng tu luyện ra cái gì sai lầm, Tần Vấn Thiên, hắn hiển nhiên không yên lòng Tây Phương Thế Giới, muốn kiểm tra bên dưới thần thông. Được, Phạm Diệp điểm đầu, sau đó đem thần thông chi thuật lấy tiên đọc tình thế truyền lại cho Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên đạt được về sau kiểm tra thực hư dưới, phát hiện đích thật là một môn thần thông chi thuật, có chút thần kỳ, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì dị thường địa phương. Tiểu Diệp, cha nuôi nhìn xem những cái kia nhà sư có hay không đối với ngươi làm cho gì? Tần Vấn Thiên lại nói, Phạm Diệp điểm đầu, Tần Vấn Thiên cường đại thần niệm thẩm thấu nhập Phạm Diệp trong đầu, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm lại, nói, cái kia thần thông không có vấn đề gì tiểu diệp nếu là muốn tu hành liền tu hành đi. Chính như Phạm Diệp nói, tuy nhiên cái này môn thần thông có chút thần kỳ, năm đó Tần Vấn Thiên cũng tại nó trong tay thua thiệt qua, nhưng cho đến ngày nay, Tần Vấn Thiên hạng gì cảnh giới, đã không có cái gì hiếm lạ, tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tây phương thế giới người rời đi về sau, không có ở thiên vực dừng lại, trực tiếp quay trở về vũ vực, trở về Tây phương thế giới cực lạc tịnh thổ. Phật môn bên trong cổ điện, chưa tăng người trở về, màu vàng kim cổ điện, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số nhà sư ngồi xếp bằng, ngay phía trước, có nhất tôn Phật tượng đưa lưng về phía bọn hắn, này lúc, tôn này Phật tượng lại phảng phất mở miệng, nói, cha ra được chưa? Cha ra được, thiên quật, tại những năm này, sinh ra không ít thiên thần, có tần vấn thiên thê tử, lớn thanh thanh, của hắn yêu thú, của hắn bằng hiếu bạn quân mộng trần, sư huynh thần âm giới chủ, muội muội bạch tình, hồng nhan chi kỷ bắc minh u hoàng, đã từng trưởng bối nam hoàng yêu nguyệt, những người này, đều là thiên thần cảnh giới mà lại mấy người đều là tại hai năm này phá cảnh, một vị Phật môn nhà sư chậm rãi mở miệng, hắn chính là truyền thụ phàm diệp Phật môn thần thông cái vị kia nhà sư. Thiên quật bên trong có cải biến thời gian tốc độ chảy tu hành bí cảnh đi, phía trước Phật tượng bình tĩnh nói. Đúng vậy, thời gian tốc độ chảy gấp trăm lần, chính là tần vấn thiên khai ích mà sinh, nhưng mà, có thể tại hai trăm năm bên trong, sinh ra nhiều vị thiên thần, tuy nhiên có bọn hắn bản thân thiên phú không kém duyên cớ, nhưng kỳ thực, những người kia từ hạt thế giới trưởng thành, cho dù đã từng nhận tu hành điều kiện chế ước, thiên phú không có hoàn toàn triển lộ, nhưng cũng sẽ không đều mạnh đến quá phật, giống như thái cổ các thế lực đỉnh cấp thiên tài, bởi vì, chân chính lên nhất đại tác dụng, vẫn là thiên quật tu hành hoàn cảnh, cho nên, nếu là lại cho cho bọn hắn thời gian, thiên quật bên trong, chắc chắn sinh ra thiên thần quân đoàn, cái kia nhà sư chậm rãi mở miệng, vậy mà đem hết thảy đều mò được rõ rõ ràng rằng, mà lại, nó suy đoán kết quả, cùng thiên quật bên trong người đồng dạng, một điểm không có đánh giá thấp thiên quật tương lai tiềm lực. Nhìn thẳng vào đối thủ cường đại, mới có cơ hội đánh đối thủ. Thiên quật liên thông cửu thiên tinh hà, có ức vạn võ mệnh tinh thần, trực tiếp cảm giác thiên đạo, tu hành tự nhiên nhanh, phàm là thiên phú cường giả, thành tựu thần cảnh, không còn khó khăn, Phật tượng âm thanh bình thản không có gì lạ, giống như là một điểm không kinh hãi. Chưa tăng người đều vô cùng an tĩnh, sau đó, đại điện trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có Phật âm khi thì truyền vào bên trong cổ điện. Sau một lát, cái kia Phật tượng lại mở miệng nói: tử vi thần đình nguyệt thần nguyệt trường không đến đây bái phỏng, các ngươi đi gặp, vừa vặn, có thể thương lượng bên dưới chuyện kế tiếp nghi. Vị kia nhà sư điểm đầu, lập tức nói, chúng ta, muốn hay không xuất thủ. Chỉ có thể tại hậu trường, tạm không ra tay, Phật đà nói, nhà sư điểm đầu, sau đó đứng dậy, rời khỏi cổ điện, tiến về tiếp kiến đi vào tây phương thế giới nguyệt thần nguyệt trường không. Hai năm trước, tử vi thần đình bị tiêu diệt thiên thần sơn về sau, bên trong ẩn ẩn có một ít tin tức truyền ra, tử vi thần đình chấp trưởng giả không còn là tử vi tinh chủ, nguyệt trường không, danh sư nguyệt thần, thay vào đó. Rất nhanh, nhà sư đi tới một chỗ địa phương, gặp được tử vi thần đình nguyệt thần. Nguyệt trường không giống như quá khứ vậy, sắc mặt lộ ra phá lệ tái nhợt, mặt không huyết sắc, lộ ra trắng bệt, giống như người chết ra thịt, nhìn lấy có chút làm người ta sợ hãi. Chư vị đại sư tốt, Nguyệt trường không gặp nhà sư đến đây, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, bất quá hắn cười, lại khiến người ta cảm thấy không thế nào dễ chịu phảng phất lộ ra tà khí nguyệt cư sĩ cầm đầu nhà sư chắp tay trước ngực khom người hô nói cư sĩ đến đây ta tây phương thế giới có gì chỉ giáo nhà sư mở hỏi thăm nghe nói đại sư mới từ tần thiên thần tông mà đến nguyệt trường không hỏi ân nhà sư điểm đầu như vậy sư chắc hẳn đã có đối phó thiên quật lương sách nguyệt trường không cười nói nói nụ cười giống như lộ ra cao thâm mặt chắc cư sĩ cớ gì nói ra lời ấy, bây giờ tần thiên thần tông cường đại, khó mà dung truyền. Nhà sư nói, người xuất gia không đánh lửa gạt nói, chúng ta mục tiêu nhất trí, đại sư có chuyện sao không nói thẳng, như thế nào, có thể đối phó thiên quật. Nguyệt Trường không hỏi, cái kia nhà sư nhìn lấy Nguyệt Trường không, lập tức chậm rãi mở miệng, nghe nói Nguyệt cư sĩ cùng tần cư sĩ có ân oán cực sâu, nhưng có việc này. Không chết không nghỉ, Nguyệt Trường không mỉm cười điểm đầu, nếu như thế, nếu là tần cư sĩ rời đi thiên quật, Nguyệt cư sĩ có thể hay không giải quyết đoạn này ân oán? Nhà sư lại nói, Nguyệt Trương không trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, nhìn lấy Phật môn cao tăng, những này con lừa chọc, quả nhiên đã có thủ đoạn, hắn đối với Tây phương thế giới vẫn tương đối hiểu rõ. Đại sư thỉnh giảng, Nguyệt Trương không cười nói, "Trương 1953, nhân quả tần thiên thần tông cũng không vì Tây phương thế giới nhà sư giáng lâm liền có cái gì khác biệt, bọn hắn hoàn toàn như trước đây trải qua chính mình sinh hoạt." chủ yếu tinh lực đều dùng tại trên tu hành, tăng lên chính mình. Thời gian qua số tháng, tần thiên thần tông bên trong, Phạm Diệp Quấn lấy huyền tâm, nói, nương, ta muốn đi ra ngoài đi đi, người đi đi, huyền tâm đạo. Ta nói là đi thần tông bên ngoài, Phạm Diệp nhẹ giọng nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều là tại thần tông lớn lên, hoặc là tại thiên quật bên trong, hoặc là tại thần tông, ta nghe nói, thần tông cùng thiên quật đều ở vào vô nhai hải vực. Vô biên hải vực bên ngoài có vô nhai thành, nơi nào là thiên vực một tòa thành, thiên vực vô biên bao la mà thái cổ tiên vực lại có bát vực toàn bộ thế giới có tam thập tam thiên tiên vực thế giới to lớn như thế ta đều chưa từng có ra ngoài nhìn qua người cái này nha đầu thật không biết trời cao đất rộng năm đó ta và ngươi cha sinh trưởng tại một cái hạt thế giới toàn bộ thế giới bất quá như là thần tông một góc khi đó thậm chí đều chưa từng hy vọng xa vời đi ra hạt thế giới về phần thiên quật càng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ địa phương ngươi ngược lại tốt từ nhỏ tại hoàn cảnh như vậy lớn lên Ngược lại muốn đi ra ngoài, Huyền Tâm cảm thán. Nếu như không có tần vấn thiên, nàng cùng phàm nhạc khả năng cả đời cũng sẽ ở hạt thế giới. Chỗ nào biết rõ thiên ngoại ra sao phong cảnh? Nương, người cũng biết rõ không giống nhau a. À, chính là bởi vì không có gặp qua mới tốt kỳ. Tuy nhiên thần tông rất lớn, thiên quật càng là có hay không ngần thế giới. Nhưng người nơi này đều là cha nuôi thân nhân bằng hữu bạn cùng thuộc hạ, ta đều không có gặp qua cái gì ngoại nhân, lại càng không biết nói thế giới còn lại địa phương phong cảnh là như thế nào cũng rất ít cùng người xa lạ đánh giao nói, ngươi nhìn vật môn những cái kia con lừa chọc một số thủ đoạn nhỏ, liền có thể khiến ta giật mình, ta đương nhiên muốn đi xem một chút a, à, phàm diệp âm thanh biến ảo khôn lường, lộ ra thiếu nữ ngây thơ. Huyền Tâm á khẩu không trả lời được, nàng cái này nữ nhi khẩu tài là cực tốt, bất quá nàng nói tựa hồ cũng có đạo lý, không có gặp qua, mới muốn nhìn một chút. Ta liền người bình thường là như thế nào sinh hoạt đều không biết, có đôi khi, ta cũng muốn nhìn xem thế gian phàm nhân là như thế nào, nếu không các người đưa ta ra ngoài, ta một người đi lịch luyện một phen. Phạm Diệp lại nói, phía ngoài thế giới rất nguy hiểm, huyền tâm khuyên nói, chính mình nhi nữ, tự nhiên là không yên lòng, dù là Phạm Diệp kỳ thực đã không nhỏ, vẫn như cũ là trong mắt nàng tiểu hài tử. Cha nuôi cùng cha mẹ không đều là dạng này đi tới sao, nhất là cha nuôi, các ngươi cùng ta nói qua cha nuôi nhiều như vậy, cố sự, từng bước một trưởng thành, khó nói ta liền muốn một mực sống ở các ngươi che chở bên dưới A, Phạm Diệp nhếch miệng, nương, ngươi không đáp ứng, ta liền đi tìm cha nuôi. huyệt Tâm chừng Phạm Diệp một chút, nhà đầu, người cha nuôi trên thân gánh vác lấy toàn bộ thần tông vận mệnh, ngươi không cần chuyện gì đều đi đã quấy rầy cha nuôi, đừng như thế không hiểu chuyện. A, à, phàm Diệp có chút thất lạc, nói, cái kia ta đi tìm tiểu hỗn đản, để hắn mang ta đi ra ngoài chơi. Nói, hắn liền cười rời đi, sau đó lấy ra một cái truyền tin tinh thạch, nói, tiểu hỗn đản, bản tiểu thư muốn gặp ngươi. Thiên quật bên trong lười biếng tiểu hỗn đản nghe được phàm diệp truyền âm chớp chớp con mắt nói tiểu nha đầu phiến tử hô thúc thúc không có môn người tới hay không chơi với ta phàm diệp nói ngươi không hô thúc thúc vậy thì tắm một cái ngủ đi tiểu hỗn đản lười biếng nói rằng tốt hỗn đản thúc thúc mau tới mang ta đi ra ngoài chơi phàm diệp cười hì hì một giọng nói tiểu hỗn đản chừng mắt con mắt lại nói tiểu nha đầu ngứa ra ngươi chờ cũng không lâu lắm tiểu hỗn đản tìm được Phạm diệp lung lay tuyết trắng thân thể tới, trừng mắt Phạm Diệp nói, nha đầu, có việc yêu cầu ngươi yêu thần thúc thúc. Thôi đi, nếu không phải nương không cho ta đi phiền cha nuôi, ta mới sẽ không tìm ngươi đây, ngươi mập như vậy, cũng không biết nói mang không mang theo động ta. Phạm Diệp lộ ra khinh bỉ biểu lộ, có thể có cha ngươi béo a, à, tiểu hỗn đản nghiêng con mắt, khinh thường nói, Phạm Nhạc mập mạp, thế nhưng là một mực mập vô cùng. Các ngươi không sai biệt lắm, Phạm Diệp nhảy cả từng cưỡi ở tiểu hỗn đản trên lưng, đi, chúng ta xuất phát. Tiểu hỗn đản lộ ra khinh bỉ ánh mắt, lập tức thân thể mềm mại ghé vào trên mặt đất, nằm xuống, người tự mình nhìn lấy xử lý. Hiển nhiên, hai người thường xuyên đấu võ mồm, đều đã thói quen, tuy nói tiểu hỗn đản là yêu thần, nhưng tính tình cùng tiểu hải tử không có gì khác nhau, bởi vì tần vấn thiên cưng chiều, phàm diệp thường xuyên tại tần vấn thiên thân một bên cùng tiểu hỗn đản chơi thoải mái, hai người tuyệt đối là trời sinh một đôi. Hỗn đản thúc thúc, khi còn bé ta liền thường thường kỵ tại ngươi trên thân chơi, nhưng người cũng không có mang ta từng đi ra ngoài, người có thể hay không mang ta đi nhìn xem phía ngoài thế giới a à. Phạm Diệp điềm đạm đáng yêu nói rằng, tiểu hỗn đản sợ run cả người, cái này nhà đầu biến thật là nhanh a à, để bảo bảo trong nháy mắt mềm lòng. Tốt, bạn yêu thần liền mang ngươi ra ngoài đi dạo, ngồi vững vàng. Tiểu hỗn đản thân thể biến hóa, trong nháy mắt hóa thân nhất tôn vô cùng to lớn kim sĩ đại bằng điểu, cánh chim lấp lóe trong nháy mắt bay lượn với thiên, nhanh đến mức khó mà tin nổi, mấy hơi thở, liền ra thần tông, trước mắt, có mênh mông vô tận biên hoa wow, Phạm diệp ngồi tại tiểu hỗn đản trên lưng tinh khiết vô hạn đôi mắt đẹp bên trong lộ ra mấy phần ước mơ rốt cục có thể nhìn thấy phía ngoài thế giới Phạm diệp thuần chân trong con người lộ ra ý mừng rỡ tiểu hỗn đản truyền âm nói cho tần vấn thiên bọn hắn một tiếng tần vấn thiên cũng không có làm sao lo lắng lấy bây giờ tiểu hỗn đản thực lực ở bên ngoài cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề gì bây giờ cho dù là một cự đầu thế lực đỉnh cấp thiên thần cũng không nhất định lưu được hắn Phạm Nhạc cùng huyền tâm đối với tiểu hỗn đản cũng rất yên tâm, cái này tiểu gia hỏa đối với Phạm Diệp vẫn là phi thường sủng ái, một mực bồi tiếp phàm Diệp lớn lên. Âu Dương cầm tâm sau khi biết nói cho Âu Dương cuồng sinh cùng Khương Đình nàng cũng nghĩ ra đi đi đi, bất quá nàng tính tử văn tĩnh một số, sẽ không cưỡng cầu, Âu Dương cuồng sinh nói có cơ hội mang nàng ra ngoài, nàng liền không có nhiều lời. Sau mấy tháng, thiên vực một tòa trong cổ thành, một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cưới ở một đầu tuyết trắng béo yêu thân bên trên, đi tại đường phố đầu, Hừng chân đôi mắt đẹp lộ ra ngạc nhiên chi ý, người nơi này tu vi không cao, rất nhiều cũng chỉ là tiên nhân mà thôi, nên biết rõ Phạm Diệp bản thân nhưng cũng là tiên, cảm nhận được đường phố nói náo nhiệt phân bốn phía, Phạm Diệp trong đôi mắt đều là hưng phấn quang mang, nàng rất hưởng thụ mấy cái này tháng sinh hoạt, phía ngoài thế giới, thật sự rất thường thường, gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đây hết thảy đều là thiên quật bên trong không có, thiên quật càng giống là một cái đại gia đình. Cô nãi nãi, chúng ta là không phải cần phải trở về, đã đi ra rất lâu mà lại cái này đều nhanh muốn đi ra thiên vực địa bàn tiểu hỗn đản miệng phun tiếng người buồn bực nói thầm nói hỗn đản thúc thúc chúng ta lúc này mới đi ra mấy tháng a người gấp cái gì người nhìn phía trước cái kia xinh đẹp nữ tử dáng người có phải hay không vô cùng tốt chỗ nào tiểu hỗn đản con mắt thả ánh sáng nhìn về phía trước mất quá lại nhìn thấy một cái xử nữ rồi rồi sắc yêu phàm diệp nghịch ngợm cười hai người tiếp tục hướng phía trước bọn hắn thấy được rất nhiều người hướng phía một chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới, tựa hồ là một tòa cổ tự. Nơi đó thật nhiều người, chúng ta đi xem một chút, Phạm Diệp nói. Con lừa chọc miếu, có gì đáng xem? Tiểu hỗn đản đích thì thầm một tiếng, hắn bây giờ thế nhưng là yêu thần, không tin những này bằng môn tả đạo, nhưng vẫn là nghe Phạm Diệp, hướng đi cổ miếu. Trong cổ miếu rất nhiều người thành kính quỷ bái, bên trong có rất nhiều Phật tượng, từng tôn Phật đà cao cao tại thượng, tiếp nhận thành kính quỷ bái tiểu hỗn Đản thần niệm càn quét mà đi, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này của miếu có chút không ổn, nhưng thần niệm phóng thích thời điểm, phảng phất lại không có gì. Phàm Diệp đi theo đám người, đi vào một tòa Phật tượng phía dưới, ngẩng đầu nhìn Phật tượng, nghĩ thầm, vì sao người tu hành cũng sẽ thở phụng những này. Liền ở đây lúc, tiểu hỗn đàn con mắt lóe ra, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, sau đó, những này Phật tượng đều sáng lên màu vàng kim quang huy, phảng phất hiển linh vậy. Chân Phật hiển linh, trong cổ miếu người quỳ xuống lạnh, duy chỉ có Tiểu Hỗn Đản cùng Phạm Diệp còn đứng lấy, nhất tôn Phật tượng lại phun ra người âm, chất vấn nói: "Các ngươi vì sao không quỳ bái?" Ở đâu ra yêu nghiệt, Tiểu Hỗn Đản lạnh như băng mở miệng. "Lòng có Tà Linh." Âm thanh lần nữa truyền ra, sau đó một cỗ quang mang đem Phạm Diệp thân thể bao khỏa, trong chốc lát, tôn này Phật tượng phảng phất hóa thành yêu ma giống, kinh khủng xương đen dáng lâm trực tiếp đem phàm Diệp thân thể bao phủ ở bên trong. Ông tiểu hỗn đàn thân thể hóa thành một đạo thiểm điện bắn ra, nhưng này từng tôn Phật tượng phảng phất động, cùng lúc hướng phía hắn đánh tới, từng tiếng tiếng vang, những cái kia Phật tượng chỗ nào chống đỡ được hắn, trực tiếp băng diệt phá nát, cổ miếu trong khoảnh khắc nổ tung. Nhưng mà, cái kia cỗ xương đen lại lôi cuốn lấy phàm diệp thân thể rời đi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giống, tiểu hỗn đàn phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hắn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, truy hướng cái kia cỗ xương đen, nhưng sau một khắc, cái kia xương đen phảng phất xuyên qua không gian, biến mất đến vô ảnh vô tung. "Giống, giống, giống." Tiểu Hỗn Đản thần niệm điên cuồng khuếch trương, bao phủ một thành địa phương, cả tòa thành trì đều tại kinh khủng thần uy áp dưới, nhưng này xương đen phảng phất Phật tượng là không tồn tại vậy, căn bản tìm không thấy, để Tiểu Hỗn Đản nhanh sắc điên, tại sao có thể như vậy, là ai vậy mà có thể tại hắn mí mắt ngọn nguồn dưới đem người mang đi? Này lúc, tại phía xa thiên quật bên trong Tần Vấn Thiên bỗng nhiên mở ra đôi mắt một đạo đáng sợ hàn quang bắn ra, của hắn trong đầu vang lên một đạo tiếng kinh hô, cha nuôi cứu ta. Tiểu Diệp, Tần Vấn Thiên truyền tin trở về, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu hỗn đản, chuyện gì xảy ra? Tần Vấn Thiên lại hỏi thăm tiểu hỗn đản, tiểu nha đầu xảy ra chuyện, tiểu hỗn đản âm thanh có vẻ hơi hoảng, hắn thân thể tại cổ thành trên không biên cuồng lượn vòng lấy, cùng lúc đem chuyện ngọn nguồn cáo chi Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên lập tức bước ra thiên quật, sau đó từ Tần Thiên Thần Tông đi ra cùng lúc vẫn phân phó thân nhân tạm nhập thiên quật bên trong hắn ẩn ẩn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy tiểu hỗn đản hắn bây giờ hạng gì thực lực vậy mà lại tìm không thấy người khả năng này là một tòa đơn giản thần miếu đơn giản như vậy sao khả năng này là hướng về phía hắn tới phật môn thế giới tường thụy địa phương một vị nhà sư ngồi xếp bằng hắn phảng phất mở thiên nhãn phía trước màu vàng kim hư không xuất hiện từng màn hình ảnh chính là phàm diệp trải qua hết thay nhân quả xuất hiện nhà sư chắp tay trước ngực, nhàn nhạt mở miệng, lập tức đứng dậy rời đi. Ngày đó, hắn tiến về thiên quật, truyền thụ phàm diệp Phật môn thần thông, khi đó, hắn đã tại phàm diệp trên thân gieo bởi vì, loại này nói, dòm không phá, bất kỳ người nào đều không thể điều tra đi ra. chương 1954, Nhập Đạo, Thiên Đạo Thánh Viện, một tòa thánh điện bên trong, diệp viện trưởng mở ra con mắt, ánh mắt ngắm nhìn phương Tây. Tại trước người hắn, thiên đạo thánh viện tam đại thiên thần đều tại đây, bọn hắn nhìn thấy diệp viện trưởng biến hóa độc cô nữ thần hỏi viện trưởng xảy ra chuyện gì sao nhân quả phật xuất thủ diệp viện trưởng âm thanh hơi có vẻ nặng nề tam đại thiên thần thần sắc không hiểu diệp viện trưởng lại nói tần vấn thiên chỉ sợ cùng các ngươi đồng dạng không biết rõ nhân quả phật ra sao chờ tồn tại nhân quả hiện sợ là muốn xuất đại sự này phật rất mạnh sao ti mệnh thiên thần hỏi diệp viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng chút đầu tây phương thế giới phật chủ một trong tần vấn thiên bọn hắn căn bản không biết, có một vị Phật chủ nhân vật, tự mình bái phỏng qua bọn hắn tần thiên thần tông. Viện trưởng trước đó sao không nhắc nhở tần vấn thiên một tiếng? Độc cô nữ thiên thần hỏi, có chút quan tâm, bọn hắn tại thiên quật bên trong cũng tu hành qua không ít thời gian, lại thêm tần vấn thiên chính là thiên đạo thánh viện tu hành học sinh, tự nhiên hy vọng trận này thái cổ hạo kiếp bên trong, hắn có thể bình an sống sót, cho dù đi đến trí cường cấp độ, bọn hắn thiên đạo thánh viện, vẫn như cũ sẽ giúp đứng không ngã, mà lại thiên quật môn, sẽ không đối bọn hắn. Ta cũng không phải là tiên tri." Diệp viện trưởng lắc lắc đầu, mà lại có chút mệnh số là chú định, nếu là đi cải biến, khả năng liền xuất hiện không được siêu thoát người, cái gọi là hạo kiếp, tuyệt không phải hư ảo chi ngôn." Ba vị thiên thần chút đầu, bọn hắn tự nhiên tin tưởng Diệp viện trưởng, chỉ là bọn hắn cảnh giới còn chưa đủ, không cách nào thể ngộ thâm ý trong đó, nhưng viện trưởng hắn là có thể chi thiên mệnh nhân vật, chắc hẳn đối với cái này thế giới huyền bí, đem so với bọn hắn càng thêm thấu triệt thiên vực, thành nhỏ, nhất tôn vô cùng to lớn yêu thú trên bầu trời cuồng hống không ngừng, cả tòa thành trì đều xuất hiện từng đầu đáng sợ vết nứt, phía dưới vô số người phủ phục, thậm chí có người dập đầu quỳ bái bầu trời phía trên tôn này cự yêu. Cái kia chẳng cảnh thật là đáng sợ, là nhất tôn chân chính tuyệt thế yêu thần, hắn phảng phất nhận lấy mãnh liệt kích thích vậy, tại trời xanh gầm thét, không ngừng xoay quanh, giống như là điên rồi vậy, cái này yêu thần, tự nhiên là tiểu hỗn đản, hắn giờ phút này có chút không biết làm sao, hắn không biết nên làm sao bây giờ, hắn tìm không thấy phạm diệp chỉ có thể điên cuồng gào thét trong lòng của hắn lo lắng trời xanh sinh ra kinh khủng yêu vân cực kỳ dọa người rốt cục có một bóng người dạo bước mà đến người này một bộ áo trắng giờ phút này thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng đáng sợ tới cực điểm phía dưới đám người nhìn thấy áo trắng bóng dáng phong hoa tất cả đều cảm thán tốt một cái phi phàm nhân vật cái kia trong hư không cự thú đều đình chỉ gầm thét phóng tới hắn thân một bên tìm không thấy sao tần vấn thiên nói tìm không thấy tiểu hỗn đản giao động đầu, trong ánh mắt lộ ra tự trách, nếu như không phải hắn một mình mang phàm diệp đi ra, liền sẽ không có loại sự tình này. Vấn thiên, đều là lỗi của ta, tiểu diệp sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu hỗn đản sắp điên, của hắn ngữ khí tràn đầy tự trách, hắn hận, tại sao phải mang tiểu diệp đi ra, bởi vì trở thành yêu thần, cho nên đắc ý vòng hình sao. Hắn đã thật lâu không có khó thụ như vậy thống khổ. Đừng vội, đã bọn hắn bắt đi tiểu diệp, nhất định sẽ chủ động tìm chúng ta. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, tiểu hỗn đàn sao có thể không vội, hắn còn mắt đều trở nên đỏ thấm, lộ hung quang, nếu là biết là ai, hắn nhất định nuốt sống đối phương. Đúng vào lúc này, chỉ gặp có xương đen từ mặt đất dâng lên, Tần Vấn Thiên mắt sáng lên, thần niệm trong nháy mắt đem khóa chặt, sau đó, cái kia một sợi xương đen lại hướng về phương xa lướt tới, phảng phất là đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Chính là loại này xương đen, tiểu hỗn đàn con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một bên, Tần Vấn Thiên rậm chân mà đi đi theo xương đen hướng phía trước mà đi. Chỉ gặp cái này xương đen tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng về phương xa lướt tới, không biết muốn đi phương nào, một lát sau, một người một yêu liền đi ra tòa thành trì này, tòa thành này người, căn bản không biết rõ phát sinh ra cái gì sự tình. Tần vấn thiên bọn hắn đi theo xương đen một đường hướng phía trước, không biết rõ đi tới bao xa, nhiều thật lâu, tần vấn thiên bước chân ngừng lại, nhìn về phía hư không, nơi đó, có một cỗ kinh khủng xương đen, bao phủ trời xanh, đem cuồn cuộn không gian toàn bộ bao trùm, duy chỉ có lưu lại một lỗ hổng để hắn đi vào phảng phất cái này lỗ hổng là cố ý vì hắn mà lưu giống tiểu hỗn đản mắt lộ ra hung quang tần vấn thiên không trần chờ trực tiếp dậm chân mà đi đi vào bên trong khi bọn hắn bước vào xương đen thời điểm chỉ gặp cái kia lỗ hổng dần dần khép kín phảng phất hóa thành độc lập thế giới khi bọn hắn đứng tại trong hắc vụ thời điểm nhìn thấy xung quanh bốn phía xuất hiện từng chương mặt mũi vô cùng vô tận cái kia tràng cảnh cực kỳ đáng sợ chỉ gặp này lúc một trường cự đại mặt mũi xuất hiện tại ngay phía trước ngưng tụ mà hiện giống như yêu ma nàng ở đâu tần vấn thiên băng lãnh hỏi nàng dĩ nhiên là chỉ tiểu diệp đã sớm muốn gặp ngươi một lần hắn vẫn muốn đưa ngươi nuốt hết mà lại chấp niệm cực mạnh bây giờ rốt cục có thể thực hiện cái kia cự đại mặt mũi phun ra người âm lại cũng không trả lời tần vấn thiên vấn đề nàng ở đâu tần vấn thiên trên thân thiên uy phóng thích trong chốc lát trời xanh nổi lên đáng sợ phong bạo ngươi là chỉ cái kia tiểu cô nương, mặt mũi bên trong lộ ra tà ác cười lạnh, sau đó, một bộ khô cốt xuất hiện tại tần vấn thiên cùng tiểu hỗn đản trước mặt, làm tần vấn thiên nhìn thấy cái này xương khô nháy mắt, trái tim phảng phất bị thọc vô số đau vậy, là đau như vậy. Cha nuôi, thanh âm thanh thúy phảng phất tại tần vấn thiên trong đầu tiếng vọng, ngây thơ rực rỡ khuôn mặt, tinh khiết khổng tì vết vẻ mặt vui cười, từ nhỏ tại thiên quật, tại thần tông bên trong lớn lên nàng, thông minh, đơn thuần, có chút ngang bướng. Nhưng vì sao, cuốn vào trận này phân tranh, vì sao, muốn đem một vị nữ hải cuốn vào trong đó. Hắn nhắm lại con mắt, không dám nhìn tới cô kia thi cốt, mắt của hắn góc, xẹt qua nước mắt, nhưng mà, giờ phút này của hắn trong đầu, chỉ có vùng đi không được thiếu nữ bóng dáng, nàng như tinh linh vậy tại trước mắt của mình nhảy lên, hắn còn nhớ rõ nàng xuất sinh thời điểm phàm nhạc cùng huyền tâm vui vẻ nét mặt tươi cười, hắn còn nhớ rõ nữ hải lần thứ nhất mở miệng gọi hắn cha nuôi tinh cảnh. Giờ phút này, tim như bị đau cắt, giống, hinh thiên tiếng giống rung động thiên địa, nhất tôn vô cùng hung lệ màu vàng kim cự thú xuất hiện, hắn hình thể vô cùng to lớn, toàn thân đường cong tràn ngập kinh người lực lượng cảm giác, hắn ngửa thiên thét dài, màu vàng kim trong đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, có thể thiêu đốt hết thảy. Nếu nói làm bạn phàm diệp nhiều nhất người, ngoại trừ nàng cha mẹ bên ngoài, cũng không phải là tần vấn thiên, mà là tiểu hỗn đản, hai vị thiếu nữ luôn luôn quấn ở hắn thân một bên chơi đùa, kỵ tại hắn trên thân, là vui vẻ như vậy, dù là hắn là yêu thần, cũng cam tâm tình nguyện tùy ý các nàng cưới ở trên lưng mình mang theo các nàng ngao du thiên địa nhưng mà bây giờ cái kia nữa hai bởi vì hắn mà chết là hắn mang nàng đi ra đây là lỗi của hắn hắn coi là hắn có thể đối mặt bất luận cái gì biến cố hắn coi là không khả năng sẽ có trùng hợp như vậy ngoài ý muốn đương nhiên cái này căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn hống 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 tiểu hốn đản hét giận dữ không ngừng trời xanh run rẩy vô tận xương đen điên cuồng hướng phía trong miệng hắn bay tới cái kia vô tận mặt mũi đều bị nuốt vào trong bụng hóa thành một cỗ màu đen vòng xoáy phong bạo không ngừng tràn vào trong miệng của hắn tựa hồ hắn muốn đem cái này một phương thế giới đều nuốt hết rơi tần vấn thiên một thanh âm truyền đến sau đó trời xanh cự đại mặt mũi phía dưới xuất hiện một cái khác khuôn mặt mặt tái nhợt đó là nguyệt trường không mặt mũi tần vấn thiên quanh thân hư không đều rất giống đang run rẩy hắn trên người uy thế hóa thành cực kỳ đáng sợ phong bạo phảng phất lúc nào cũng có thể triển để bạo phát thật lâu không thấy, phần này lễ gặp mặt, như thế nào? Nguyệt Trường không góc miệng lộ ra tả ác cười, trời xanh nổi lên hủy diệt thời không phong bạo, không ngừng rảo sát lấy cái kia phiến xương đen, cùng cái kia từng trương mặt mũi, nhưng mà cái kia xương đen giống như là vô cùng tận vậy, giết không hết. Là Tây Phương thế giới sao? Tần Vấn Thiên nhấc đầu, mắt góc vẫn như cũ treo nước mắt, mắt của hắn thần, lại là lạnh như vậy, lạnh đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ, lạnh đến giống như u minh địa ngục tiểu hỗn đản mang tiểu diệp sau khi đi ra từng truyền âm nói cho hắn biết hắn cũng cho rằng vậy sẽ không có vấn đề gì sẽ không có vấn đề cho dù bị người nhìn chằm chằm tiểu hỗn đản cũng có thể phát giác được lập tức trở về đi nhưng không tiểu hỗn đản cùng tiểu diệp ở bên ngoài chơi thật lâu đều không có sự tình cho đến bỗng nhiên có một ngày liền xảy ra chuyện đây là trùng hợp sao căn bản không có khả năng như vậy chỉ có tây phương thế giới bọn hắn từng đi qua thiên quật thế nhưng là Tần vấn thiên hắn đã từng bởi vì không yên lòng, tự mình từng điều tra phàm diệp tình huống, không có bất cứ vấn đề gì, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ hào hào đem phàm diệp bảo vệ, nhưng phàm diệp, vẫn là xảy ra chuyện, ý vị này, hắn sai. Ha ha ha, Nguyệt Trường không tà tiếu lên, chung quanh vô tận mặt mũi, cùng lúc đang cười, giống như là tại trào phúng tần vấn thiên vô chi, Nguyệt Trường không phía sau cự đại mặt mũi nhìn lấy tần vấn thiên, châm biếm nói, ngươi cho rằng, ngoại trừ tây phương thế giới còn có thể là ai có thể đem sự tình xử lý đến như thế hoàn mỹ nguyệt trường không hắn rất bồi phục ngươi đưa ngươi xem như chúng đích địch nhưng mà ta xem ra người tự hồ không gì hơn cái này người căn bản không hiểu rõ tây phương thế giới không biết rõ bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ năng lực khi bọn hắn đặt chân ngươi thiên quật thời điểm ta liền đã biết rõ các ngươi thiên quật tai nạn bắt đầu không có người nào có thể ngăn lại được trừ phi cái kia cự đại mặt mũi dừng lại một lát lại nói trừ phi tại tây phương thế giới con lừa chọc đặt chân ngươi tần thiên thần tông thời điểm các ngươi trực tiếp đem bọn hắn giết chết rơi đáng tiếc các ngươi không có khả năng làm như thế cho nên tai nạn là nhất định mà lại cái này còn vẻn vẹn bắt đầu các ngươi coi là tây phương thế giới là dễ dàng như vậy đối phó à tựa hồ là để ấn chứng hắn tại tần thiên thần tông đang trong tu hành huyền tâm đột nhiên trợn mở con mắt chỉ gặp nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ cặp kia đôi mắt đẹp toàn bộ đều là nước mắt nước lòng của nàng đau quá phàm nhạc cũng giống vậy, giờ khắc này, hắn trái tim thật đau. Bọn hắn cùng lúc cảm giác được nữ nhi xảy ra chuyện, mà lại, nữ nhi đang triệu hoán bọn hắn. Hai người không biết khi nào cùng đi tới, nhìn đối phương mắt góc nước mắt nước, có đồng dạng dự cảm bất tường, loại cảm giác này, là như thế kỳ diệu. Đây hết thảy hình ảnh, cùng lúc xuất hiện ở tây phương thế giới, Phật môn địa phương, màu vàng kim trên bầu trời. Cái kia nhà sư bình tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, nhân quả chi đạo vận chuyển, hết thảy cùng phàm diệp có nhân quả quan hệ người, tất cả đều muốn nhập đạo, giống như là trong cõi u minh có một loại nhân quả lực lượng, dẫn dắt hết thảy phát sinh. Chương 1955, thần đình tận thế nguyệt trường không trốn, vô ảnh vô tung, thần niệm bao trùm trời xanh, bao phủ vô cùng địa vực, vẫn không có dùng. Bây giờ nguyệt trường không, giác tỉnh kiếp trước, thâm bất khả chắc, trở thành thế gian nhất tà ác tồn tại một trong, hắn tu hành tất cả đạo pháp, tận đều là ác độc tà đạo, thế gian phụ diện lực lượng, đều là để cho hắn sử dụng, hắn nuốt người khác, sinh ra oán niệm, sát niệm. Công kích người linh hồn, thân thể. Trong hư không, có một bộ khô cốt rơi xuống mà xuống, tần vấn thiên run rẩy rỗi ra tay, đem tiếp nhận, tiểu hỗn đản thân thể đồng dạng run rẩy trầm thấp gầm thét, cái kia to lớn đôi mắt, không ngừng giữ lại nước mắt. a à, tiểu hỗn đản trong miệng phảng phất phát ra nhân loại như vậy trầm thấp tiếng gào thét, không còn là thuần túy yêu thú gầm, hắn nhấc đầu nhìn về phía trời xanh, thân thể thượng lưu động lên đáng sợ quang trạch, càng ngày càng sáng, hắn thân thể dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn, hắn đỉnh đầu xuất hiện vương miệt, vô cùng to lớn thân thể lóng lánh sáng chói vô cùng đường vân, chung quanh hung lệ chi khí không ngừng trở nên càng thêm đáng sợ, vùng trời này khung, phảng phất đều bị cỗ này đáng sợ lệ khí bao phủ, nhưng đám người, nhưng hắn cùng tần vấn thiên, lại đều giống như là không có cảm nhận được đồng dạng. Chỉ gặp xanh biếc sáng lóng lánh, một chút xíu sinh mệnh ánh sáng thẩm thấu phía trên xương khô, một chút xíu vì khô cốt tái tạo nhục thân, cho đến, cái kia mỹ lệ thiếu nữ phảng phất lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình nhìn trước mắt an tĩnh nằm thiếu nữ tần vấn thiên thấp đầu nhẹ nhàng tại nàng chán đầu một hôn hắn mắt góc chảy xuống nước mắt nhỏ xuống tại cái kia trương niên nhẹ trên khuôn mặt tiểu diệp cha nuôi sẽ để cho những người kia xuống địa ngục ta cam đoan tần vấn thiên giống như là đang cười rơi lệ cùng lúc phảng phất tại cười khan khan gào thét tiếng giống từ tiểu hỗn đản trong miệng truyền ra hắn thân thể phóng lên tận trời lại vọt thẳng nhập đám mây trời xanh biến mất vô ảnh, không biết rõ đi nhiều xa địa phương. Tần vấn thiên ôm cái kia lạnh như băng thân thể, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ, phía dưới, vô số người nhấc đầu, lại cũng không nhìn thấy hắn người ở chỗ nào, một ý niệm vượt ngang không biết bao xa. Hô, phía dưới vô số lòng người rung động, bọn hắn vừa rồi mắt thấy trận kia chiến đấu, chủ giác là danh chân thái cổ tần vấn thiên, cùng, tử vi thần đình nguyệt thần nguyệt trường không. Huyền vực địa phương, tử vi thần đình, chính là một tòa đứng sững ở cổ thành treo thiên thần đình, to lớn vô cùng, uy nghiêm hùng vĩ, thần đình bên trong, cường giả vô tận, có đáng sợ thần đình kỵ sĩ, tại thần đình nội thế giới đi lại duy trì lấy thần đình trật tự, dù sao giống tử vi thần đình dạng này thế lực, có thể so với một phương thế giới, không biết nó có bao nhiêu lớn. Này lúc, một nhóm tử vi thần đình kỵ sĩ đội ngũ đang thần đình bên trong hành tẩu, dò xét. Mà giờ khắc này, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh truyền ra, bọn hắn chỉ cảm thấy thần đình giống như đang rung động, lông mày hơi nhíu dưới, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong đó có cường đại thần đình kỵ sĩ gầm thét nói, ai làm can? hắn tiếng nói hạ xuống, một đạo vinh dự đón tiếp lâm, lập tức nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hình như có một màu vàng kim cử vật trực tiếp cắm vào thần đình bên trong, từ hắn trên thân thể chém qua, không chỉ có là hắn, cái này một đội thần đình kỵ sĩ, toàn bộ bị cái kia đạo đáng sợ màu vàng kim quang chảm bên trong, trong nháy mắt, thân thể theo cái kia nói kim sắc quang hoa cùng một chỗ cắm vào thần đình đại địa máu tươi không ngừng chảy mà đi ầm ầm rung động tiếng vang truyền ra mặt đất xuất hiện từng đầu vết rách tử vi thần đình bên trong tất cả cường giả đều cảm nhận được cái này vô cùng mãnh liệt chấn động bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh ánh mắt vô cùng phẫn nộ lộ ra mãnh liệt sát niệm nhưng mà sau một khắc trong ánh mắt bọn họ băng lãnh sát niệm bị sợ hãi thật sâu thay thế bọn hắn nhấc đầu thời điểm không nhìn thấy bóng người chỉ có thấy được khắp trời màu vàng kim quang hoa mỗi một đạo kim sắc quang hoa đều giống như vừa rồi chém xuống mà rớt cái kia sát phạt lực lượng là cánh chim màu vàng kim cánh chim giờ khắc này là khắp trời cánh chim ai dám ở thần đình dương oai có gầm thét thanh âm truyền ra kinh khủng thiên uy phóng thích nhưng cùng với lúc một số màu vàng kim cánh chim chém xuống xuống tới trong nháy mắt bạo phát vô số tiếng kêu thảm thiết tử vi thần đình bên trong từng tòa kiến trúc đổ sụp ngược lại dưới thần đình bên trong không biết có bao nhiêu tiếng kinh hô tiếng thét chói tai tử vi thần đình thiên thần xuất thủ bọn hắn đứng tại thần đình trên không, liên thủ rèn đúc một bộ thần đồ, hoành ngạnh tại thiên, ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống đáng sợ hủy diệt sát phạt lực lượng. Trời xanh phẳng phất ảm đạm vô quang, chỉ gặp nhất tôn vô cùng to lớn thân thể xuất hiện, đầu có vương miện, toàn thân tận đều vô cùng đáng sợ lệ khí. Phương nào yêu nghiệt, một vị thiên thần nhân vật mắt sáng lên, vậy mà dám ngay ở mặt như của bọn họ này dương oai, phá hư thần tông, quả thực không kiêng nể gì cả chỉ gặp tôn này yêu thú ánh mắt là như vậy hung lệ, của hắn thân thể còn tại không ngừng biến lớn to lớn, uy áp bao phủ cả tòa thần đình, để thần đình người đều thân thể run rẩy, bọn hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi, cái này đầu che khuất bầu trời đại yêu, quả thực vô pháp tưởng tượng hắn có bao nhiêu cường đại. Tựa như là tần vấn thiên cái kia đầu thôn thiên thú, có tử vi thần đình thiên thần mở miệng nói, tôn này thôn thiên thú giống như thay đổi, trở nên không giống nhau, thân thể càng khổng lồ không biết bao nhiêu, mà lại, trên người khí thế cũng thay đổi, để bọn hắn thậm chí không thể ngay đầu tiên nhận ra. Chỉ gặp trong hư không cự thú hé miệng, sau đó đối phía dưới phát ra một đạo kinh thiên tiếng giống, trong khoảnh khắc, một cỗ tối cao thiên huy bao phủ trời xanh đại địa, vô tận bát ngát thần đình run rẩy lên, từng tòa kiến trúc bay múa theo gió, hướng phía trời xanh lướt tới, nhanh như thiểm điện. Không, chuyện gì xảy ra, không, có người thân thể không nhận khống chế run rẩy sau đó, một cỗ vô cùng đáng sợ thôn vệ lực lượng giáng lâm tại của hắn trên thân, của hắn thân thể bay thẳng hướng về phía trên trời cao tấm kia giữ tận ngụm lớn. Âm âm, từng tòa vô cùng kiên cố kiến trúc bị nhổ tận gốc, lại cũng hướng phía cái kia cự thú trong miệng phiêu đãng mà đi, đại địa đang run rẩy, đại địa bên trên người, càng là từng cái kinh hãi gần chết, phảng phất không dám tin tưởng bọn họ tất cả những gì chứng kiến. Trời sập, đất nứt, dùng để hình dung thời khắc này tràng cảnh, quả thực không có gì thích hợp bằng. Tử vi thần đình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần đình kiến trúc, bị nhổ tận gốc, bay về phía trời xanh, bay về phía bao phủ trời xanh cự đại vòng xoáy. Thôn thiên thú, có thể thôn phệ thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, cái này tuyệt không phải hư ảo truyền thuyết. Trốn, có tử vi thần đình thiên thần giống to nói, hắn cảm giác, cái này đem là tử vi thần đình tai nạn. Tần vấn thiên, rốt cục muốn hướng tử vi thần đình hạ thủ sao? Tần vấn thiên yêu thú đã đến, tần vấn thiên, hắn ở đâu? Bọn hắn, vì sao muốn đối phó thần đình? Mà lại, cái này thôn thiên thú vừa đến, đã là như thế làm càn, phảng phất có được sâu sắc không gì sánh được cừu hận, nếu không tiếc hết thảy đại giới, đem thần đình hủy đi. Theo trời xanh ngụm lớn, cả tòa thần đình, phảng phất bị nhổ lên, thời gian dần trôi qua trôi nổi, hướng phía tấm kia to lớn vô cùng ngụm lớn mà đi. a à, có người dọa đến hoảng sợ hô to, vô số nói ánh mắt yêu cầu xa vời như vậy nhìn về phía đồng dạng trôi nổi hướng trời xanh tử vi thần đình thiên thần cường già. Có thiên thần cầm trong tay tinh thần chi kiếm, hướng phía tiểu hỗn đản to lớn thân thể đâm tới cái kia tinh thần kiếm ánh sáng xuyên qua trời xanh, một kiếm xuyên thủng hết thảy tồn tại, lại không xuất thủ, tử vi thần đình chỉ sợ thật sự muốn bị nuốt lấy. Thời không bên trong chợt có phong bạo tiến đến, cái kia cường giả cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, phảng phất bỗng dưng na di mà đến, chỉ một chút, cái kia thiên thần phảng phất luân hãm trong đó, tiến vào cái kia dáng lâm cường giả chỗ trưởng khống trong thế giới. Người tới phất tay, đồng dạng là chém ra một kiếm, kiếm này giống như thiên ngoại mà đến, cái kia thiên thần cũng còn không có kịp phản ứng, bị trực tiếp một kiếm từ mi tâm chảm dưới, máu tươi đều đến không dòng chảy xiết chảy xuống đến, cho đến đối phương ngược lại dưới, mới có máu tươi thẩm thấu ra. Một vị thiên thần, một kiếm, chém chết, tử vi thần đình tinh chủ liền đứng tại hạ phương, thần đình thiên thần bên trong, hắn đi tới, nhìn lấy vô tận kiến trúc cùng bóng người bay về phía trời xanh, ánh mắt nhìn ra xa hư không, đối tần vấn thiên nói, tần vấn thiên, vì sao làm như thế, nguyệt trường không đâu tần vấn thiên băng lãnh hỏi hắn thần niệm bao trùm phía dưới không có tìm được nguyệt trường không nhưng tử vi thần đình cái khác thiên thần đều tại không biết tử vi tinh chủ giao động đầu thật sự là hắn không biết rõ nguyệt trường không ở đâu tử vi thần đình không cần thiết tồn tại tần vấn thiên nhẹ nói nói cái kia bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm một câu giống như là tuyên cáo tử vi thần đình vận mệnh tử vi tinh chủ cùng mặt khác mấy vị thiên thần đều lộ ra vô cùng băng lãnh phẫn nộ Tần Vấn Thiên, hắn cùng yêu thú độc tự sát đến, liền muốn triệt để hủy diệt Tử Vi thần đình sao? Cái này Tần Vấn Thiên, ngữ khí không khỏi quá cuồng ngạo chút. Nhưng mà, giờ phút này cái kia Tần Vấn Thiên yêu thú, nó tồn tại, phảng phất so Tần Vấn Thiên muốn càng thêm đáng sợ, khiến người sợ hãi, hắn muốn nuốt mất cả tòa thần đình. PS, 12 giờ trưa ta liền đổi mới, nhưng hệ thống động kinh, ta cũng không biết rõ xảy ra vấn đề gì, mà lại loại vấn đề này là website kỹ thuật tầng thứ vấn đề vô ngân cũng không giải quyết được, tìm bọn hắn, buổi chiều mới phóng xuất, ta cái này một bên kêu kêu đọc là có thể nhìn, còn có nói không thấy được, ta cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân. chương 1956, thiên thần hóa xương trắng, ai trưởng cửu thiên, nguyệt trường không làm cái gì. Tử vi thần đình chưa cường người trong lòng thầm nghĩ, bây giờ, nguyệt trường không đã vì tử vi thần đình chấp trưởng giả, danh xưng nguyệt thần, hắn làm sự tình, căn bản không nói cho tử vi thần đình, cho nên... Đối với tần vấn thiên phẫn nộ, tử vi thần đình người hiện tại còn không biết nói vì cái gì. Tần vấn thiên, tại sao lại như thế tức giận đánh tới tử vi thần đình? Bất quá này lúc tựa hồ cũng không có thời gian quan tâm những thứ này, thôn thiên cự đem trời xanh nuốt hết, thần đình bị nhổ tận gốc, giống như một tòa minh mông thành trì bị nhổ lên, dần dần treo lơ lửng giữa trời, đổ sụp kiến trúc cũng đồng dạng lơ lửng tại cái kia, bị cuốn vào trời xanh ngụm lớn, thần đình bên trong người cũng trốn không thoát, bọn hắn điên cuồng dãy dụa lấy, nhưng có một cỗ vô cùng đáng sợ thôn vệ sức lực lớn nắm kéo bọn hắn, không có người chống lại nổi cỗ này lực lượng, quá cường đại. Tử vi thần kiếm, tử vi tinh chủ mở miệng nói rằng, lập tức tử vi thần đình thiên thần đều chiếm một phương vị, tinh hồn phóng thích, trong chốc lát, cùng cửu thiên sinh ra liên hệ, đáng sợ tử vi thần trận xuất hiện, tinh không phía trên hình như có tử vi tinh thần sáng lên, sau đó, vô tận tinh thần chỉ từ trời xanh bắn dưới, hóa thành thẳng tắp lưu tinh vũ. Tòa thành trì này đột nhiên hóa thành đêm tối, không có mặt trời, cửu thiên trôi nổi tại bên trên, tinh thần sáng chói vô ngần, cái kia một đạo tinh quang hóa thành tử vi thần kiếm, từ trời xanh bắn giết mà đến, ức vạn kiếm quang rủ xuống mà xuống, trung gian có bảy đạo quang hoa, càng đem diệp không thắp sáng, hiệu triệu ức vạn chi kiếm, thẳng đứng hạ xuống, đánh về phía trời xanh cái kia vô cùng to lớn thôn thiên cự thú thân thể cùng tần vấn thiên. Trong thành trì người miệng vô tận, bọn hắn ngẩng đầu nhìn thiên, cái kia trời xanh cự thú, thật là đáng sợ, vắt ngang ở thiên giống như tuyệt thế yêu thần, đem một tòa thành trì không ngừng nuốt vào trong miệng của hắn trên không, tử vi thần tiễn giết chóc mà xuống, muốn đem hắn chu diệt đi. Tần vấn thiên cất bước, muốn đi giúp tiểu hỗn đàn. Người đi giết bọn hắn, nơi này giao cho ta, tiểu hỗn đàn trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, tần vấn thiên chút đầu, hắn bởi vì tiểu diệp chết mà dẫn khí ngập trời, nhưng cũng không hoàn toàn đánh mất suy nghĩ, tiểu hỗn đàn trên thân tựa hồ lại phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên so trước kia càng cường đại, bây giờ, hắn giống như là bầu trời sao thú vương, yêu bên trong trí tôn. Tần vấn thiên dậm chân, hướng đi tử vi thần đình khống chế tử vi thần kiếm thiên thần, trên thân, sáng trói vô cùng tịnh thế chi quang phóng thích, giống như siêu việt thời không, trực tiếp giáng lâm tại tử vi thần đình thiên thần trên thân thể. Suy, suy, có thiên thần thân thể tại tịnh thế chi quang bên dưới thân thể một chút xíu tiêu tán, bọn hắn kinh hãi thấp đầu, nhìn lấy chính mình thân thể, đang không ngừng giảm bớt, tịnh hóa rơi. Tịnh thế chi đạo, nhưng khắc chế hết thảy tà ác lực lượng, nhưng lại không chỉ có như thế, đây là một loại siêu cường đạo pháp thần thông, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy, mà lại đối với tà pháp lực hủy diệt mạnh hơn, bởi vì có Phật môn thuộc tính ẩn giấu trong đó. Điều đó không có khả năng, có thiên thần ngầm thét, bọn hắn chung quanh đạo pháp lực lượng đều bị tịnh hóa biến mất, ngăn không được tần vấn thiên công kích, những năm này, hắn lại so với lúc trước cường đại bao nhiêu. Thiên thần, ở trước mặt hắn đã không chịu nổi một kích sao. Nguyệt Trường không đã sớm không nên tồn tại ở thế gian, nhưng mà tử vi thần đình lần lượt che chở, khiến cho sống đến bây giờ, trở thành chúng sinh tai họa, mà lại, toàn bộ tử vi thần đình, thụ nó thống ngự, trở thành Nguyệt Trường không giết người công cụ, đã như vậy, như vậy hôm nay, hắn liền siêu độ tử vi thần đình, dù là chưa vậy tội nghiệt ra thân, hắn một mình gánh chiêu. Tịnh thế chi quang dưới, nhất tôn tôn thiên thần thân thể không ngừng tiêu tán, phảng phất muốn hóa thành cho tàn. Không, có thiên thần lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, điên cuồng giống to, nhưng mà vô dụng, bọn hắn thân thể còn tại biến mất, cho đến, một chút xíu hóa thành hư vô, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới. Giữa thiên địa, tử vi thần đình các đại thiên thần nhân vật, chỉ còn vị kế tiếp thiên thần, tử vi thần đình tinh chủ, của hắn thực lực mạnh nhất, còn tại chống cự tần vấn thiên tịnh thế chi đạo. Về phần trên trời cao ức vạn kiếm quang, bị tiểu hỗn đản to lớn thân thể ngăn cản, cái kia thân thể bao trùm trời xanh, vắt ngang ở thiên, trên người hiện lên vô tận thần hoa, cái kia từng mảnh từng mảnh màu vàng kim vải vũ, phảng phất quẩn dấu siêu cấp đáng sợ lực lượng, bình thường kiếm giết dưới, vậy mà hô bất động không được hắn thân thể mảy may, có thể thấy được hắn thân thể đến cỡ nào kiên cố, không thể dung truyền Làm trong lúc này tâm thất đại cự kiếm hạ xuống, dáng lâm trên lưng hắn thời điểm, trên lưng hắn vải vũ phảng phất hóa thành một siêu cấp thần trận, biến thành bầu trời sau miệng lớn, khiến cho cự kiếm một chút xíu luân hãm tiến vào, thời gian dần trôi qua bị nuốt hết rơi tử vi thần kiếm, vậy mà, bị của hắn thân thể nuốt sống rơi. Tiểu hỗn đàn thân thể phảng phất không còn là thuần túy huyết nhục chi khu, càng giống là thâm thúy vô cùng bầu trời sao lỗ đen, có từng mảnh từng mảnh thần trận đồ án. Cuồn cuộn to lớn tử vi thần đình, giống như một tòa đáng sợ cổ thành, dần dần lõm vào vào đến cái kia trời xanh miệng lớn bên trong, phía dưới, vô tận sinh linh trong lòng kinh hãi, tần vấn thiên yêu thú đồng bọn, giờ phút này hoàn toàn giống như là một đầu bầu trời sao thú vương, hắn có thể nuốt tiếp theo thành, nuốt mắt tử vi thần đình chuyện này quá đáng sợ bọn hắn có người đã từng mắt thấy qua thần trận nhưng vẫn không có một màn này tới đập vào mắt hoảng sợ thế nhân giờ phút này trong lòng còn muốn năm đó tử vi thần đình bị tiêu diệt thiên thần sơn thời điểm nhưng từng muốn từng tới bọn hắn cũng sẽ có đồng dạng một ngày bị hủy diệt mất tử vi tinh chủ thân thể rất nhỏ run rẩy cho dù là lấy của hắn cường đại giờ phút này đều cảm giác được một trận kinh hãi bất lực vô luận là tần vấn thiên vẫn là tiểu hỗn đản đều đã cường đại đến để hắn cảm thấy sợ hãi tử vi thần đình xong hắn có chút hận chính mình nguyệt trường không hắn cũng không có mang tử vi thần đình hướng đi đỉnh phong tử vi thần đình cũng bởi vì hắn mà bị tiêu diệt sớm biết nói dạng này đã từng hắn vì sao muốn lưu lại nguyệt trường không năm đó nguyệt trường không nuốt hắn sư tôn thời điểm liền không nên lưu hắn tạo thành hôm nay họa lớn đem thần đình mai táng hóa thành tận thế tần vấn thiên các ngươi đây là đại tội nghiệt đã ngươi sử dụng chính là Phật đạo lực lượng, không sợ tội nghiệt báo ứng giáng lâm thân ngươi à, tử vi tinh chủ băng lãnh nói. Tần vấn thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú tử vi tinh chủ, sau đó quét về phía cái này phiến thiên địa, lạnh lùng nói ra, như thiên hạ nhân giết ta thân nhân, ta sẽ mai táng trời xanh, chứ vậy tội nghiệt, mọi loại kiếp nạn, một người gánh vác, tiếng nói hạ xuống, tần vấn thiên một bước phóng ra, hướng đi tử vi tinh chủ, liếc nhìn lại, đạo hóa thế giới, thời không đứng im, phong cấm sinh mệnh, tử vi tinh chủ sau lưng xuất hiện một mảnh tinh không thế giới, tử vi tinh lập loe, là như vậy sáng chói vô tận tinh thần vinh dự đón tiếp lâm hắn thân, hắn chấp trưởng tinh túc. Giết, tử vi tinh chủ băng lãnh phun ra một thanh âm, vô tận tinh thần hóa thành bầu trời sao sát trận, vô tận tia sáng, lấy tần vấn thiên vì trung tâm, răng khắp nơi, muốn đem tần vấn thiên chém thành muôn mảnh. Tần vấn thiên quanh thân nổi lên thời không phong bạo, muốn đem cái kia bầu trời sao sát phạt ánh sáng toàn bộ nuốt vào trong đó, nhưng mà sát trận ngang dọc trời xanh, phảng phất hợp thành từng đầu thẳng tắp, vô số đầu thẳng tắp sinh ra, trong đó hết thảy đều trực tiếp xé nát hủy diệt, cho dù là thời không hắc động, cũng hết thảy bị xé mở, cho dù là hư vô không gian thế giới, đồng dạng muốn diệt. Sát trận tia sáng nhanh bực nào, mắt thấy liền muốn giáng lâm tần vấn thiên thân thể, tần vấn thiên trên thân tịnh thế chi quang vẫn như cũ sáng chói, vô tận tia sáng cùng những cái kia sát trận đụng vào nhau, trời xanh đều phảng phất yên tĩnh lại. Sinh mệnh, đứng im, Tần Vấn Thiên phun ra một thanh âm, của hắn một loại khác đạo pháp, vẫn như cũ tác dụng tại tử vi tinh chủ trên thân, hắn ưu thế lớn nhất chính là thiện trường nhiều loại đạo pháp, mà lại, mỗi một loại đạo pháp, đều là cực mạnh nói, có thể một mình đảm đương một phía, làm những này đạo pháp cùng lúc từ một người trên thân nở rỗ phát huy uy lực thời điểm, hiệu quả sẽ bực nào khủng bố. Đường lớn ngàn vạn, có người trưởng khống một loại cường đại nói, tu hành đến cực điểm gây nên, liền có thể hùng bá một phương, nhưng mà Tần Vấn Thiên, hắn có được thiên phú ưu thế, nhưng câu thông vô tận tinh thần, bất luận cái gì đạo pháp tại hắn trên thân, cũng có thể bị lĩnh ngộ. Sát trận ánh sáng dần dần biến yếu, ảm đạm xuống, tử vi tinh chủ hắn cảm giác chính mình sinh mệnh, chính mình lực lượng, một chút xíu bị phong cấm, thời không bị đứng im, sinh mệnh cũng phải bị đứng im, của hắn đạo pháp lực lượng, trở nên càng ngày càng yếu, rốt cục, bầu trời sao sát trận ngăn không được tịnh thế chi đạo, quang hoa ngược dòng, hướng phía hắn đánh tới. Trong chớp nhoáng này, tử vi tinh chủ mở ra con mắt, nhấc đầu nhìn về phía vô ngân tinh không, trong đôi mắt không có sợ hãi, không có sợ hãi, chỉ có một tia không cam lòng, cuối cùng, vẫn không thể nào có cơ hội truy cầu cửu thiên chi bí. Hôm nay, hắn tử vi tinh chủ, sẽ chết mệnh nơi này. Thái cổ hạo kiếp, kết quả là, thiên thần hóa xương trắng, ai đến chấp trường cửu thiên, tử vi tinh chủ phát ra một đạo thở dài, âm thanh truyền khắp thiên hạ, sau đó, của hắn thân thể, bị quang mang bao phủ, một chút xíu biến mất, cho đến, hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa thái cổ hạo kiếp đám người run sợ đều cảm thấy một cỗ vẻ bi thương hoang vực như thần tộc huyền vực thiên thần sơn tử vi thần đình lần lượt bị tiêu diệt từng hùng bá một phương cự đầu biến thành hạt bụi tần tộc bị suy yếu lại không ngày xưa uy phong yêu thần sơn thiên tỷ lạc thần sơn phân liệt tây phương thế giới cùng thiên quật chi tranh còn chưa chân chính bạo phát cái này đích xác là một trận hạo kiếp kết quả là thiên thần hóa xương trắng thái cổ đỉnh cấp nhân vật vô tận sinh linh mới có thể xuất hiện một vị thiên thần lần lượt vẫn lạc đây là thời đại bi ai sao hoặc là nói đây là khác vừa mới bắt đầu hạo kiếp điểm cuối cùng thường thường chính là mới điểm xuất phát ai đến chấp trường cửu thiên tử vi thần đình không tồn tại thế nhân trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh một người một thú từ trên trời giáng xuống bị tiêu diệt thần đình chu tử vi tinh chủ yêu gấu kia tại trời xanh gầm thét thôn vệ thiên địa giống như bầu trời sao thú vương người kia phong hoa tuyệt đại tại thái cổ tiên vực phong quang một thế vô song cho dù là cái kia bầu trời sao thú vương cũng là yêu thú của hắn đồng bọn dạng này tổ hợp đủ để cho thái cổ bất luận cái gì thế lực vì đó run sợ thanh niên kia nói như thiên hạ nhân giết hắn thân nhân hắn sẽ mai táng trời xanh đây là đang cảnh cáo sao của hắn thân nhân chết tại tử vi thần đình trong tay nguyệt trường không trong tay hắn muốn cảnh cáo những cái kia đỉnh cấp thế lực, cảnh cáo thế nhân, ai giết của hắn thân nhân, hắn sẽ mai táng trời xanh, dù là vạn kiếp bất phục, sẽ không tiếc. PS, chương 1955, tịnh thế chi đạo còn có người không nhìn thấy sao? Ngày hôm qua đã nói là hệ thống vấn đề, về sau hệ thống khôi phục, không thấy được có thể thử lại lần nữa. Chương 1957, nhân quả tương liên trời xanh, chiến đấu phong bạo bình ổn lại, có nhẹ gió phất qua, hơi lạnh tuy nhiên chu diệt tử vi thần đình nhưng tần vấn thiên một điểm không có nhẹ nhõm cảm giác càng sẽ không cảm thấy khoái cảm trong lòng chỉ có bi thương thái cổ hạo kiếp trận này hạo kiếp từ hắn gây nên hết thảy vốn nên từ hắn đến tiếp nhận nhưng mà chính vì hắn tu vi cường đại thế là thái cổ người nghĩ biện pháp từ hắn thân một bên người tới tay nên lụy tiểu diệp tiểu hỗn đản to lớn thân thể vẫn như cũ vắt ngang tại cây kia hung lệ ánh mắt quét lúc bát phương hắn muốn giết chết nguyệt trường không nhưng là Nguyệt Trường không lại trốn. Ngoại trừ Nguyệt Trường không bên ngoài, Tần Vấn Thiên còn biết rõ kẻ cầm đầu có khác người, Tây Phương Thế Giới. Này lúc Tây Phương Thế Giới, nhân quả Phật chính nhìn lấy hắn cái này một bên phát sinh hết thảy, nhìn thấy Tần Vấn Thiên cùng tiểu hỗn đản bị tiêu diệt tử vi thân đình, hắn chắp tay trước ngực, miệng phun Phật hiệu. Tần Vấn Thiên siêu phàm, thiên phú trên đời vô song, bây giờ hắn phát hiện, hắn bên người cái kia đầu yêu thú, tựa hồ cũng có phi phàm lai lịch, đáng tiếc, Xuyên thấu qua phàm diệp cùng hắn ở giữa điểm này nhân quả, hắn nhìn không thấu, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia một bên phát sinh từng màn. Tại phía xa huyền vực Tử Vi thần đình tần vấn thiên giống như là có gan cảm giác kỳ diệu, giống như bị người ta nhòm ngó vậy, hắn ánh mắt nhìn về phía phương tây, ánh mắt đáng sợ, thâm thùy ánh mắt, giống như là xuyên thấu thời không, nhìn về phía không biết địa phương, ở nơi đó, hắn thấy được một đạo hư huyễn bóng dáng, thân ảnh kia có chút mơ hồ, nhưng mà lại vẫn như cũ có thể phân biệt ra là nhất tôn phật tôn này cổ phật phảng phất là trong cõi u minh nhân quả nghiệp lực nhìn chăm chú lên hắn là ngươi sao tần vấn thiên mở miệng nói rằng hắn ẩn ẩn cảm giác chính là cái kia đã từng giáng lâm qua tần thiên thần tông tây phương thế giới phật tu đang nhìn chăm chú hắn giờ khắc này khoảng cách vô tận bên ngoài tây phương thế giới nhân quả phật nghe được tần vấn thiên tra hỏi nhưng hắn lại không có trả lời chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đó là hắn cũng không phải hắn đó là của hắn nhân quả nghiệp lực bởi vì nói mà sinh phàm là cùng phàm diệp có nhân quả quan hệ người đều là sẽ nhập đạo lại bởi vì tu vi cường đại hay không tiếp nhận nói năng lực khác biệt tần vấn thiên hắn thực lực cực mạnh bởi vì thậm chí có thể nhìn trộm đến nhân quả nghiệp lực nhìn thấy tồn tại ở trong minh minh hư vô lực lượng từ đó đối với hắn nói chuyện ngươi liền xuống địa ngục tư cách cũng sẽ không có tần vấn thiên âm thanh là như vậy bình tĩnh nhưng lại là lạnh lùng như vậy băng hàn đâm cốt hắn biết rõ hắn khinh thị đã từng giáng lâm tần thiên thần tông cái vị kia phật tu so với hắn thất giới nhà sư cường đại hơn nhiều có đại khủng bố năng lực quỷ thần khó lường lấy không biết thủ đoạn ảnh hưởng tiểu diệp hành vi thậm chí hắn điều tra không ra càng đáng sợ chính là tiểu diệp mình cũng không cách nào cảm giác được tiểu hỗn đản cùng nàng đi ra đến cảm giác không thấy nàng bất cứ dị thương nào nếu không chắc chắn sẽ sớm phát hiện ý vị này gần loại này thần bí khó lường lực lượng tác dụng tại tiểu diệp trên người thời điểm tiểu diệp vận mệnh liền đã đã chú định không cải biến được. Tần vấn thiên tiếng nói hạ xuống thời điểm, một cỗ lực lượng tràn vào trong hư vô, đem cái kia hư huyễn Phật đạo bóng dáng hủy diệt mất, sau đó, loại kia cảm giác bị người dòm ngó mới biến mất không thấy gì nữa, Tây phương thế giới nhân quả Phật đối mắt khép hờ, tụng một tiếng Phật hiệu, tần vấn thiên âm thanh kia, rất lạnh, phảng phất, thật sự muốn để hắn hạ không được địa ngục. Hắn mặc dù là nhân quả Phật, nhưng trên thực tế, chính hắn cũng không biết rõ tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết nói, làm nhân quả chi đạo giáng lâm tại phàm diệp trên người một khắc này, hắn cùng tần thiên thần tông ở giữa đã thành nhân quả, vô luận là phàm diệp người bên cạnh, còn là chính hắn, đều đã nhập đạo. Đã nhập đạo, tự nhiên muốn đi thẳng xuống dưới, nhân quả ván cờ, không cách nào ngừng lại, tần vấn thiên có thể diệt nhân quả nghiệp lực, nhưng là, không đại biểu những người khác cũng có thể diệt. Phàm diệp cha mẹ, phàm nhạc cùng huyền tâm, bọn hắn đạo hạnh, còn kém quá xa. Thiên quật bên trong, Phàm Nhạc cùng Huyền Tâm đã biết rõ nữ nhi Phạm Diệp đã hương tiêu ngọc tổn, tuy nhiên bọn hắn không nhìn thấy, cũng không có đến hỏi, nhưng trong cõi u minh cảm giác xác thực mãnh liệt như vậy chân thực, để bọn hắn cảm thấy sẽ không sai, phảng phất bọn hắn đã tận mắt thấy vậy. Thậm chí, bọn hắn biết rõ nữ nhi là ai giết chết, Tây phương thế giới, Phật môn nhà sư, mà lại là có đại thần thông Phật môn cao tăng. Bọn hắn đau buồn, tuyệt vọng, nước mắt đã thành không, bọn hắn muốn đi ra thiên quật, nhưng mà, thiên quật cửa bọn hắn ra không được tần vấn thiên cũng sẽ không để bọn hắn ra ngoài bọn hắn không có đi hỏi tần vấn thiên phát sinh cái gì không cần hỏi hỏi lại có thể thế nào tần vấn thiên sẽ để cho bọn hắn ra ngoài chịu chết sao nữ nhi chết lại có thể trách ai có thể trách tần vấn thiên sao không có tần vấn thiên chỗ nào có thể có bọn hắn hôm nay chỉ sợ bọn hắn sớm đã nước chảy bèo trôi không biết rõ tại thế giới cái nào một cái góc có thể là già nua lão giả khả năng đã nhập đất vàng có thể trách tiểu hỗn đản sao tiểu diệp là thích nhất cùng hắn cùng nhau chơi đùa hắn khó nói nguyện ý nhìn thấy tiểu diệp chết vô luận là tần vấn thiên vẫn là tiểu hỗn đản đều là tiểu diệp người thân nhất muốn trách chỉ có thể trách thiên đạo vô tình lòng người tàn nhẫn muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn chính mình liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không bảo vệ được đã không bảo vệ được vì sao muốn sinh bọn hắn thống hận chính mình vô năng bất lực bọn hắn thậm chí ẩn ẩn thấy được nữ nhi thi thể hóa thành khô cốt loại kia khắc cốt minh tâm đau nhức ai có thể trải nghiệm. Mà lại, loại đau này, càng nghĩ càng đau nhức Không chỉ có là phàm nhạc cùng huyền tâm, phàm diệp hảo bằng hữu Âu Dương cầm tâm, nàng cũng cảm nhận được một cỗ không tên đau nhức đánh tới, ngồi ở nhà nàng đột nhiên lệ rơi đầy mặt, đau đến không muốn sống, bị Khương Đình phát hiện, chạy đến hỏi, cầm tâm, ngươi thế nào? Âu Dương cầm tâm như trước đang khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, thậm chí quỳ gối trên mặt đất, nước mắt thủy tướng Mỹ lệ dung nhan bao phủ, dọa đến Khương Đình đều có chút không biết làm sao, tranh thủ thời gian lấy ra truyền tin tinh thạch nói, Âu Dương, người nhanh tới xem một chút. Cũng không lâu lắm, Âu Dương cuồng sinh chạy đến cái này một bên, nhìn thấy Âu Dương cầm tâm bộ dáng đau lòng không thôi, hắn ôm chính mình nữ nhi, nói, cầm tâm, xảy ra chuyện gì, người nói cho cha. Âu Dương cầm tâm ngừng đầu lên, nàng con mắt đều hiện đầy tơ máu, sau đó nhào vào chính mình cha mẹ trong ngực, khóc nói, tiểu diệp xảy ra chuyện. Cái gì? âu dương cuồng sinh cùng khương đình trong lòng run lên hỏi cầm tâm ngươi nói rõ ràng chuyện gì xảy ra âu dương cầm tâm nức nở khóc nói tiểu diệp nàng bị người giết chết âu dương cuồng sinh cùng khương đình trong nội tâm đều bởi vì nữ nhi một câu cuồng rung động không ngừng cái này làm sao lại như vậy cầm tâm ngươi không cần suy nghĩ lung tung tiểu diệp đã xảy ra chuyện gì nàng không phải cùng tiểu hỗn đản ra ngoài du ngoạn à khương đình nhìn chằm chằm nữ nhi nói thật sự xảy ra chuyện ta có thể cảm giác được thật sự rõ ràng cảm thấy, tần thúc thúc đem người từ thần tông đưa vào thiên quật, chính hắn đi ra, trước đó ta không rõ, nhưng là trước đây không lâu, ta đột nhiên cũng cảm giác được, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng đó là thật. Âu Dương cuồng sinh cùng Khương Đình liếc nhau, nói như vậy, bọn hắn cũng cảm giác được, cầm tâm nói, rất có thể là thật, nhưng là, vì hà cầm tâm lại ở vừa rồi đột nhiên cảm giác được. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, cầm tâm có thể có dự cảm. Mặc dù có dự cảm, vì sao tiểu diệp xảy ra chuyện thời điểm nàng không có cảm giác đến mà là mãi cho đến tần vấn thiên sau khi biết nàng mới đột nhiên sinh ra cái loại cảm giác này ta hỏi một chút âu dương cuồng sinh lấy ra truyền tin tinh thạch chỉ cảm thấy trong lòng có chút nặng nề một đạo tiên niệm đánh vào trong đó truyền lại cho tần vấn thiên hỏi vấn thiên cầm tâm đột nhiên khóc lớn nàng nói tiểu diệp xảy ra chuyện là thật sao cái kia một bên trầm mặc một lát sau đó có một thanh âm truyền đến cầm tâm nàng làm sao mà biết được âu dương cuồng sinh chỉ cảm thấy trong lòng đau xót cùng khương đình liếc nhau một cái cái kia hài tử vậy mà thật sự xảy ra chuyện tại sao có thể như vậy cầm tâm nói nàng không lâu kiếp trước ra cảm giác như vậy mà lại phi thường cường liệt cái kia hài tử một mực khóc âu dương cuồng sinh về nói hắn có chút bận tâm phàm nhạc cùng huyền tâm nếu là biết rõ tiểu diệp bị người giết bọn hắn phu thê sẽ bực nào thương tâm gần chết hắn vô pháp tưởng tượng chính mình mất đi cầm tâm sẽ như thế nào cái kia tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Tần vấn thiên nghe được Âu Dương cuồng sinh truyền âm, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, đã cái kia trong cõi u minh lực lượng liền hắn đều có thể thăm dò đến, như vậy, những người khác đâu. Tuy nhiên hắn không biết rõ cái kia đến tột cùng là như thế nào Phật môn lực lượng, nhưng tất nhiên phi thường đáng sợ, cầm tâm, vậy mà nhận mãnh liệt ảnh hưởng, cực kỳ bi thương. Âu Dương, nhanh đi nhìn lấy phàm nhạc cùng huyền tâm, đừng cho bọn hắn có việc. Tần vấn thiên đột nhiên truyền âm nói rằng, ngữ khí có chút nóng này âu dương cuồng sinh trong lòng siết chặt nói tốt ta lập tức đi tìm bọn họ thả bên dưới truyền tin tinh thạch hắn đối khương đình nói người chiếu cố cẩm tâm nha đầu đừng nghĩ lung tung nói thân hình hắn lóe lên liền vội vàng rời đi cơ hồ cùng lúc tần vấn thiên rời đi huyền vực tử vi thần đình hướng phía thiên vực phương hướng chạy về cái kia phật môn tu sĩ lực lượng đã không chỉ có tác dụng tại tiểu diệp trên thân thậm chí khả năng ảnh hưởng đến thiên quật những người khác chuyện này nhất định phải giải quyết hắn có gan dự cảm bất tường phàm nhạc cùng huyền tâm có thể sẽ xảy ra chuyện tần vấn thiên cùng thôn thiên thú rời đi về sau tử vi thần đình phế tích không ngừng có người chạy đến bọn hắn nhìn lấy cái này phiến di chỉ trong lòng hiện lên vô cùng cảm thán huyền vực đỉnh phong thế lực tử vi thần đình bị tiêu diệt bây giờ huyền vực ba đại bá chủ thiên thần sơn cùng tử vi thần đình đều bị diệt chỉ còn bên dưới đại ma thần cung còn tại bên này tin tức rất nhanh khuếch tán, truyền khắp thái cổ tiên vực, thái cổ chấn động. Tại tần vấn thiên rời đi không lâu sau đó, thiên ngoại có một cỗ đáng sợ xương đen vọt tới, cái này phiến xương đen cực kỳ tà ác, khiến cho người chung quanh nhau nhau rút đi, sau đó, liền gặp xương đen hướng phía phía dưới một số thi thể mà đi, nhất là thân thi, trực tiếp bị cuốn vào trong hắc vụ, lập tức mang đi, biến mất vô ảnh. Cái đó là, Nguyệt Trường không à, có lòng người rung động, tử vi thần đình Nguyệt thần Nguyệt Trường không, tu hành tà pháp sự tình, cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết rõ, bây giờ, hắn liền thần thi đều không buông tha sao. chương 1958, phá giải chi pháp thái cổ tiên vực, tử vi thần đình bị tiêu diệt tin tức lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, thiên thần vẫn diệt, trừ nguyệt trường không bên ngoài, toàn bộ bị chu sát, cuồn cuộn thần đình, bị nuốt thiên cự thú thôn phệ. Bây giờ tần vấn thiên, chân chính đã đã cường đại đến để bất luận cái gì đỉnh cấp nhân vật cũng vì đó kiêng kỵ trình độ, nhưng mà, đối với hắn xuất thủ sao? Tử vi thần đình, chính là vết xe đổ. Rất nhanh thế người biết trận gió lốc này nguyên nhân, tần vấn thiên con gái nuôi, hắn niên thiếu thời kỳ huynh đệ phàm nhạc nữ nhi, bị nguyệt trường không giết chết. Mà lại, bọn hắn thậm chí biết rõ, trận gió lốc này phía sau, có thể là Tây Phương Thế Giới. Trước đó mấy tháng, Tây Phương Thế Giới một vị Phật chủ nhân vật, bái phỏng thiên quật, uy hiếp qua tần vấn thiên. Nhưng mà đằng sau, Tây Phương Thế Giới nhưng lại chưa xuất thủ, mà là từ nguyệt trường không xuất thủ, có lẽ, Nguyệt Trường không tự tin chính mình đã cường đại đến có thể giết chết Tần Vấn Thiên, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là thất bại. Nghe nói, Nguyệt Trường không tà pháp càng ngày càng mạnh, nếu không, hắn cũng không có khả năng trưởng khống tử vi thân bình, phong Nguyệt Thần, cũng có người xưng, Nguyệt Trường không có thể là chuyển thế tu hành nhân vật, của hắn kiếp trước, là cái siêu cấp đáng sợ tồn tại, nhưng cho dù dạng này, vẫn là không có đánh bại Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên tồn tại, để thái cổ những cái kia cự đầu càng phát bất an, lúc trước, bọn hắn chưa từng có thể nghĩ đến hắn lại ở như thế thời gian ngắn ngủi quật khởi đến trình độ này đây hết thảy cải biến đều là phát sinh ở tần tộc cái kia đánh một trận xong thời điểm đó tần vấn thiên vẫn là dựa vào người bảo đảm hắn nhưng bây giờ hắn chính mình đã một mình đảm đương một phía tần thiên thần tông tần vấn thiên đạt được âu dương cuồng sinh truyền âm về sau liền chạy về trực tiếp tiến về thiên quật địa phương thiên quật mở ra tần vấn thiên một bước phóng ra bước vào thiên quật bên trong tinh quang chiếu xuống thân tần vấn thiên thần sắc nặng nề Tiểu Hỗn Đản đi theo phía sau hắn, đồng dạng mặt âm trầm. Tiểu Diệp chết, muốn nhanh như vậy đi tới hiển nhiên không có khả năng. Rất nhanh, Tần Vấn Thiên tìm được Phạm Nhạc cùng Huyền Tâm. Khi thấy hai người nháy mắt, Tần Vấn Thiên trái tim hung hăng co quắp dưới, chỉ cảm thấy trái tim thật đau. Âu Dương Cuồng Sinh đứng tại cái kia, nhìn thấy Tần Vấn Thiên đến, hắn không nói gì, sắc mặt đồng dạng âm trầm đến đáng sợ. Vì sao lại dạng này? Âu Dương Cuồng Sinh song quyền nắm chặt Phạm Nhạc cùng Huyền Tâm, hai người ngồi chung một chỗ huyền tâm nàng đầu gối lên phàm nhạc vai đầu, thoạt nhìn là như vậy tĩnh mịch, an tường, nhưng bọn hắn lại giống như là một pho tượng vậy, liền hô hấp đều đình chỉ, nhịp tim cũng không có. Tần vấn thiên bước chân nặng nề vô cùng, từng bước một hướng đi phàm nhạc, hắn ngồi tại trên mặt đất, ngồi tại phàm nhạc trước mặt, run rẩy rũi ra tay, nhẹ vỗ về phàm nhạc mặt, nói, mập mạp, tình. Nhưng mà, mập mạp tựa hồ sẽ không lại tỉnh lại, hắn muốn đi vào vĩnh hằng ngủ say, cùng người hắn yêu cùng một chỗ, tâm hắn đã chết sinh mệnh lực lượng thuận tần vấn thiên bàn tay điên cuồng tràn vào đến hai trong cơ thể con người, muốn để bọn hắn trùng hoạch sinh mệnh, nhưng mà, cho dù là mạnh hơn sinh mệnh chi lực, cũng vô pháp tỉnh lại một cái không muốn tỉnh lại người, tâm đã chết, tỉnh lại làm cái gì? Mập mạp, người cứ như vậy vứt bỏ huynh đệ ngươi sao? Tần vấn thiên vuốt ve trước mắt quen thuộc mặt mũi, trong đầu không tự chủ được nhớ tới tuổi nhỏ thời kỳ trang cảnh, bọn hắn tại đế tình học viện quen biết tình hình, khi đó bọn hắn là như thế tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, ngày kia mới mập mạp, là như vậy bị ổi, mà ánh nắng. Bây giờ, mập mạp lại ngủ thiếp đi, vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Cái này vẻn vẹn bởi vì tiểu diệp chết, hai người tâm chết sao? Đương nhiên không có khả năng, tuy nhiên tiểu diệp chết, sẽ để cho hai người thương tâm gần chết, nhưng tuyệt không về phần dạng này, tâm chết ngủ say, giống như pho tượng đồng dạng, bọn hắn, nhất định bị trong cõi u minh lực lượng ảnh hưởng tới, giống như Âu Dương nói tới cầm tâm như thế, nhận cái kia cỗ không biết lực lượng cảm nhiễm. Âu Dương, cầm tâm có khỏe không? Tần Vấn Thiên ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Cuồng Sinh, hắn không hy vọng Cẩm Tâm lại có chuyện, tâm tình vẫn còn bất ổn định. Ta để Khương Đình một mực bồi tiếp nàng, ổn định nàng tâm tình. Âu Dương Cuồng Sinh đáp lại, hắn nhìn thấy Phạm Nhạc cùng Huyền Tâm, trong lòng cũng rất sợ hãi, sợ hãi Cẩm Tâm giống như bọn họ. Vấn Thiên, cuối cùng là cái gì năng lực? Vì sao có thể chi phối người khác? Thậm chí chúng ta liền người đều không nhìn thấy. Âu Dương Cuồng Sinh âm thanh phẫn nộ, hắn hiện tại cũng là giới chủ đương nhiên biết rõ đây hết thảy đều có người tại hậu trường khống chế, là một loại siêu cường năng lực, thậm chí, tiểu diệp chết, sợ là cũng cùng này có quan hệ. Tây phương thế giới, tần vấn thiên âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, Phật môn thủ đoạn, hắn cũng không rõ ràng, nhưng bị tiêu diệt tử vi thần đình về sau, cái kia hư vô tri địa xuất hiện Phật đạo thân thể, do ngó hắn, liền hắn đều có thể tham dò, huống chi là phàm nhạc cùng cầm tâm bọn hắn. Tần vấn thiên phất tay, một bóng người xuất hiện, là phàm diệp thân thể, nàng tựa hồ khôi phục huyết nhục chi thân, nhưng lại không có sinh mệnh khí tức, bay tới phản nhạc cùng huyền tâm phía trước hai người. Sau đó, một cỗ vô hình lực lượng đem bọn hắn một nhà nâng lên, tần vấn thiên bước chân phóng ra, mang theo bọn hắn rời đi. Việc đã đến nước này, thương cảm tác dụng gì, hắn muốn làm, là như thế nào cứu phản nhạc cùng huyền tâm, bọn hắn linh hồn vẫn còn, không có triệt để tử vong. Âu Dương cuồng sinh cùng tiểu hỗn đản yên lặng theo sau lưng, bọn hắn nội tâm đều vô cùng nặng nề, Tần Vấn Thiên đem Phạm Nhạc bọn hắn đưa đến chính mình ở lại treo lơ lửng giữa trời trong cung điện, rất nhiều người đều tới, của hắn thân nhân bằng hữu bạn đều chiếm được tin tức tụ tập mà đến, thậm chí Khương Đình mang theo Cẩm Tâm cũng tới. Cẩm Tâm nhìn thấy Phạm Diệp nằm tại cái kia, cả người khóc đến càng thương tâm, nàng run rẩy thân thể đi đến Phạm Diệp trước mặt, quỳ gối trước người nàng, không gây lực khóc ngược lại. Cẩm Tâm, Tần Vấn Thiên thấy cảnh này lòng có không đành lòng, đưa nàng ôm lấy, Cẩm Tâm ôm Tần Vấn Thiên cổ thúc thít nói, tần thúc thúc, tần vấn thiên nhẹ vỗ về cầm tâm đầu, nói, cầm tâm, ngươi nhưng không cho lại có chuyện, biết không? Ân, cầm tâm khóc chút đầu, nước mắt đem tần vấn thiên quần áo ướt nhẹp. Ca, là Phật môn sao? Lạc thần nước mắt đứng tại tần vấn thiên thân vừa mở miệng hỏi. Tần vấn thiên nhẹ nhàng chút đầu, hắn nhấc đầu, nhìn về phía lạc thần xuyên, hỏi, ông ngoại, phàm nhạc cùng huyền tâm, không có cùng Tây Phương thế giới bất luận cái gì tiếp xúc, lại bị ảnh hưởng đến tận đây, còn có cầm tâm, hắn cũng nhận ảnh hưởng thậm chí ngay cả ta đều từng cảm giác được bị thăm dò thấy được trong hư vô phật môn thân thể nhưng mà tây phương thế giới người chỉ là tại mấy tháng trước tới qua một lần người có nói đây là cái gì năng lực sao lạc thần xuyên nhíu mày chỉ gặp hắn cau mày sau đó giao động đầu nói tây phương thế giới từ trước đến nay cường đại mà thần bí thâm bất khả chắc nghe đồn bọn hắn có phật đạo ba ngàn đạo pháp vô cùng chính là thế gian chân lý bọn hắn thiện trưởng bất luận cái gì năng lực cũng có thể nhưng cụ thể đây là cái gì năng lực ta cũng không dám nói. Tần vấn thiên thần sắc nặng nề, phải cứu phàm nhạc cùng huyền tâm, nhất định phải phá giải này nói. Nhưng mà bây giờ, hắn liền đây là cái gì nói, cái gì năng lực, đều không rõ ràng. Ta đi ra ngồi một chuyến, các ngươi tại thiên quật bên trong, hảo hảo tu hành. Tần vấn thiên đối đám người nói rằng, đám người nhao nhao chút đầu, không có người hỏi hắn đi làm cái gì, hắn muốn đi ra ngoài, tự nhiên có hắn nguyên nhân, mà khuynh thành lôi kéo tần vấn thiên tay, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, Tần vấn thiên đối nàng nhẹ nhàng chút đầu, ra hiệu khuynh thành yên tâm, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay buông ra. Không gian quang mang lập lòe, tần vấn thiên thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Hỏi nói thành, thiên đạo thánh viện vẫn như cũ đứng sừng sưng ở cái kia, cái này thánh địa cũng không có bởi vì hạo kiếp mà nhận bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí địa vị cao hơn, thế nhân đều đã biết rõ, thiên đạo thánh viện bên trong, có một vị thủ đoạn thông thiên viện trưởng, có thể tại hạo kiếp trung lập tại bất bại địa phương. Mà lại, bây giờ kia danh chấn thái cổ truyền kỳ nhân vật Tần Vấn Thiên, cũng tại thiên đạo thánh viện tu hành qua, thuộc về thiên đạo thánh viện nửa cái đệ tử, thái cổ, không biết có bao nhiêu thiên kiêu nhân vật đến hành hương, muốn bái nhập thánh trong viện tu hành. Này lúc, thiên đạo thánh viện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh này phảng phất trống giống xuất hiện, hắn một bộ áo trắng, khí chất tiêu sái vô song, giống như cùng thiên địa tương dung, liền thành một khối. Khi thấy hắn xuất hiện thời điểm, không ít người sửng sốt dưới, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Tần Vấn Thiên, năm đó, Tần Vấn Thiên từng tại thiên đạo Thánh Viện tu hành qua, đang hỏi nói thành, mấy lần lộ diện, có người nhận ra hắn. Trong chốc lát, vô số nói ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia, trước đây không lâu diệt đi tử vi thần đình Tần Vấn Thiên, tới thiên đạo Thánh Viện sao? Nhưng mà sau một khắc, Tần Vấn Thiên liền trực tiếp bước vào Thánh Viện bên trong, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, hắn liền biến mất, khiến cho bọn hắn cảm giác cực kỳ hối hận, đáng tiếc, Tần Vấn Thiên thế nhưng là bây giờ thái cổ truyền thuyết nhân vật A, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, hắn là Tần Thiên Thần Tông Tông Chủ, thiên quật trưởng khống giả, hắn có thể lấy sức một mình diệt tử vi Thần đình. Bây giờ, Tần Vấn Thiên đã không cố kỵ gì, tùy ý xuất nhập thiên quật, một mình đến đây thiên đạo thánh viện. Có người nói nói, nếu là ở năm đó, tuyệt không dám, dù sao, thái cổ quá nhiều người muốn đối phó hắn. Nhưng bây giờ, Tần Vấn Thiên đã tự tin đến trình độ như vậy, hắn không sợ bất luận kẻ nào tới tìm hắn thiên đạo thánh viện bên trong ba vị thiên thần đang chờ hắn nhìn thấy tần vấn thiên đến liền nói viện trưởng đã đang chờ ngươi đa tạ mấy vị lão sư tần vấn thiên trút đầu sau đó bị mang đến một chỗ địa phương thấy được diệp viện trưởng tần vấn thiên bái kiến viện trưởng tần vấn thiên kho người nói lộ ra cực kỳ khách khí ngồi diệp viện trưởng ôn hòa cười nói ra hiệu tần vấn thiên ngồi xuống tần vấn thiên cũng không có khách khí ngồi xuống người ý đồ để ta hẳn là có thể đoán được trên thực tế, lúc trước ta liền còn cùng độc cô bọn hắn nói lên ngươi sự tình. Diệp viện trưởng nhìn lấy tần vấn thiên chủ động mở miệng, tần vấn thiên nói, mời viện trưởng dạy ta. Lần trước tiến về ngươi tần thiên thần tông người, chính là Tây Phương thế giới một vị Phật chủ nhân quả Phật, hắn thiện trưởng nhân quả chi đạo. Diệp viện trưởng nói, tần vấn thiên đôi mắt ngưng tụ, nói, lúc trước hắn truyền cho ta nghĩa nữ một bộ công pháp, đây là hạ bởi vì sao? Ân, từ đó về sau, linh nghĩa nữ hết thảy, đều tại nhân quả chi đạo bên trong, mà lại, nàng bên người tất cả mọi người, đều đã nhập đạo, thu nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng. Diệp viện trưởng đáp lại nói, như thế nào phá giải? Tần Vấn Thiên lại hỏi, muốn phá nhân quả, tự nhiên giải quyết nó căn nguyên, nhân quả Phật như diệt, nhân quả từ tán, trừ cái đó ra, liền muốn hắn chủ động giải khai, chỉ sợ, điều đó không có khả năng. Diệp viện trưởng nói, chương Điệp... 1959, Vũ Vực, Tần vấn thiên nghe xong Diệp viện trưởng lời nói hoàn toàn không còn gì để nói. Đột nhiên minh bạch rất nhiều, hắn đương nhiên biết rõ nhân quả Phật không thể lại chủ động giải khai nhân quả. Trên thực tế, nhân quả Phật đặt chân thần tông cũng không phải là vẻn vẹn đi huy hiếp hắn mà thôi, mà là đã chuẩn bị xuống tay với hắn. Vừa vặn gặp tiểu Diệp, có lẽ đây là mệnh số. Cho dù không phải tiểu Diệp, nhân quả Phật cũng tất nhiên sẽ tìm tới những người khác dùng không giống nhau phương pháp loại bên dưới cái này nhân quả nhân quả chi đạo loại bên dưới về sau, tiểu diệp vận mệnh, liền đã nhất định, bị nhân quả Phật nắm trong tay, Tây phương thế giới cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là, Nguyệt Trường không đi ra, cho dù là Nguyệt Trường không không đối phó được chính mình, hắn vẫn như cũ còn ở lại chỗ này nhân quả bên trong, không cách nào thoát đi, hắn cuối cùng, vẫn là muốn đối mặt loại bên dưới nhân quả người. Đối phương chỉ cần ngồi tại Tây phương thế giới nhìn lấy hết thảy phát sinh là được, căn bản không cần xuất thủ, cho dù đến sau cùng. Vẫn như cũ chỉ cần chờ lấy chính hắn đến cửa cái này, chính là nhân quả chi đạo, từ nhân quả Phật đặt chân Tây Phương thế giới một khắc kia trở đi, hết thảy đã nhất định. Tạ tiền bối chỉ giáo, tần vấn thiên chắp tay, Diệp viện trưởng có chút sao động đầu, một chút việc nhỏ mà thôi, Tây Phương thế giới rất mạnh, người phải cẩn thận. Ân, tần vấn thiên chút đầu, sau đó liền cáo từ rời đi, cũng không có dừng lại, nếu là ở bình thường, hắn có lẽ sẽ tại thiên đạo thánh viện bên trong lưu một đoạn thời gian, nhưng giờ phút này, nào có tâm tư. Hắn rời đi về sau, Diệp viện trưởng cùng thiên đạo thánh viện ba vị thiên thần nhìn lấy hắn biến mất bóng dáng, tại thiên thần trong mắt, ẩn ẩn có chút bận tâm hắn. Viện trưởng đã nói Tây Phương thế giới rất mạnh, vậy dĩ nhiên là cực mạnh, mà bây giờ, tần vấn thiên tựa hồ đã cùng Tây Phương thế giới không thể tránh khỏi muốn va chạm, mà theo bọn hắn nghĩ, tuy nhiên tần vấn thiên đã cường đại đến có thể bị tiêu diệt từ vi thần đình, nhưng vẫn như cũ dùng chuyển không được Tây Phương thế giới. Viện trưởng, như tần vấn thiên tiến về Tây Phương thế giới, chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào lưới? độc cô thiên thần lo lắng hỏi, dù sao, nàng cùng Tần Vấn Thiên từng có một đoạn sứ đổ duyên phận, Tần Vấn Thiên đã từng xưng nàng là lão sư, bây giờ, cái này đệ tử đã so với nàng càng xuất chúng, nàng từ không hy vọng Tần Vấn Thiên vẫn lạc. Tần Vấn Thiên mệnh số, không có đơn giản như vậy, Diệp viện trưởng cười lắc lắc đầu nói, bất quá, muốn vượt qua lần này kiếp nạn, sợ là cũng không dễ dàng, tử thần, hắn không phải uy hiếp qua Tây Phương Thế Giới à, hẳn là, Tây Phương Thế Giới đã không để ý tới tử thần. Ti mệnh thiên thần nhíu mày nói vẫn còn có chút cố kỵ cho nên trước đó không có trực tiếp xuất thủ cho dù bây giờ cũng là để tần vấn thiên chính mình tìm tới đi về phần nói bởi vì tử thần một câu uy hiếp liền từ bỏ thiên quật liền có chút khinh thường tây phương thế giới diệp viện trưởng bình tĩnh nói rằng ánh mắt nhìn về phía xa xôi tây phương chi địa tần vấn thiên rời đi bên ngoài rất nhiều người biết được hắn đi vào thiên đạo thánh viện tin tức từ đằng xa chạy đến muốn liếc hắn một cái nhưng cuối cùng không thể gặp phải liền nghe được hắn rời đi tin tức rất nhiều người thở dài trong lòng đối với còn sống truyền kỳ thế nhân luôn luôn muốn chiêm ngưỡng một phen tần vấn thiên chính là còn sống truyền kỳ mà lại đây vẫn chỉ là hiện tại hắn còn tại trưởng thành một số năm sau hắn khả năng chính là thái cổ tiên vực truyền thuyết đương nhiên cũng có khả năng tần vấn thiên sẽ chết tại trận này hạo kiếp bên trong dù sao của hắn đối thủ là vô cùng cường đại tây phương thế giới tần vấn thiên trở lại thiên quật về sau đi vào chính mình treo lơ lửng giữa trời cung điện nhìn thoáng qua phàm nhạc bọn hắn một nhà phàm nhạc cùng huyền tâm an tường dựa dựa chung một chỗ tiểu diệp an tĩnh nằm tại bọn họ trước người cái này hình ảnh là như thế tĩnh mịch nhưng tần vấn thiên nhìn thấy cái này trang cảnh thời điểm nội tâm nhưng thủy chung rét lạnh khoản này thù nhất định phải báo nguyệt trường không hắn nhất định sẽ giết kẻ cầm đầu tây phương thế giới cũng sẽ nỗ lực đại giới dứt khoát kiên quyết quay người tần vấn thiên rời đi cái này một bên bắt đầu tu hành hắn có một loại đạo pháp không có thành thục dự định đem loại này đạo pháp sau khi tu luyện thành liền lại đi ra đi một chuyến. Hắn tuy nhiên hận không thể hiện tại liền đánh tới Tây Phương thế giới, chu sát nhân quả Phật, tình lại phàm nhạc cùng huyền tâm, nhưng hắn vẫn là có lý trí, xúc động dễ dàng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, không chỉ báo không được thù, thậm chí chính mình cũng đem luân hãm đi vào, mà hắn một khi luân hãm trong đó, như vậy, xảy ra chuyện, coi như không chỉ là phàm nhạc cùng huyền tâm hai người đơn giản như vậy, hắn tất cả muốn bảo vệ người, chỉ sợ đều đưa nghênh đón tai họa ngập đầu, đây tuyệt đối là hắn vô pháp tiếp nhận cũng chịu đựng không nổi dạng này đại giới. Cho nên, cho dù là nội tâm lại phẫn nộ, lại băng lãnh, hắn vẫn như cũ khắc chế mình muốn đánh tới Tây Phương thế giới suy nghĩ. Trong nháy mắt chính là mấy tháng, đối với bí cảnh bên trong tu hành tần vấn thiên mà nói lại là mấy chục năm, gấp trăm lần thời gian tốc độ chảy, để hắn có thể có nhiều thời gian hơn cảm ngộ. Âu Dương Cuồng Sinh đem hắn từ trong tu luyện cắt ngang đến, nói cho Tần Vấn Thiên, cầm tâm cái kia nha đầu, cho tới bây giờ tâm tình vẫn như cũ còn không có ổn định lại phảng phất nàng đi không ra loại kia bi thương nếu không phải là bởi vì cầm tâm sự tình âu dương cuồng sinh cũng sẽ không tìm tần vấn thiên hắn biết rõ tần vấn thiên bề bộn nhiều việc tu hành tần vấn thiên sau khi biết được lập tức kết thúc tu hành tìm được âu dương cầm tâm âu dương cầm tâm cả người đều trở nên tiểu tụy rất nhiều bản thanh xuân tịnh lệ nàng lộ ra rất gầy gò cả người phảng phất đã mất đi ngày xưa sức sống cùng sinh cơ tần thúc thúc nhìn thấy tần vấn thiên âu dương cầm tâm nhẹ giọng hô nói Cầm Tâm, cha ngươi nói cho ta ngươi một mực không có đi ra khỏi đến, đến tốt cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vân Thiên hỏi, ta cũng không biết rõ, ta trong đầu nghĩ đều là Tiểu Diệp, mỗi lần đều phảng phất thấy được nàng tìm đến ta, thấy được nàng bị người giết chết thời điểm tình hình, mặc dù muốn nghỉ ngơi, cũng sẽ bị ác mộng bừng tình. Âu Dương Cầm Tâm nhẹ nhàng giao động đầu, nàng rất thống khổ, không chỉ có là bởi vì tốt nhất bằng hữu bạn tử vong thống khổ, cũng bởi vì bây giờ nhận thể xác tinh thần bên trên cha tấn, để cho nàng ý chí đều muốn sụp đổ nhân quả Phật, tần vấn thiên trong lòng băng lãnh, nhân quả Phật không chết, nhân quả nghiệp lực liền tồn tại, nhân quả không ngừng, cầm tâm, đem một mực chịu ảnh hưởng, đây là nhân quả Phật đối với cảnh cáo của hắn sao. Tần vấn thiên có chút đau lòng, đi lên trước, nhẹ nhàng ôm cầm tâm, nhẹ giọng nói, cầm tâm, người phải thật tốt, tần thúc thúc không muốn lại nhìn thấy người có chuyện gì. Đã mất đi tiểu diệp, đã để hắn cực kỳ thống khổ, nếu như cầm tâm ra lại sự tình, hắn không biết rõ như thế nào đối mặt. Ân, Âu Dương cầm tâm dùng sức chút đầu, nghĩ đến chính mình còn có thể ôm tần thúc thúc, được an ủi lấy, tiểu diệp lại đã hóa thành thi cốt, nàng nước mắt lại khống chế không nổi chảy ra, ướt nhẹp tần vấn thiên quần áo. Thế nhưng là tần thúc thúc, ta khống chế không nổi chính mình. Cầm tâm nàng cũng muốn nỗ lực không đi nghĩ, nhưng không cách nào khống chế chính mình cảm thụ. Tần thúc thúc biết rõ, tần vấn thiên âm thầm trách cứ chính mình, hắn đương nhiên biết rõ cầm tâm vì sao lại khống chế không nổi chính mình, bởi vì đó là nhân quả, nàng tại nói bên trong nhân quả chi đạo liền liền hắn đều khó mà nhìn trộm đi ra huống chi là cầm tâm tần vấn thiên một mực ôm cầm tâm nàng cứ như vậy tại tần vấn thiên trong ngực khóc thẳng đến âm thanh dần dần nhỏ tần vấn thiên thấp đầu nhìn một chút phát hiện cầm tâm đôi mắt đẹp nhắm chính an tĩnh ngủ say lấy mắt góc còn có nước mắt tại nàng vậy mà cứ như vậy ngủ thiếp đi thấy cảnh này tần vấn thiên càng là đau lòng cái này nha đầu là đến cỡ nào mỏi mệt mới có thể đến tình trạng như thế nàng đã thật lâu không có an tâm ngủ qua, có lẽ trong ngực của ngươi nàng càng có cảm giác an toàn. Âu Dương Cuồng Sinh đối Tần Vấn Thiên truyền âm nói. Tần Vấn Thiên nhìn lấy thiếu nữ Tiểu Tụy Dung Nhan nhấc đầu nhìn một cái trời xanh, hít sâu khẩu khí. Xem ra không thể đợi thêm nữa, hắn thân thể không hề động, cứ như vậy vẫn đứng tại cái kia, để thiếu nữ có thể an tường nằm sấp tại hắn trên thân nhiều ngủ một hồi. Tiểu Diệp trong lúc ngủ mơ cầm tâm thân thể rung động, giống như là làm ác mộng vậy tần thúc thúc mau cứu tiểu diệp mau cứu ta nàng giống như là tại làm ác mộng vậy mà nói chút chuyện hoang đường trong mộng âm thanh là như vậy yếu đuối bất lực để cho người ta nghe tan nát cõi lòng tần vấn thiên như là một pho tượng vậy không có chút nào lắc lư cho dù là một tia động tĩnh đều sợ quấy nhiễu đến thiếu nữ hắn ở trong lòng âm thầm thề tuyệt không để cầm tâm lại có tiểu diệp tao ngộ tuyệt sẽ không cầm tâm an tường ngủ mấy cái canh giờ nàng ung dung tỉnh lại nhìn thấy chính mình nằm tại tần vấn thiên trong ngực, ngẩng đầu nhìn tần vấn thiên, hô nói: tần thúc thúc, ta làm sao ngủ thiếp đi? tần vấn thiên lộ ra từ ái nụ cười, nhẹ vỗ về nàng đầu, cười nói: cầm tâm, người quá mệt mỏi, về sau nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. ân, cầm tâm điểm một cái đầu, nàng sẽ nỗ lực, không cần để tần thúc thúc cùng ngươi cha mẹ lo lắng. tần vấn thiên lại nói, cầm tâm nhìn về phía âu dương cuồng sinh, giòn tan hô nói: cha, ngốc nha đầu. Âu Dương cuồng sinh hít khẩu khí, Tần Vấn Thiên nói, ta đi, Âu Dương, chiếu cố thật tốt cái này nha đầu, còn có cầm tâm ngươi nhớ ký Tần Thúc Thúc, ta không cho phép ngươi có bất luận cái gì sự tình. Hai người chút đầu, Tần Vấn Thiên rời đi, trở lại chính mình trong tẩm cung, không có dừng lại bao lâu, hắn cùng Khuynh Thành cùng Thanh Nhi cáo biệt, một mình đi ra thiên quật, lên đường. Thiên quật bên trong, cũng không có bao nhiêu người biết rõ Tần Vấn Thiên rời đi, ngoại giới người lại càng không biết nói. Vũ vực, bao la vô tận địa vực, Mỗi một ngày đều có vô số người ra vào lui tới, cái này một ngày, một vị thanh niên bước vào vũ vực, căn bản không có gây nên bất kỳ gợn sóng, tựa như là trong biển một hạt cát, căn bản đãng không dậy nổi một tia gợn sóng. Không có người biết rõ hắn tới, càng không có người biết rõ, hắn tới làm cái gì. Chương 1960, tần khả hân thái cổ tiên vực bên trong, tồn tại một số bí cảnh cấm địa, cực ít có người có thể bước vào, hoặc là, bước vào về sau, rất khó sống mà đi ra đi. Trong đó không ít đều tươi người vì biết, bởi vì cực ít có người thành công tìm tòi qua, cho nên người biết cực ít. Lại nói thiên quật, đã từng, liền cực ít có người biết rõ thiên quật chi bí, mà là cho tới hôm nay, thiên quật chi bí phá giải, thế nhân mới biết hiểu. Nhưng còn có một số thần bí khu vực là không có phá giải địa phương. Thái cổ tiên vực phương Đông chi cực, có thái cổ tận đầu danh xưng, nơi đó có một mảnh treo lơ lửng giữa trời biển, nghe đồn, trong đó có đại khủng bố lực lượng hồng vực mỗi một cái thời đại đều có người đến đây tìm tòi địa phương nhưng cực ít nghe được có người thăm dò đến huyền bí trong đó cho dù là đỉnh cấp thế lực cường giả đều khó mà làm đến đã từng liền có đỉnh cấp thế lực thiên thần nhân vật luân hãm trong đó cho tới bây giờ cũng không có đi ra đến mức về sau cho dù là đỉnh cấp thế lực cường giả đều không dám tùy tiện tìm tòi cái này phiến địa vực cho đến ngày nay cái này phiến địa phương nhiều nhất ngẫu nhiên có người đứng ở bên ngoài nhìn xem không có người nào dám vào treo lơ lửng giữa trời biển có người xưng, cái này phiến treo lơ lửng giữa trời biển nội chính là vô tận lỗ đen, là thái cổ tận đầu, có thể thôn phệ hết thảy. Giờ phút này, treo lơ lửng giữa trời biển trước trên không địa phương, có một mảnh xương đen xoắn tới, sau đó, liền gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào treo lơ lửng giữa trời bờ biển cự đại trên đá ngầm, thân ảnh này cực kỳ yêu dị, sắc mặt tái nhợt. Người xác định trong này có lớn cơ duyên, Nguyệt Trường không mở miệng nói rằng, nhưng hắn thân một bên cũng không có người, giống như là tại từ nói từ nói đương nhiên, ngươi đừng quên ngươi kiếp trước, ta là ai, một thanh âm phảng phất từ trong hư vô truyền ra, nói, cái này treo lơ lửng giữa trời biển về sau, cất dấu thái cổ một cái đại bí mật, bây giờ cái này thời đại, người biết sợ là cực ít, đương nhiên, cho dù biết rõ, có thể đi vào người, toàn bộ thái cổ tiên vực, sợ là cũng số không ra bao nhiêu cái, mà thân là ta một thế này chi thân ngươi, tự nhiên là bên trong một cái, được, Nguyệt Trường không điểm một cái đầu, lần trước chiến đấu, hắn lại còn là không thể đánh bại Tần Vấn Thiên cái này khiến hắn rất phiền muộn, có chút cảm giác bị thất bại, đương nhiên, hắn hôm nay không còn sẽ dao động chính mình nội tâm, hắn bây giờ tâm, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm kiên định, hắn sớm muộn có một ngày, có thể đem toàn bộ thế giới dẫm tại dưới chân, chúng sinh làm nô tài. Đi thôi, trong hư vô âm thanh truyền ra, Nguyệt Trường không hướng phía trước cất bước mà đi, hướng đi phía trước treo lơ lửng giữa trời biển, chỉ gặp kinh khủng sóng lớn xoắn tới, Nguyệt Trường không nhìn phía trước trang cảnh, cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng nhịn không được tâm thần run rẩy đây là một mảnh rủ xuống thiên tri biển nó không phải nằm ngang ở đại địa bên trên mà là dọc tại cái kia biển có kinh khủng vòng xoáy phong bạo bên trong giống như là cất dấu biển lỗ đen cho nên xưng là treo lơ lửng giữa trời biển nguyệt trường không thân thể đi vào bên trong bước vào treo lơ lửng giữa trời biển sau đó hắn giống như là bước vào vô cùng đáng sợ lỗ đen bên trong có vô tận vòng xoáy thần niệm đều không thể dò xét nhưng mà này lúc quanh người hắn hiện lên vô cùng vô tận xương đen đầu lâu hướng phía phương hướng khác nhau tìm tòi mà đi. Nương tựa theo cường đại năng lực, cùng kiếp trước chi thân, qua thật lâu, Nguyệt Trường không hắn đi ra treo lơ lửng giữa trời biển, đi tới treo lơ lửng giữa trời biển mặt sau, nơi này không phải hải để thế giới, mà là chân chính mặt sau, giống như là hai mặt đồng hành thế giới vậy, cái này treo lơ lửng giữa trời biển, phảng phất ngăn cách không gian. Làm Nguyệt Trường không dáng lâm thời điểm, hắn thấy được thiên cùng đại địa, thấy được phòng ốc kiến trúc, của hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo trói mắt ánh sáng thế gian quả nhiên kỳ diệu vô cùng tại treo lơ lửng giữa trời biển mặt khác vậy mà nội dấu thế giới như vậy nơi này đến tột cùng lại là cái gì địa phương nguyệt trường không thân thể hướng phía trước trôi nổi hắn thấy được người mặc dù không có thái cổ tiên vực những cái kia đại thành trì như vậy phồn hoa nhưng người cũng không ít giống như là một tòa tiểu trấn phi thường an tĩnh tiểu trấn mà lại người nơi này tu vi đều mạnh phi thường hắn thần niệm đảo qua thời điểm lại có cảm giác sợ hết hồn hết phía tiểu hài tử đều là tiên rất nhiều là giới chủ còn có thiên thần cái này là cái gì địa phương nguyệt trường không nội tâm có chút rung động nhưng mà đồng dạng hắn lại có chút hưng vấn, chính như kiếp trước tri thân nó như vậy nơi này quả nhiên có lớn cơ duyên a cho dù đem người nơi này toàn bộ nuốt làm chất dinh dưỡng cũng tuyệt đối có thể đại bổ loại ý nghĩ này sinh ra càng làm cho hắn hưng phấn không tên trong con người hiện lên một vòng tà mang này lúc phía dưới rất nhiều người nhìn thấy cái này xuất hiện lạ lẫm khách đến thăm ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn nhất là cảm nhận được bị thần niệm đảo qua thời điểm thần sắc của bọn hắn càng lộ ra lạnh lùng rất nhiều nhìn chằm chằm trước mắt khách không mời mà đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà lại tới một vị khách không mời mà đến nhiều năm trước đã từng tới một vị thanh niên bất quá người kia tới thời điểm người bị thương nặng suýt nữa chết mà người trước mắt đến thời điểm lại thần thái sáng láng thậm chí lộ ra tà mang hiển nhiên phải mạnh hơn một chút mắt của hắn thần khiến cho lòng người sinh chán ghét ác các ngươi nơi này ai là người chủ sư? Nguyệt Trường không không che giấu chút nào chính mình nụ cười tà mị, đối phía dưới chưa cường người hỏi. Người phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn, không có người đáp lại, Nguyệt Trường không cười tả ánh mắt nhìn về phía một tên tiểu hài tử, hỏi, ngươi đến nói cho thúc thúc đi. Ta không nói cho ngươi, khả hân tỷ tỷ nói người xa lạ cũng không thể thân cân. Vị kia tuổi nhỏ tiểu hài tử thuận miệng nói rằng, Nguyệt Trường không mắt sáng lên, hỏi, khả hân tỷ tỷ là ai? cái kia tiểu hài tử đã bị của hắn đại nhân kéo tới sau lưng chỉ gặp hắn đại nhân nhấc đầu nói các hạ người tới nơi này có gì muốn làm cơ duyên xảo hợp liền đến nguyệt trường không cười khanh khách đã ngươi không nói cho ta ta tự nhiên sẽ chính mình đi tìm dứt lời nguyệt trường không thân thể tiếp tục hướng phía trước mà đi cường đại thần niệm hướng phía phía trước lan tràn mà đi muốn đem cái này cuộn cuộn địa toàn bộ bao trùm tại thần niệm bên trong đã tới thứ nhất kiện muốn làm sự tình tự nhiên là thăm dò rõ ràng nơi này thực lực, hắn tìm người chủ sự, chính là muốn xem trước một chút, nơi này nhân vật lãnh tụ, tu vi mạnh bao nhiêu. Nơi xa, có một vị nữ tử đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, hướng phía nguyệt trường không vị trí tới lui, đôi mắt đẹp của nàng thần thái sáng láng, trói mắt vô cùng, nàng xinh đẹp kinh thiên động địa vô song, làm nguyệt trường không thấy được nàng nháy mắt không khỏi sửng sốt dưới, cơ hồ coi là tự mình nhìn sai, cái này sao có thể, dạng này một cái địa phương. Vậy mà xuất hiện dạng này một vị tuyệt sắc mỹ nhân càng đáng sợ chính là, vị này tuyệt sắc mỹ nhân, là một vị cường đại thiên thần, từ nàng trên thân thả ra khí tức, khiến cho người cảm thấy kinh hãi. Nguyệt Trường không cứ thế qua về sau, lập tức trên mặt nụ cười càng phát rực rỡ, bất quá vẫn như cũ lộ ra tà khí. Vị kia nữ tử trên thân phóng thích sáng chói vô cùng thần quang, nàng là chân chính thần nữ, tắm rửa thần quang nàng, quả thực mỹ đến kinh diễm, để thế nhân ngưỡng mộ. Người coi như vì ta nói lữ thế nào, Nguyệt Trường không nhẹ nói nói, tim đập thình thịch, cái này sau cái kia Đông Hoàng Anh, nhưng hoàn mỹ vô số lần, vô luận là dung nhan cùng thiên tư, Đông Hoàng Anh, hắn chỉ là xuất phát từ trả thù, trước mắt nữ tử, mới khiến cho tâm hắn động, có tư cách trở thành của hắn đạo lữ, hoàn mỹ đạo lữ. Cái này nữ tử không đơn giản, thực lực tất nhiên rất mạnh, mà lại, ta cảm giác còn có càng khủng bố người, đừng ngỏm tại đây, Nguyệt Trường không bên trong trong đầu truyền ra một thanh âm đến, cái kia cực kỳ ngông cuồng không chút kiên kỵ kiếp trước chi thân, hắn vậy mà hiếm thấy có chút kiên kỵ cái này địa phương, để Nguyệt Trường không cảm giác có chút khó tin, nói, cái này cũng không giống như là ngươi. Chúng ta còn chưa triệt để thức tỉnh, có đôi khi, vẫn là muốn cẩn thận chút, cái này địa phương, cũng không dễ dàng như vậy chạy đi. Thanh âm kia vang lên lần nữa, Nguyệt Trường không điểm một cái đầu, ngay tại cái này lúc, hắn cảm giác lại có một cỗ cường đại thần niệm đem hắn khóa chặt, truy tung đi qua, nhìn thấy cái kia thần niệm chủ nhân, Nguyệt Trường không lần nữa ngây ngần cả người. Cái này bí cảnh, thật đúng là để hắn vui mừng không thôi hắn vậy mà gặp được một cái người quen, mà lại, từng tại thái cổ tiên vực quát tháo phong vân tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, thiên tuyển chi tử, tần đáng thiên. Hắn, cũng đến nơi này, tần đáng thiên tự nhiên cũng nhìn thấy nguyệt trường không, hắn một bước phóng ra, liền đi tới nguyệt trường không cách đó không xa, vị này đã từng thiên tuyển chi tử, tựa hồ so trước kia thiếu đi mấy phần nhuệ khí, nhiều hơn mấy phần thâm trầm. Nếu là ở dĩ vãng, tần đáng thiên nhìn thấy nguyệt trường không, tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, Trước kia thân là thiên tuyển chi tử hắn, thậm chí sẽ không mắt nhìn thẳng Nguyệt Trường không, nhưng bây giờ, hắn lại đánh giá đối phương, cảm thấy Nguyệt Trường không cùng trước kia không giống nhau. Tần huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới, vậy mà tới nơi này. Nguyệt Trường không mỉm cười nói, ngươi vào bằng cách nào? Tần Đãng thiên đạm mạc hỏi, cái này địa phương, Tần tộc tổ bối từng phát hiện qua, biết rõ cái này bí mật, nhưng là, tới đây Tần tộc tiền bối, đều có đến mà không có về, cho nên cực ít có người dám xông vào nhưng là hắn tới suýt nữa chết nhưng bằng nguyện cứng cỏi vô cùng tâm hắn vẫn là đi đến nơi này nguyệt trường không hắn là làm sao tới tự nhiên là đi tới nguyệt trường không cười nói hắn nhìn về phía cái kia tuyệt sắc nữ tử hỏi tần huynh vị này mỹ nhân là người phương nào tần huynh có thể giới thiệu dưới tần đãng thiên nhìn chằm chằm nguyệt trường không lạnh nói người tốt nhất đừng có ý nghĩ gì nếu không hậu quả tự phụ tần huynh vẫn là kiêu ngạo như vậy Nguyệt Trường không cười lạnh, đối với hắn không khách khí. Bây giờ, hắn sẽ sợ Tần Đãng Thiên. Tuy nhiên bây giờ Tần Đãng Thiên tựa hồ trở nên cùng trước kia không đồng dạng, nhưng mà, hắn làm sao lúc trước Nguyệt Trường không? Này lúc, Nguyệt Trường không sau lưng, xương đen hiện lên, xuất hiện một trường mặt mũi, cái này mặt mũi nhìn lấy nữ tử cùng Tần Đãng Thiên, lập tức hỏi, thủ mộ người là ai? Nữ tử mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện mặt mũi, trong thần sắc hiện lên một đạo hàn mang. Tần đáng thiên thần sắc đồng dạng hiện lên một đạo lãnh mang, Nguyệt Trường không sau lưng mặt mũi, là chuyện gì xảy ra. Về phần thủ mộ người, hắn đến nay, cũng còn không có thực sự tiếp xúc qua, chỉ là xa xa thấy qua. Nhưng hắn biết rõ, cách đó không xa vị kia tuyệt sắc mỹ nhân là ai, nàng là thủ mộ người nữ nhi, nghe nói, thủ mộ người, là một đôi phu thê. Ta gọi Tần Khả Hân, vô luận ngươi là ai, tốt nhất đừng nháo sự, nếu không, táng. Nữ tử lạnh như băng một giọng nói, sau đó quay người rời đi, trên thân hạc quang vẫn như cũ, lạnh lùng tiếng nói, không chút nào giống như là nói chuyện giật gân, mà là, cường đại tự tin. chương 1961, nhập thế, tần khả hân, Nguyệt Trường không nhìn lấy cái kia rời đi bóng hình xinh đẹp, liếm miệng một cái, tà màu bên trong hiện lên một vòng tham lam chi niệm. Cái này nữ nhân, hắn nghĩ ra được, Nguyệt Trường không nhìn thấy Nguyệt Trường không trong đôi mắt tà ánh sáng, lạnh lùng mở miệng, người tốt nhất đừng có tà niệm. Thế nào, tần tộc thiên tuyển coi trọng nàng. Nguyệt Trường không nhìn về phía Tần Đãng Thiên cười nói, Tần Đãng Thiên không có trả lời, chỉ là lạnh như băng quét về phía đối phương, hắn đối với Tần Khả Hân, hoàn toàn chính xác, có một loại không tên cảm giác, tuyệt sắc dung nhan, thiên hạ hiếm thấy, phóng nhãn thái cổ tiên vực, cũng là tối đỉnh cấp mỹ nhân, huống chi, nàng thiên thần chi cảnh, tu vi không kém chút nào hắn, mà lại thủ đoạn ngàn vạn, biến ảo khó lường. Thái cổ tiên vực có thể cùng so với hắn vai nữ tử, chỉ sợ, chỉ có cửu thiên hồng trần thứ nhất tiên dạng này nữ tử, ai có thể không sinh ra một tia ý nghĩ. Nhất là tần đáng thiên tại bước vào cái này bí cảnh trước đó, còn từng trải qua thần nữ nghe thường phản bội, tần vấn thiên nhục nhã, thế là, cái này an tĩnh thế ngoại địa phương, có tuyệt sắc mỹ nhân, làm sao không làm cho lòng người động, đương nhiên, hắn biết mình tới mục đích, trọng yếu nhất, vẫn là tu hành. Mà lại, tuy nhiên hắn trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng tần khả hân, cái này thế ngoại địa phương nữ thần, lại đối với hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, thậm chí sẽ không nhiều liếc hắn một cái, thái độ lãnh đạm, cao ngạo. Năm đó, thiên tuyển vị hôn thê lại cùng tần vấn thiên có chỗ thông đồng, bây giờ ở đây gặp được nữ thần, khó trách tần huynh động tâm, chỉ là ta phải nhắc nhở tần huynh một tiếng, bây giờ thái cổ trong tiên vực, hắn tại không lâu trước, bị tiêu diệt tử vi thần đình, thân thủ trảm tử vi tinh chủ, người vẫn là càng nhiều cân nhắc bên dưới tự thân vận mệnh, cùng tần tộc vận mệnh đi, Nguyệt Trường không cười ta nói rằng. Tần đãng thiên thần sắc cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên một đạo đáng sợ quang mang tần vấn thiên hắn người thực lực đều đã cường đại đến mức độ này à diệt tử vi thần đình trảm tử vi tinh chủ này bí cảnh bên trong mặc dù có cơ duyên nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm nhận được chữ nặng áp lực không chỉ có là hắn thân ở bí cảnh không nên quên tần vấn thiên hắn độc trưởng thiên quật nơi đó danh sưng thích hợp nhất tu hành thái cổ bí cảnh nguyệt trường không không để ý đến thất thần tần đãng thiên thân hình lóe lên liền hướng phía phía trước mà đi kiếp trước của hắn chi thân, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên, hắn tuy nhiên không biết rõ cái này là cái gì địa phương, nhưng kiếp trước của hắn chi thân, hiển nhiên biết rõ. Cái này phiến bí cảnh tựa hồ rất lớn, mà lại, ngoại trừ nhập treo lơ lửng giữa trời biển thời điểm có nguy hiểm, tại bí cảnh bên trong ngược lại là phi thường an toàn, ngoại trừ bí cảnh bên trong người tu hành tu vi rất cao bên ngoài, liền không có cái gì dị thường, nếu như không phải những người kia tu vi cực cao, hắn cơ hồ sẽ cho là mình đi tới một cái bình thường tiểu trấn, đương nhiên, là một cái lớn vô cùng tiểu trấn. Phía trước bầu trời trở nên âm u, giống như là bị một cỗ đáng sợ âm vân bao phủ, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất hiện cường đại phong bạo, trên trời cao khi thì có thiểm điện vinh dự đón tiếp Lâm đại địa, tăng thêm mấy phần điều hưu cảm giác, huyền như mặt thế đồng dạng, trang cảnh cực kỳ đáng sợ. Nguyệt Trường không thân hình tăng tốc, không ngừng hướng phía trước mà đi, đi tới cái kia phiến thiên địa đụng vào nhau địa phương, âm vân bao phủ thế giới, là một mảnh lăng mộ, một chút không nhìn thấy tận đầu, những ngày lăng mộ cao thấp không đồng nhất, rối loạn vô tự, chợt có đáng sợ dị chỉ từ bên trong lan tràn ra, nhưng mỗi khi trời xanh thiểm điện oanh bên dưới thời điểm, liền sẽ đem cái kia cỗ dị ánh sáng áp bách trở về, phảng phất, cái kia dáng lâm mà rớt thiểm điện, là vì trấn áp trong lăng mộ thần bí lực lượng. Cái này là người muốn dẫn ta tới địa phương sao? Nguyệt Trường không mở miệng nói rằng, phía sau hắn mặt mũi lại một lần xuất hiện, nhìn chằm chằm phía trước lăng mộ, cặp kia cự đại trong con người, lộ ra cực đáng sợ tả ánh sáng, kích động nói, thật không nghĩ tới, chúng ta tới trùng hợp như vậy, cái này, chính là thiên ý A, à, có ý tứ gì? Nguyệt Trường không hỏi, đi, đi vào, cực kia to lớn mặt mũi nói rằng, Nguyệt Trường không mắt sáng lên, lập tức thân hình lấp lóe hướng phía trong lăng mộ mà đi, theo hắn bước vào lăng mộ, chỉ cảm thấy một cỗ thần bí lực lượng tại chính mình trên thân lưu động, cái loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, mà lại, càng đi lăng mộ chỗ sâu đi đến, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đây là, nói à, Nguyệt Trường không trong đôi mắt tả ánh sáng hừng hực, quả nhiên, là tốt địa phương a. À. liền ở đây lúc nguyệt trường không phản phất cảm nhận được cái gì vậy chân của hắn bước đột nhiên ngừng lại ánh mắt nhìn về phương xa chỉ gặp tại cực xa xa địa phương có một bóng người mờ ảo an tĩnh đứng tại cái kia hắn tùy ý hướng nơi đó vừa đứng phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có hắn cái loại cảm giác này phi thường cường liệt đánh thẳng vào nguyệt trường không trái tim người này hẳn là một cái cực đáng sợ cường giả tại hạ nguyệt trường không xin hỏi tiền bối thế nhưng là người thủ mộ. Nguyệt Trường không cách không mở miệng, nơi đó, phảng phất có mưa rơi dưới, cũng không có ướt nhẹp đối phương thân thể, hắn ăn mặc một cái quần áo, tóc dài tùy ý khoác vẩy vào vai đầu, thấy không rõ mặt của hắn, nhưng của hắn thân thể phá lệ thẳng tắp, mà lại chỉ là cái kia cố khí độ, tất nhiên là một cái uy nghiêm cực thịnh nhân vật. Thân ảnh kia cũng không để ý tới Nguyệt Trường không, hắn vẫn như cũ đứng tại cái kia, ngắm nhìn trời xanh âm vân, giống như là đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy, thậm chí, thấy không rõ hắn đi phương nào. Trong lăng mộ, không được thiện động, nếu không, giết, một đạo băng lãnh âm thanh giống như từ thiên ngoại mà đến, vang vọng thiên địa, Nguyệt Trường không sau khi nghe được nhíu mày, hình như có chút khó chịu, nhưng mà cái kia phía sau mặt mũi lại nói, đây là người thủ mộ, khiêm tốn một chút, tại không có khôi phục thực lực trước đó, vẫn là muốn ẩn nhẫn, hắn bây giờ duy nhất mục tiêu, chính là khôi phục kiếp trước tu vi, thậm chí, so kiếp trước càng mạnh. Chấm 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 một chỗ thần bí địa phương, có mấy gian phòng nhỏ, một vị Mỹ phụ an tĩnh ngồi ở kia, nàng dung nhan cực kỳ tú Mỹ, nếu là trẻ tuổi một chút, hẳn là khuyên quốc khuyên thành. Này lúc, một bóng người dáng lâm mà đến, chính là trước đó xuất hiện tại lăng mộ chỗ sâu bóng dáng, hắn tóc dài tùy ý khoác vậy, tấm kia mặt mũi như đao gọt vậy góc cạnh rõ ràng, như nhìn kỹ liền phát hiện nó hình dáng bên trong lộ ra phi phạm anh Tuấn, trung niên bộ dáng, tuổi trẻ lúc hẳn là cái Mỹ nam tử. Cha, người kia xem xét liền không phải cái gì tốt đồ vật, vì sao để hắn nhập thần lăng? Ngay lúc, một bóng người lấp lóe mà đến, chính là chính là Tần Khả Hân, vị kia cực mỹ nữ tử. Đây là người thủ mộ quy củ, ta không thể phá hư. Người kia bình tĩnh mở miệng, Tần Khả Hân đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm mặc không nói, nàng cũng biết rõ thần lăng quy củ, người thủ mộ phụ trách thủ mộ, nhưng chỉ cần người tới không phá hỏng thần lăng, người thủ mộ không được can thiệp, đây là đời trước người thủ mộ truyền hạ quy củ, nhiều đời như thế. Thần lăng đem biến ta thủ không được bao lâu, này lúc, áo xám bóng dáng ánh mắt nhìn ra xa thần lăng phương hướng, thấp giọng nói, khả hân, ngươi không phải vẫn muốn ra ngoài à, hiện tại, ta để ngươi rời đi, đi nhập thế tu hành đi. Cha, tần khả hân đôi mắt đẹp mương tụ, để cho nàng nhập thế à, cái này thần lăng bí cảnh, ngăn cách, hoàn toàn chính xác xem như trần thế ở ngoài. Thật sự để cho nàng ra ngoài sao, tuyệt mỹ phụ nhân đi lên trước, nhìn lấy tần khả hân, có chút không bỏ. Khả hân thực lực đã đầy đủ cường đại, có thể đi ra, mà lại không lâu tương lai chúng ta cũng sắp đi ra ngoài. người thủ mộ chậm rãi mở miệng, nữ tử trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi, chỉ gặp tần khả hân đôi mắt đẹp nhìn về phía mình cha mẹ, sau đó điểm một cái đầu, tốt, ta đi ra trước xe một chút, cha, ta lúc nào ra ngoài. hiện tại người thủ mộ nói, khiến cho tần khả hân đôi mắt đẹp lần nữa ngưng tụ, nhìn lấy chính mình cha, nhưng nàng vẫn như cũ điểm một cái đầu, đối với mình cha mẹ hạ thấp người, nói cha mẹ, các ngươi bảo trọng dứt lời nàng liền trực tiếp quay người rời đi là như thế thoải mái khả hân nữ tử có chút không bỏ nhẹ giọng hô câu nhưng nữ nhi lại nghĩa vô phản cố chưa có trở về đầu đợi đến nàng thân ảnh biến mất về sau nữ tử nhìn lấy nàng trượng phu nói ngươi liền yên tâm như vậy sao người thủ mộ duỗi ra tay nhu hòa mơn trớn nữ tử tóc dài ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu khả hân nàng thế nhưng là cường đại thiên thần a nếu là đối nàng đều không yên lòng như vậy Người thủ mộ nói, ánh mắt nhìn về phương xa, của hắn thê tử tựa hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì, đôi mắt đẹp cũng giống vậy, nhìn về phía cực xa xa địa phương, trong đôi mắt đẹp có tưởng nghiêm. Thần Lăng bên ngoài trong tiểu trấn người biết được Tần Khả Hân muốn rời khỏi sau đều có chút không bỏ, nhao nhao đưa tiễn, Tần Đãng Thiên cũng biết tin tức, thở dài trong lòng, bất quá nội tâm lại càng thêm kiên định, những năm này hắn tiến bộ cực lớn, bây giờ tu hành cũng tại khẩn yếu quan đầu, đợi đến tu vi đại thành về sau, liền rời đi này khi hắn lại đến thái cổ thời điểm, tất nhiên còn sẽ có trùng phùng ngay. Thần lang bí cảnh, thiếu một vị tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng mà ngoại giới, thì nhiều một vị tuyệt mỹ thiên thần nhân vật, mà lại, nàng tên, đem rất nhanh liền sẽ tại thái cổ tiên vực truyền ra. Tần vấn thiên, hắn đối với cái này bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết rõ hắn muốn giết Nguyệt Trường không, ở nơi đó, càng sẽ không biết rõ tần đãng thiên cũng tại, nếu không, hắn chắc chắn sẽ tự mình tiến về. Này thời cơ đến đến vũ vực hắn, trực tiếp giáng lâm vũ vực trung tâm chân chính cực lạc tịnh thổ tại cái này phiến cực lạc tịnh thổ phật môn là tất cả mọi người cộng đồng tín ngưỡng cái này phiến phía trên vùng tịnh thổ tất cả mọi người đều là tu hành phật đạo lực lượng bọn hắn thờ phụng phật môn ở chỗ này không có tôn ti phảng phất phật chúng sinh bình đẳng nhưng mà thế nhân đều tôn sùng phật pháp cao thâm đại sư bọn hắn đức cao vọng trọng thụ thế nhân quỷ bái đương nhiên phật pháp nhất tinh xảo người đều tại cực lạc tịnh thổ tiểu Tây Thiên tu hành, nơi đó thậm chí có Phật chủ tồn tại, chỉ có chân chính Phật Pháp cao thâm đại sư cổ Phật mới có tư cách nhập tiểu Tây Thiên, trừ cái đó ra, chính là Phật Pháp thiên phú cực cao tiềm lực người, nhưng từ cực lạc tịnh thổ Phật Tông đề cử tiến vào tiểu Tây Thiên. Nếu không, bất kỳ người nào, đều không vào được tiểu Tây Thiên, đương nhiên, giống tử thần như thế tồn tại, là một ngoại lệ, năm đó hắn giáng lâm thời điểm, bóng tối bao trùm Tây Phương thế giới, cực lạc tịnh thổ toàn bộ tại hắc ám phía dưới, tiểu Tây Thiên, cũng bị bao trùm, nhưng đó là tử thần, thế gian có mấy cái chết giống như thần tồn tại. Cho nên, tần vấn thiên tuy nhiên tới, nhưng hắn cũng không tiến vào được tiểu Tây Thiên. chương 1962, vấn vật tần vấn thiên đi tại cái này phiến cực lạc tịnh thổ, thánh khiết ánh sáng như ẩn như hiện, giống như là bao phủ người thế gian, vật môn lực lượng, xác thực cường đại, cái này Tây Phương thế giới, phảng phất siêu nhiên thế ngoại, không nhiễm hạt bụi, mà lại tần vấn thiên phát hiện một cổ quái hiện tượng tây phương thế giới bên trong hình như có một cỗ vô hình lực lượng không ngừng hướng phía cùng một chỗ phương hướng mà đi mà cái kia một phương hướng chính là tiểu tây thiên chỗ phương vị tần vấn thiên cũng không có trực tiếp tiến về tiểu tây thiên hắn còn không có tự tin đến cho rằng bằng vào chính mình một người liền có thể xông tiểu tây thiên đối phó toàn bộ phật môn tử thần đều không có dạng này nắm chắc nếu không liền không phải chỉ là để đến đây uy hiếp hắn hôm nay tuy nhiên đã đầy đủ cường đại nhưng khoảng cách tử thần hiển nhiên vẫn là có không đảo ngũ cách. Hắn đến Tây Phương Thế Giới, là không thể không đến, Tiểu Diệp đã vẫn, phàm nhạc cùng huyền tâm trở thành người chết sống lại, mối thù của bọn hắn muốn báo, nhưng cái này đều có thể hoãn một chút, một khi hắn đi chịu chết, ai đến báo thù? Ai cứu phàm nhạc cùng huyền tâm? Người nhà của hắn làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ, hắn không thể không đến, bởi vì, cầm tâm mệnh số, tựa hồ cũng bị nhân quả Phật ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm hắn chỉ có thể mạo hiểm đi vào Tây Phương Thế Giới, cái này phiến cực lạc tịnh thổ. Muốn nhập tiểu Tây Thiên, hắn chỉ có một cái biện pháp, đi qua cực lạc tịnh thổ Phật môn cổ tháp cao tăng dẫn tiến. Như vậy, trực tiếp triển lộ cường đại thực lực, đến dẫn tiến sao? con đường này, hiển nhiên không làm được, nói như vậy, hắn lập tức sẽ dẫn phát tiểu Tây Thiên Phật đạo cao tăng chú ý, trừ cái đó ra, tự hồ cũng chỉ có một con đường, dị bẩm thiên phú Phật môn hậu bối, có cơ hội đến dẫn tiến. Nhập tiểu Tây Thiên tu hành cầu nói. Bồ Đề Chùa, chính là cực lạc tịnh thổ Phật Đạo Tông Môn một trong, Phật Pháp Tinh Xảo, thủ cực lạc tịnh thổ Thế Nhân Kính Ngưỡng, Bồ Đề Chùa người tất cả đều là khổ tu giả, tu hành khắc khổ, từ đó từng đi ra rất nhiều Phật Pháp cao tăng, thậm chí Tiểu Tây Thiên từng có Phật chủ nhân vật, đều là từ Bồ Đề trong chùa đi ra, bởi vì, toàn này Phật Đạo từ miếu cực phụ nổi danh. Bồ Đề Chùa trụ trì Bồ Đề trụ trì lẽ hòa thương Phật Pháp tinh thâm, mà lại cực kỳ thiện lương, chính là thế nhân đều biết sự tình bị rất nhiều người kính nể, nếu không phải là bồ đề lão hòa thượng bản thân tu hành thiên phú kém chút, sợ là sớm đã nhập tiểu Tây Thiên trở thành Phật đạo thiên thần. Cái này một ngày, bồ đề chùa ngoại lai một vị thanh niên anh Tuấn, hắn người mặc một bộ áo đen, tóc dài áo choàng, khuôn mặt tuấn tú, khí độ phi phàm, có giới chủ tu vi cảnh giới. Bồ đề bên ngoài chùa có nhà sư đi ra, nhìn lấy người tới, hỏi, cư sĩ vì sao mà đến, vấn Phật, gặp bồ đề trụ trì, người tới bình tĩnh mở miệng, hắn đôi mắt thâm thúy, giống như tinh thần vậy sáng chói người này chính là tần vấn thiên châu hóa đương nhiên vô dụng lúc đầu khuôn mặt mà lại hắn còn phong ấn tu vi của mình làm tư mình nhìn hoàn toàn cùng giới chủ đồng dạng không có bất kỳ cái gì khác biệt trụ trì cả ngày bận rộn mỗi ngày đến đây vấn vật người vô số kể trụ trì sợ là không có thời gian tiếp kiến cư sĩ nhà sư chậm rãi mở miệng hắn không thấy ta ta liền chém hết đến đây cầu Phật người tần vấn thiên nhàn nhạt mở miệng âm thanh lạnh lùng giống như lộ ra một cỗ cường đại sát khí trước người nhà sư nghe được về sau chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, lập tức Phật âm tràn ngập tại giữa thiên địa, dáng lâm tần vấn thiên trên thân, cái này Phật âm cũng không công kích lực lượng, mà là để cho người ta tâm thần bình an, muốn hóa giải tần vấn thiên trên người lệ khí. Cư sĩ thật là lớn oán khí, cái này chính là Phật môn thánh địa, cư sĩ mời trở về đi. Nhà sư mở miệng nói, ta nghe nói bồ đề trụ trì là người hướng thiện, có phổ độ chúng sinh chi niệm, khó nói lại thật làm cho ta chém hết đến đây vấn Phật người, cũng không chịu gặp ta. Tần vấn thiên lạnh lùng nói rằng, hắn ngữ khí tuy là uy hiếp, nhưng đương nhiên sẽ không thật sự làm như thế, chỉ là thế nhân đều là xưng bồ đề trụ trì lão nhân vì thánh giả, hành thiện tích đức, cho nên hắn muốn dùng nhìn xem, bồ đề trụ trì là thật thiện hay là giả từ bi. Phật môn tịnh thổ, cư sĩ như tạo sát nhiệt, tự có người siêu độ. Nhà sư bình tĩnh nói rằng, ta tạo sát nhiệt về sau, tội nhiệt đã sinh, người chết đèn tắt, cho dù siêu độ ta, lại có gì ý nghĩa, tần vấn thiên hỏi lại một tiếng phật môn từ bi chỉ thế thôi sao cái kia nhà sư ánh mắt sững sờ nhìn lấy tần vấn thiên có chút sao động đầu nhưng mà này lúc cổ tháp bên trong có âm thanh truyền ra cư sĩ mời vào chùa chặn đường nhà sư nghe được lời này về sau tránh ra chắp tay trước ngực đôi mắt nhắm lại tần vấn thiên bước chân bước ra đi vào cổ tháp bên trong cái này cổ tháp không có bảo quang mà là lộ ra đơn giản yên tĩnh phong cách cổ xưa chuông đồng sinh ra màu xanh đồng Thạch Đình hiện ra dấu vết tháng 5, Tần Vấn Thiên Xuyên qua hành lang, đi tới một gian phi thường gian phòng đơn sơ bên trong, nơi này không có Phật tượng, chỉ có một cái đơn giản bồ đoàn, cùng một chiếc Phật đăng, trên bồ đoàn, ngồi một vị nhà sư, hắn dùng nhan giả nua, giống như là muốn ngọn đèn khô tận. Cư sĩ trên người có sát khí, cái kia nhà sư nhắm con mắt nói rằng, Tần Vấn Thiên lại là cười một tiếng, nói, đã trụ trì nguyện ý kiến ta, sát khí tự nhiên liền không tồn tại. Hắn trên người khí tức, dần dần trở nên bình hòa nhưng mà bồ đề trụ trì lại dao động đầu sát khí để ý không tại hình ở bên trong không ở bên ngoài lòng có hoán niệm mặt hướng tự sinh trụ trì tuệ nhãn tần vấn thiên khen một tiếng phát ra từ nội tâm hắn ngồi tại bồ đề trụ trì đối diện tùy ý nói ra ta tư vấn phật pháp cao thâm lại một mực vô duyên nhìn thấy chân phật phải chăng lúc có hoán niệm phật pháp nếu là cao thâm phật ở trong lòng thời khắc nhìn thấy bồ đề trụ trì về nói nếu như thế vì sao thế gian Phật tu tất cả đều muốn nhập tiểu Tây Thiên? Tân Vấn Thiên hỏi, Phật Pháp vô tận, tiểu Tây Thiên có thượng thừa Phật Pháp? Bồ Đề trụ trì thẳng thắn. Nếu như thế, ta muốn đuổi theo cầu thượng thừa Phật Pháp, trụ trì có thể đề cử nhập tiểu Tây Thiên? Tân Vấn Thiên hỏi, Bồ Đề trụ trì giao đồn đầu, nói, cư sĩ không phải vì cầu Phật Pháp mà đến. Ta truy cầu cường đại Phật môn lực lượng, vì sao không phải cầu Phật Pháp mà đến? Tân Vấn Thiên lại hỏi, Phật Pháp, không chỉ là Phật môn lực lượng, cư sĩ cùng ngã Phật vô duyên. Bồ đề trụ trì giao đường đầu, tần vấn thiên nhìn đối phương, trong lòng cười lạnh, bằng lãnh nói, hư ngụy. Bồ đề trụ trì tụng lấy Phật hiệu, có chút thấp đầu, tần vấn thiên tiếp tục nói, những cái kia tiểu tây thiên đại Phật, trừ Phật môn lực lượng cường đại bên ngoài, cùng thế nhân có khác biệt gì? Cư sĩ nói quá lời, bồ đề trụ trì nói, Phật nói chúng sinh bình đẳng, tiểu tây thiên lấy thế nhân tín ngưỡng, thống ngự tứ phương tiên vực, thụ thế nhân quỷ bái, hương hỏa cung phụng, bằng gì? Tần Vấn Thiên nói, bằng vào, bất quá là cường đại Phật môn thần thông thủ đoạn, cái gọi là Phật Pháp, quá mức hư ngụy, nếu không có cường đại Phật môn thực lực trèo trống, trụ trì ngươi Phật Pháp tinh xảo, nhưng tiến đến để tiểu Tây Thiên Phật chủ thoái vị ngươi, nhìn ra sao hạ tràng. Cư sĩ nói quá mức cực đoan, bồ đề trụ trì giao đồn đầu nói, cực đoan, Tần Vấn Thiên cười nói, đã tới đây cầu kiến trụ trì, liền thỉnh giáo trụ trì một phen, bây giờ thái cổ tiên vực phát sinh rất nhiều đại sự chắc hẳn chủ trì cũng biết hiểu yêu ma nguyệt trường không hỏa loạn thiên hạ không biết bao nhiêu người mất mạng hắn tay bên trong trong đó chắc hẳn cũng không ít tu phật người như thế làm ác tây phương thế giới đã truy cầu đại thiện vì sao không ra tay trừng trị đem hắn xuống địa ngục thế gian chư tà vô cùng tận giết không dứt tam thập tam thiên quá lớn ngã phật chỉ có thể khiến tây phương thế giới không nảy ác có lẽ có một ngày thế gian tu phật tất cả đều hướng thiện loại này ác liền không tồn tại. Bồ đề trụ trì nói, tốt một cái thế gian tu Phật, như thế nhân đều là tu Phật, Phật nếu vị ác, chẳng phải là muốn muốn làm gì thì làm. Tần vấn thiên châm biếm nói, cư sĩ có ý riêng, bồ đề trụ trì nói, tần vấn thiên phất tay, đem cái này một bên phong cấm, lập tức mở miệng nói, nguyệt trường không chính là yêu ma cho hóa, tây phương thế giới không diệt trừ liền cũng được, nhưng mà, cùng yêu ma liên thủ, cũng là Phật đạo hướng thiện. Ta không rõ cư sĩ chi ý bồ đề trụ trì giao động đầu tiểu tây thiên nhân quả phật từng nhập thiên quật sau đó thiên quật bên trong có một thiếu nữ xuất hành du ngoạn gặp nguyệt trường không bị bắt đi giết chết sau cái này thiếu nữ thân cha đẻ mẫu đều là hôn mê không tỉnh nhân sự thiếu nữ tốt nhất bằng hữu bạn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không cách nào từ nhân quả đi ra trụ trì như thế nào đối đãi việc này tần vấn thiên ánh mắt nhìn chăm chú đối phương lạnh lùng hỏi bồ đề trụ trì thân hình run lên ánh mắt lần thứ nhất mở ra hắn mặc dù già nua nhưng mà ánh mắt lại có chút có thần, nhìn lấy Tần Vấn Thiên, hắn lại nhắm lại con mắt, tụng lấy Phật hiệu, nói, Tần cư sĩ đường xa mà đến, bẩn tăng chậm trễ. Nghe nói Phật môn chi lực có thể lái được tuệ nhãn, ngươi ngược lại thông minh, Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói ra, đã người biết rõ ta thân phận, lại sẽ có lòng mang sợ hãi. Bồ đề trụ trì giao đồng đầu, hắn minh bạch Tần Vấn Thiên ý tứ, đã Tần Vấn Thiên biểu lộ thân phận, như vậy, hắn liền có nguy hiểm. Tần Vấn Thiên hai con ngươi đáng sợ, giống như mở thiên nhãn, có thể khám phá hư ảo, hắn tiếp tục hỏi, trụ trì vẫn chưa trả lời, như thế nào đối đãi việc này. Phật chủ làm việc, ta không cách nào hiểu thấu đáo. Bồ đề trụ trì giao đồn đầu nói, có đúng không, như vậy Tây Phương Thế Giới muốn đạt lấy thiên quật, đối với ta uy bức lợi dụ, trụ trì lại như thế nào đối đãi? Tần Vấn Thiên lại hỏi, bồ đề trụ trì không biết nên đáp lại ra sao? Trụ trì lại có hay không biết rõ, Tây Phương Thế Giới muốn mượn thiên quật, nhất thống chư thiên tiên vực, xưng bá thái cổ, mà lại, theo ta được biết đây là các người tây phương thế giới thần vương ý chỉ cái này là phật môn phật pháp nói tần vấn thiên góc miệng mang theo nhàn nhạt, nhạt cười lạnh hắn cũng muốn nhìn xem cái này cái gọi là cao tăng trả lời như thế nào nghe được thần vương hai chữ bồ đề thân thể run rẩy ánh mắt nhìn ra xa bên ngoài lập tức nói thế gian phân tranh không ngừng thái cổ tiên vực khi nào ít qua đổ máu như phật môn nhất thống có thể thiên hạ thái bình cầu đường lớn mà bỏ tiểu đạo tốt một cái cầu đường lớn mà bỏ tiểu đạo nói như vậy ta thiên quật người là có thể hy sinh, dù là liên thủ yêu ma, đều không có vấn đề, đều chỉ là vì cầu đường lớn, vì thiên hạ Thái Bình, tần vấn thiên cười nói ra, cái gì gọi là đại ái, cái gì gọi là tiểu ái, không yêu một người, lại cũng có tư cách nói bừa yêu muôn dân, chẳng biết xấu hổ, truy cầu xưng bá cũng không gì đáng trách, lại muốn lấy lớn đạo hạnh thiện vì lấy cớ, sao mà hư ngụy nói, cái này là Phật môn diện mục thật sự sao? Nếu nói hy sinh thiên quật là tiểu đạo, như vậy năm đó cổ thanh huyền bị tiêu diệt, muôn dân mất mạng, Chủ trì có biết nói, đó cũng là từ các ngươi Tây phương thế giới chủ đạo. Bồ đề trụ trì tâm thần run rẩy dữ dội, trong đôi mắt lại hiện lên một vòng sợ hãi, nội tâm dao động, Phật pháp giống như cũng theo đó dao động. Ta không cùng giả nhân giả nghĩa người nhiều lời, đưa ta nhập tiểu Tây Thiên, Tần Vấn Thiên đứng dậy, trên thân toát ra một cỗ bá đạo uy nghiêm khi khái. Chương 1963, xả thân. Bồ đề trụ trì nhìn lấy Tần Vấn Thiên, trong lòng cảm khái, hắn chắp tay trước ngực, đối tần vấn thiên kho người nói, tần cư sĩ để ta đưa người nhập tiểu Tây Thiên cũng không gì không thể, chắc hẳn ta cũng không thể không đáp ứng, nhưng mà tần cư sĩ nhưng từng nghĩ tới, cho dù người khống chế ta không cách nào mật báo, nhưng mà, tiểu Tây Thiên địa phương, tuyệt không phải bình thường địa phương, tần cư sĩ tại sao phải khổ như vậy, không quan tâm tự thân an nguy. Tần vấn thiên ánh mắt nhìn về phía bồ đề trụ trì, hắn ánh mắt thanh tịnh, giống như là thật sự quan tâm an nguy của mình, cho dù là hắn nhìn ra hư ảo hỏa nhãn, đều tự hồ nhìn không ra đó là hư ngụy làm bộ làm tịch, giống như là phát ra từ nội tâm đối với sự quan tâm của hắn. Nhưng mà, Phật môn thủ đoạn phong phú, tần vấn thiên mình cũng không cách nào xác định là thật là giả, nhưng mà, hắn lại là không thể mạo hiểm, đã biểu lộ thân phận, như vậy bồ đề trụ trì nhất định phải là muốn khống chế lại. Ta hảo hữu chi nữ thụ nhân quả Phật khống chế, tiểu Tây Thiên, ta không thể không tiến về, như bồ đề trụ trì thật quan tâm an nguy của ta, còn hy vọng hảo hảo phối hợp, đưa ta nhập tiểu Tây Thiên tần vấn thiên bình tĩnh nói thiện tai bồ đề trụ trì chắp tay trước ngực nói tần cư sĩ có thể vì thân một bên người như thế bí quá hóa liều có biết chính là lương thiện hạng người cho dù chấp trưởng thiên quật lớn mạnh chắc hẳn cũng sẽ không nguy hại thái cổ có lẽ là ngã phật sai tần cư sĩ muốn lão nạp như thế nào phối hợp cứ mở miệng đi bồ đề trụ trì nói để ta bái nhập nhân quả phật môn hạ tần vấn thiên ánh mắt hiện lên một sợi phong mang nhân quả phật chính là tiểu tây thiên phật chủ lão nạp mặc dù tại tiểu tây thiên hơi có chút tình mọn nhưng vẫn như cũ không cách nào làm đến chỉ có thể hết sức nỗ lực bồ đề trụ trì nói tần vấn thiên kinh ngạc nhìn lấy bồ đề trụ trì cũng không nghĩ tới đối phương càng như thế phối hợp mà lại của hắn con mắt hoàn toàn chính xác nhìn không ra bất kỳ hư ngụy như thế vậy liền đa tạ đại sư nếu có chỗ đắc tội đại sư chớ trách tần vấn thiên nói rằng vì an nguy hắn vẫn là muốn khống chế bồ đề trụ trì nhưng mà chỉ gặp bồ đề trụ trì bật cười lớn cái kia già nua đôi mắt giờ phút này lại trở nên vô cùng sáng lên, giờ khắc này hắn, phảng phất trẻ rất nhiều vậy. Lão nạp có thể hay không cầu tần cư sĩ một sự kiện? Bồ đề trụ trì nói, đại sư mời nói, tần vấn thiên chút đầu, như tần cư sĩ tương lai đến nói, hy vọng chớ có oán hận Phật đạo, Phật đạo bản thiện, chỉ là lòng người khó dò, không phải Phật sai lầm, bồ đề trụ trì mở miệng nói, tần vấn thiên ánh mắt lấp lóe bồ đề trụ trì lời nói cũng không sai, đạo pháp lực lượng, tất cả đều vô tội qua, thiện ác, đều là tại lòng người. Ta sẽ cân nhắc đại sư chi ngôn, tần vấn thiên bình tĩnh nói rằng, bồ đề trụ trì chút đầu, chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, thời gian dần trôi qua, trên thân sáng lên sáng chói Phật quang, bên cạnh Phật đăng phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, bồ đề trụ trì trên thân, phảng phất cũng có một chiếc Phật đăng, không ngừng thiêu đốt lên, của hắn thân thể, dần dần trở nên hư huyễn. Tần vấn thiên nhíu mày, sắc mặt biến đổi, nói, đại sư đây là ý gì? tự nhiên là giúp tần cư sĩ bước vào tiểu Tây Thiên, bồ đề trụ trì bình tĩnh nói rằng, thân ảnh của hắn càng ngày càng hư huyễn, vậy mà hóa thành Phật đạo ánh sáng, phảng phất không còn là huyết nhục chi khu. Đại sư, tần vấn thiên ánh mắt ngưng kết, sau đó, liền gặp cái kia Phật đạo ánh sáng không ngừng tràn vào tần vấn thiên trên thân, khiến cho tần vấn thiên thân thể phảng phất cũng nhiễm lên Phật môn quang hoa, lộ ra có thánh khiết chi ý, sau đó chỉ gặp một chuỗi bồ đề từ Phật châu tại bồ đề trụ trì biến mất địa phương xuất hiện trôi nổi mà lên sau đó treo ở tần vấn thiên trên cổ, một thanh âm truyền vào tần vấn thiên trong óc, tần cư sĩ đối với ngã Phật có chỗ hiểu lầm, hy vọng lão nạp gây nên có thể hóa giải tần cư sĩ hiểu lầm. Tiếng nói hạ xuống, tần vấn thiên trên thân Phật quang càng ngày càng sáng, một cỗ vô hình lực lượng nở rộ, đem trong gian phòng đó phòng cấm đánh vỡ, tần vấn thiên trên thân quang huy càng là sáng chói. Giờ phút này, cái này cổ tháp bên trong, vô số người ánh mắt hướng phía gian kia phòng ốc nhìn lại, chỉ gặp nơi đó có màu vàng kim Phật quang lập loè phảng phất bồ đề trụ trì bóng mờ đang một chút xíu tán đi, trong chốc lát, vô số Phật âm nhớ tới, trong chùa đám người tất cả đều chắp tay trước ngực, tụng lấy Phật hiệu, hướng phía gian phòng địa phương khom người. Trụ trì, viên tịch, có âm thanh truyền ra, nhưng mà, lại là như thế bình tĩnh, không có bi thương, không có oán hận, là như thế bình tĩnh, phảng phất viên tịch tại bọn hắn mà nói, cũng là một loại siêu thoát. Phật âm bao phủ bồ đề chùa, khiến cho tòa này từ miếu càng lộ vẻ trang nghiêm. Rất nhiều nhà sư cất bước mà đi, từng bước một hướng đi phòng nhỏ, đi vào phòng nhỏ bên ngoài, liền gặp Tần Vấn Thiên từ đó đi ra. Lúc này Tần Vấn Thiên một trận thất thần, nhấc đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt có chút mờ mịt. Chưa tăng người không hỏi Tần Vấn Thiên bồ đề trụ trì vì sao viên tịch, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, chỉ gặp một người mở miệng nói, cư sĩ cùng ngã Phật hiếu duyên, trụ trì xả thân lấy nói, thành toàn cư sĩ, ta sẽ chờ đưa cư sĩ nhập tiểu Tây Thiên tu hành. Tần Vấn Thiên nghe đến lời này cũng không có bất kỳ mừng rỡ, hắn có thể nhập Tây Thiên, mà lại, không có chút nào sơ hở, bồ đề cư sĩ xả thân tác thành cho hắn, hắn vốn định tốt phong hiểm đều không tồn tại, mà lại, có thể thuận lý thành trương nhập tiểu Tây Thiên tu hành, cái này vốn nên là một cái cao hứng sự tình, đây chẳng phải là hắn sở câu sao. Nhưng hắn lại cao hứng không nổi, vừa rồi phát sinh hết thảy, để trong lòng của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phật đạo bản thiệt, chỉ là lòng người khó dò, không phải Phật sai lầm. Hắn biết rõ, bồ đề trụ trì cái chết, đầy hứa hẹn Phật môn chuộc tội nguyên nhân, đồng dạng, cũng có tiêu trừ trong lòng của hắn đối với Phật oán hận nguyên nhân. Cái này cổ tự trụ trì, mới là chân chính làm cho người tôn kính cao tăng, đáng tiếc, hắn không phải Tây Thiên Chi Chủ. Thế gian thiện ác ai có thể đoạn, nhân tính bên trong có thiện có ác, tại người thế gian tu hành, truy tên trục lợi, ác, liền sẽ phóng đại, nhưng cái này thế gian, vẫn như cũ có đại thiện người. Tần vấn thiên xoay người, đối căn phòng kia kho người hạ bái, liên tục ba lần hậu phương mới nhấc đầu, nói, đại sư chi ngôn, hậu sinh vãn bối khắc trong tâm khảm. Bồ đề trụ trì xả thân hóa giải trong lòng của hắn hiểu lầm, từ đó, hắn không ngộ giải Phật đạo, nhưng mà, những cái kia giả nhân giả nghĩa Phật môn tu sĩ, lại có vẻ càng thêm đáng giận, những người này, càng nên từ Phật môn loại bỏ, chu diệt, chỉ có như vậy, Phật môn, mới là chân chính Phật môn. Mấy ngày sau, một nhóm khổ hành tăng đi tại cực lạc tịnh thổ, đi tới tiểu Tây Thiên bên ngoài. Tiểu Tây Thiên bên trong, thánh quang sáng chói an tường vô cùng, có nhà sư đến đây đón lấy, nhìn thấy tần vấn thiên về sau đối tần vấn thiên bọn người chào, bồ đề trong chùa người đều chắp tay trước ngực không người, sau đó liền quay người rời đi, không có ngôn ngữ, bọn hắn, chỉ là đem tần vấn thiên đưa tới tiểu Tây Thiên. Một vị nhà sư ánh mắt rơi vào tần vấn thiên trên thân, mở miệng nói, bồ đề chủ trì sự tình chúng ta đã nghe nói, chủ trì xả thân cầu nói, thanh toàn cư sĩ, chắc hẳn cư sĩ nhất định cùng ngã Phật hữu duyên, nhập tiểu Tây Thiên về sau, sẽ có thánh Phật vì cư sĩ truyền thụ Phật Pháp. Tần vấn thiên chút đầu, thánh Phật, chính là tiểu Tây Thiên đối với Phật đạo thiên thần một loại danh xưng Sau đó, tần vấn thiên đi theo tại nhà sư về sau, bước vào cái này Tây Phương Thế Giới Phật Môn Thánh Địa, tiểu Tây Thiên. Màu vàng kim hà quang phát nhai Phật Môn cổ lộ, bầu trời có tường vân lượn lờ, còn có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Khổng Tước bay qua, như là thế ngoại địa phương, đứng tại cái này phiến đại địa bên trên, liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ tường hòa, phật môn thánh địa tên tuyệt không phải nói bừa nhưng mà như thế an tưởng địa phương nhưng như cũ bù không được lòng người tần vấn thiên được đưa tới một chỗ đơn giản trong sân tu hành hắn không có đi phóng thích chính mình thần niệm dò xét tiểu tây thiên hắn biết rõ tiểu tây thiên bên trong cường giả như vân hắn như lấy thần niệm dò xét đem lập tức bại lộ bây giờ hắn muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi lại đếm rõ số lượng ngày hắn được đưa tới một chỗ phật điện lắng nghe thánh phật truyền đạo truyền đạo người hắn nhận biết phật môn thiên thần thất giới bây giờ thất giới phật pháp tinh xảo từ lâu không phải ngày xưa có thể tương đề tịnh luận giảng đạo về sau thất giới ánh mắt rơi vào tần vấn thiên trên thân nhìn thoáng qua trên cổ hắn phật châu mở miệng nói bồ đề trụ trì tại trong chùa cổ truyền đạo nhiều năm chính là đại thiện người thế nhân kinh ngưỡng bây giờ hắn đã đem ý bắt truyền cho ngươi chắc hẳn ngươi cùng ta phật hữu duyên nghe nói ngươi muốn nhập tiểu tây thiên bây giờ tới nhưng nguyện nhập phật môn bồ đề trụ trì xả thân thành toàn tại ta ta lại không biết phải chăng là thật cùng phật hữu duyên nguyện tiếp tục ở tây thiên thế giới lắng nghe phật âm làm tiếp quyết đoán không dám nhẹ có kết luận tần vấn thiên đáp lại nói rằng thất giới nhẹ nhàng chút đầu không kêu không gấp tiểu tây thiên có rất nhiều thánh phật ngươi muốn nhập ai môn hạ lắng nghe phật đạo ta muốn cầu phật nhập tây thiên lại khiến cho đại sư viên tịch trong đó chắc hẳn có nhân quả cho nên ta muốn nhập nhân quả phật môn hạ cầu đạo học nhân quả tần vấn thiên mở miệng thất giới mắt sáng lên nhân quả phật chính là phật chủ bất quá đã bồ đề trụ trì nguyện xả thân thành toàn ta sẽ vì ngươi tiện thể nhắn về phần phật chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận ngươi liền không phải ta có thể quyết định đa tạ thánh phật tần vấn thiên chắp tay trước ngực nói tần vấn thiên sau khi trở về an tâm chờ đợi thẳng đến có người đến đây truyền lời nhân quả phật đáp ứng gặp hắn khiến cho tần vấn thiên trong lòng hơi nổi sóng hết thảy tự hồ cũng phi thường thuận lợi nhưng mà hắn minh bạch nếu không có bồ đề trụ trì sẽ không như thế cái này một ngày tần vấn thiên rốt cục gặp được nhân quả phật đây là tần vấn thiên lần thứ hai nhìn thấy hắn lần đầu tiên là nhân quả phật mang theo một hành tăng người nhập tần thiên thần tông nhưng mà cái kia lúc không người biết nói hắn chính là phật chủ nhân vật chỉ nói là một vị thiên thần sau đó hắn tại tiểu diệp trên thân loại bên dưới nhân quả thế là có đằng sau phát sinh hết thay lần nữa nhìn thấy nhân quả phật tần vấn thiên khắc chế chính mình phẫn nộ để cho mình lộ ra bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dị thường nhân quả phật nhìn hoàn toàn như trước đây bình thường cùng rất nhiều thiên thần không có cái gì khác biệt càng không có bất kỳ cái gì khi thế ngoại phóng không có rất mạnh uy nghiêm nhưng mà tại người đứng bên cạnh hắn đều cực kỳ cung kính nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo phát ra từ nội tâm tôn trọng đơn giản là hắn là phật chủ ta nghe nói ngươi muốn bái nhập ta môn hạ tu nhân quả nhân quả phật bình tĩnh mở miệng vâng tần vấn thiên chút đầu ngươi có biết nhân quả là cái gì nhân quả phật hỏi tần vấn thiên giao động đầu nhân quả là cái gì phật môn lực lượng vốn là khó lường, cái gọi là vận mệnh nhân quả luân hồi, làm sao có thể đủ nói được rõ ràng. Chương 1964, độc lập thời không nhân quả Phật đôi mắt nhìn chăm chú Tần Vấn Thiên, nói, nhân quả, đã là làm ta mang theo một bên chồng xuống bởi vì một khắc này, người ta ở giữa mệnh số, liền nhất định tương liên, không cách nào chia cắt, chém không đứt, ngươi hiểu không? Không hiểu, Tần Vấn Thiên giao động đầu, nhân quả Phật nhàn nhạt cười một tiếng, nhân quả chi đạo chồng xuống, trong cõi u minh tự có một cỗ lực lượng đem hết thảy liên hệ với nhau cho dù là trồng xuống nhân quả chi đạo người vẫn lạc hắn thân một bên người vẫn như cũ sẽ đến nhân quả tiếp tục truyền thừa tiếp trước đây không lâu ta từng tiến về tần thiên thần tông trồng xuống nhân quả chi đạo chính là tại một nữ hài trên thân trồng xuống nhưng kỳ thực nàng cũng không phải là ta chân chính mục tiêu ta muốn nhân quả là để một người khác nhập đạo hắn nhập đạo sao tần vấn thiên hỏi đương nhiên nhân quả phật chút đầu nhân quả chi đạo há có thể tùy tiện chặt đứt, bởi vậy, nhân quả nhất định, hắn sẽ đến tiểu Tây Thiên, xuất hiện ở trước mặt ta. Ta vẫn là không hiểu, tần vấn thiên thần sắc bình tĩnh, đây không phải ngươi nói, ngươi không cần phải hiểu, nhân quả Phật lắc lắc đầu, ngươi chỉ cần biết rõ, hiện tại, ngươi thật sự đã đứng trước mặt ta, cái này liền đầy đủ, cái này, chính là nhân quả. Tần vấn thiên thần sắc bình tĩnh như trước, nhìn đối phương, chỉ gặp hắn thần sắc biến ảo, hóa thành diện ngục thật sự, anh Tuấn mặt mũi xuất hiện chính là tần vấn thiên nhân quả phật cũng rất bình tĩnh hai người đều như vậy nhìn đối phương tự hồ cũng là như vậy tự nhiên một điểm không có cảm thấy ngoài ý muốn ngày xưa ta từng chặt đứt trong hư vô phật ảnh hẳn là chặt đứt nhân quả vì sao ngươi còn có thể biết là ta tần vấn thiên hỏi trên thực tế hắn có thể xác định tại trước khi hắn tới nhân quả phật là không biết rõ của hắn hắn đồng dạng là tại nhìn thấy chính mình về sau mới nhận ra mình năm đó cái kia hư nguyễn phật ảnh phá nát về sau Nhân quả Phật liền không cách nào nhìn trộm hắn. Ta nói, cái này là nhân quả, nhân quả Phật nhàn nhạt đáp lại, không nghĩ tới ngươi lại có như thế thủ đoạn, có thể lặng yên không tiếng động đi vào trước mặt ta, man thiên quá hải, cho dù là tu vi đều ẩn tàng, nhìn không thấu. Nhưng vẫn như cũ bị ngươi khám phá, tần vấn thiên cười nói, ta có một nghi ngờ, bồ đề trụ trì là bị ngươi lấy thủ đoạn bức hiếp, còn là chính hắn lựa chọn. Nhân quả Phật hỏi, bồ đề trụ trì chính là chân Phật. Tần vấn thiên tay nắm lấy trên cổ bồ đề Phật chủ, nhớ tới cái kia xế chiều nhà sư, trong lòng có từng tia từng tia ấy náy. Minh Bạch, nhân quả Phật nhìn lấy tần vấn thiên nói, tần cư sĩ vậy mà một mình xâm nhập tiểu Tây Thiên, bội phục. Đã ngươi đã trồng xuống nhân quả, đoạn này nhân quả, tự nhiên muốn kết thúc. Tần vấn thiên đáp lại, tuy bị phát hiện, nhưng lại không có nửa điểm kinh hoàng, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, dạng này định lực, cho dù là nhân quả Phật đều lộ ra một vòng bội phục chi ý, nghĩ thầm, không hổ là hiện nay thái cổ tiên vực thiên phú xuất chúng nhất thanh niên không biết đại sư ngoại trừ tu hành nhân quả chi đạo bên ngoài có thể còn tu hành cái khác phật môn đạo pháp tần vấn thiên hỏi tần cư sĩ nếu bàn về nói sao nhân quả phật chắp tay trước ngực nhân quả chi đạo tuy nhiên lợi hại nhưng không biết phải chăng là có thể trực tiếp chiến đấu tần vấn thiên mở miệng hắn đôi mắt trở nên cực kỳ đáng sợ giống như là đang xoay tròn cặp kia thâm thúy vô cùng trong con ngươi tựa như nội dấu thời không nhân quả Phật bên người mấy vị Phật tu vẻ bề ngoài trang nghiêm, trên thân tận đều có mãnh liệt Phật đạo quang hoa phóng thích mà đi, hướng phía tần vấn thiên bao phủ tới. Một cỗ vô hình lực lượng tại giữa thiên địa thổi qua, thời gian phảng phất ngừng lại, giờ khắc này, tiểu Tây Thiên, vô số Phật môn tu sĩ đều cảm thấy nói lực lượng, con mắt của bọn hắn ánh sáng hướng phía một chỗ phương hướng nhìn lại, có thật nhiều Phật tu thân hình lấp lóe chuẩn bị tiến về. Nhưng liền ở đây lúc, một cỗ nói uy dáng lâm, chỉ gặp một nhóm hư không cất bước bóng dáng ngừng lại cứ như vậy trên không trung ngừng lại thân thể dừng lại hoàn toàn đứng im trên mặt đất có phật tu vừa giơ chân lên bước một chân cách sau đó bọn hắn duy trì cái này nhất động làm không cách nào động đạn triệt để ngừng lại đạo pháp lực lượng bao phủ cuồn cuộn thiên địa hướng phía tiểu tây thiên khuếch tán giữa thiên địa giáng lâm một cỗ siêu cường đạo pháp muốn để tiểu tây thiên thời không hoàn toàn tĩnh lại nhưng mà sau một lát có phật tu thân thể giật giật có thể động phật môn tu sĩ đều là vô cùng cường đại cổ phật chỉ gặp trong đó nhất tôn đại phật toàn thân bao phủ vô tận phật quang phật pháp vô song hắn nhìn về phía cái này phiến thiên địa lập tức phun ra một chữ dài tiếng nói hạ xuống thời không đứng im lực lượng lọt vào phá giải những cái kia ngừng kết thân thể lần nữa bắt đầu động tiểu tây thiên bên trong đám người ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi chính là chính là tần vấn thiên cùng nhân quả phật chỗ địa phương hiển nhiên biết rõ cái kia cỗ lực lượng ba động từ cái kia một bên chuyển đến vậy mà có người xâm lấn tiểu tây thiên tại tiểu tây thiên bên trong phóng thích đạo pháp công kích đứng im thời không tây phương thế giới tiểu tây thiên bao lâu không người nào dám làm càn mà ở những năm này lại phát sinh hai lần quả thực không dám tin tưởng lần trước là tử thần giáng lâm mà lần này thì là tần vấn thiên nghe nói hắn là tử thần người thừa kế có người xưng tần vấn thiên có thể là tử thần đệ tử cái này xứ đổ hai người làm tiểu tây thiên là cái gì địa phương thật là làm càn a à, tây phương thế giới phật môn thánh địa phật đạo lãnh tụ địa phương muốn đến thì đến muốn đi liền đi sao phật quang sáng trói bao phủ bát phương hướng phía tần vấn thiên cái này một bên mà đến có đại phật mở thiên nhãn ánh mắt xuyên thấu thời không trực tiếp nhìn thấy bên này tràng cảnh tần cư sĩ hảo thủ đoạn này lúc nhân quả phật khen một tiếng tần vấn thiên đôi mắt vẫn như cũ nhìn lấy hắn cũng không để ý tới chung quanh biến hóa cũng không có đi để ý tới bị phá giải thời không chi đạo, nơi này là tiểu Tây Thiên, còn có cái gì là không thể nào phát sinh đâu. Tần vấn thiên trong miệng, bình tĩnh phun ra một thanh âm, đoạn này nhân quả, nên kết thúc. Tiếng nói hạ xuống, của hắn cái kia hai mắt con người càng thêm đáng sợ, thời không rối loạn, đấu chuyển tinh di, cái này phiến thiên địa hư không phảng phất đều muốn luân hãm cái kia song đồng lỗ bên trong, sau một khắc, một cỗ rối loạn bão tác thời không nổi lên, tần vấn thiên cùng nhân quả Phật bóng dáng trực tiếp hư không tiêu thất giống như là, cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Tại một mảnh độc lập rối loạn là thời không, tần vấn thiên cùng nhân quả Phật bóng dáng đồng loạt xuất hiện, chỉ có hai người bọn họ, xung quanh bốn phía thổi mạnh đáng sợ bão tác thời không, nơi này, là tần vấn thiên khai ích mà sinh. Tần cư sĩ thủ đoạn làm cho người sợ hãi thán phục, nhân quả Phật biết mình bị tần vấn thiên dẫn tới một mảnh độc lập thời không, cái này, chính là tần vấn thiên dám xông vào tiểu Tây Thiên nguyên nhân sao? của hắn thiên phú hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người, để nhân quả Phật đều cảm thấy giật mình, hắn đối với nói lĩnh ngộ, một lần sau một lần càng sâu. Nhưng mà, ta vẫn như cũ cho rằng, tần cư sĩ đến đây tiểu Tây Thiên, là cực không sáng suốt, dù là đoạn này nhân quả chính là nhất định, làm đại sư khắc bên dưới nhân quả chi đạo một khắc này, đại sư vận mệnh, kỳ thực cũng liền đã chú định, cái này phiến thời không tuy nhiên rối loạn, nhưng nó thời gian tốc độ chảy lại là cố định, là ngoại giới gấp trăm lần, nói cách khác, cho dù nơi này đi qua một cái canh giờ ngoại giới khả năng cũng liền thời gian nửa nén hương mà ở trong đó mặt thời gian một nén nhang ngoại giới chỉ là phút chốc sự tình tần vấn thiên mở miệng nói rằng thời gian tốc độ chảy cải biến mang ý nghĩa hắn có đầy đủ đầy đủ thời gian ở chỗ này giải quyết đoạn này nhân quả cái này bản thân cũng tức là hắn đến đây tây phương thế giới mục tiêu đã muốn đối phó nhân quả phật tự nhiên muốn làm tốt sớm bại lộ chuẩn bị muốn tại tiểu tây thiên lặng yên không tiếng động giải quyết hết một vị phật chủ nhân vật cái này, có thể sao? Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì cầm tâm ở vào trong nguy hiểm, hắn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn, về sau báo thù, nhưng hắn không thể lại các loại, mà đã tới, liền muốn tốt hết thảy khả năng phát sinh tình huống. Muốn đoạn nhân quả, chỉ có để nhân quả Phật tiếp xúc này nói, hoặc là, chu sát hắn. Cho nên tần vấn thiên xuất thủ, sáng trói tịnh thế chi quang phóng thích, mắt thấy liền muốn giáng lâm nhân quả Phật thân thể, chỉ gặp nhân quả Phật quanh thân sáng lên trói mắt màu vàng kim Phật quang, hắn chính là tiểu tây thiên Phật môn Phật chủ, tần vấn thiên, muốn tùy tiện đem hắn chu sát, có thể sao? Một cỗ trí cường Phật quang hộ thể, vạn pháp bất xâm, cho dù là cường đại tịnh thế chỉ đạo, đều phản phất không có cách nào trực tiếp bổ ra đối phương phòng ngự. Nhưng tần vấn thiên động tác lại không có đình chỉ, thời gian của hắn cũng không nhiều, tuy nhiên cải biến thời gian tốc độ chảy, nhưng mà, hắn vẫn như cũ muốn tại cực thời gian ngắn ngủi giải quyết đối phương mới được, ngoại giới những cái kia đại Phật, ai cũng không biết rõ bọn hắn sẽ có hạng gì cao thâm mặt chắc thủ đoạn, Phật đạo chi pháp, không có cái gì không có khả năng. Nhân quả Phật chắp tay trước ngực, hắn trên thân phảng phất sáng lên một chiếc Phật đăng, cái này ngọn Phật đăng cực sáng lên, đem cả vùng không gian đều điện sáng lên, lập tức Phật đăng hình bóng, chiếu vào tần vấn thiên trên thân, một màn này, lại cùng lúc trước hắn đối phó tiểu diệp như thế rất tương tự, hiển nhiên, là muốn tại tần vấn thiên trên thân trồng xuống nhân quả. Chương 1965, quyết tâm, tần vấn thiên, Phật đang chiếu rọi tại Tần Vấn Thiên trên thân, nhân quả Phật đột nhiên giữa hồ to một tiếng, Tần Vấn Thiên nhấc đầu, một tích tắc này cái kia, Phật đang trong nháy mắt quét sạch trên thân, rót vào trong cơ thể của hắn, cái kia cỗ lực lượng cũng không có lực phá hoại, cũng sẽ không thương tổn đến Tần Vấn Thiên, nhưng hắn biết rõ, đây là đối phương nhân quả nghiệp lực, loại này nói, có thể tạo nhân quả, rất phiền phức. Tần Vấn Thiên phất tay, lập tức một thanh tịnh thế ánh sáng biến thành kiếm xuất hiện trong tay, giữa thiên địa vô tận đạo Pháp chi huy hướng phía kiếm xoắn tới, nương theo lấy tần vấn thiên nhất chỉ đánh ra, kiếm này phá không. Tốt, nhân quả Phật chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang sáng chói vẻ bề ngoài trang nghiêm, giống như là thế gian nhất là thần thánh cổ Phật. Tần vấn thiên trên thân cũng theo đó sáng lên trói mắt Phật đạo ánh sáng, xâm lấn ý hắn biết, ảnh hưởng của hắn nội tâm, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được bồ đề trụ trì, hắn trên thân không có oán niệm, chỉ có thiện niệm, phía trước tôn này Phật ảnh, chính là là chân chính Phật, hắn không nên động thủ mới đúng, bồ đề trụ trì chết, khó nói liền quên sao. Tần vấn thiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong kiếm lực lượng lại dần dần tiêu tán, tại dáng lâm nhân quả Phật trước người một khắc này, hóa thành một đạo ánh sáng, tiêu tán vô ảnh, cho dù là tần vấn thiên tự mình nhìn đến một màn này đều lộ ra một vòng kinh hãi, hắn vậy mà, sinh ra mãnh liệt thiện niệm, muốn thông cảm đối phương, cái này sao có thể. Tần thí chủ tâm bản thiện, tội gì cầm lấy đồ đao, sao không đem giết chóc chi tâm thả dưới, lập địa thành Phật, tiểu tây thiên Phật Pháp vô biên, người đã muốn tu nhân quả, ta cũng có thể truyền thụ nhân quả Phật âm thanh phảng phất lộ ra ma lực thần kỳ ảnh hưởng tần vấn thiên nội tâm để tâm cảnh của hắn trở nên bình hòa không còn cuồng bạo đã không còn mãnh liệt oán hận như muốn tiếp nhận đây hết thảy tha thứ nhân quả phật sở tác sở vi đây là nhân quả lực lượng sao tần vấn thiên thì thảo thấp nói tâm cảnh của hắn ý nghĩ của hắn vậy mà nhận lấy ảnh hưởng hướng thiện khoan dung nhưng mà nhân quả phật đâu hắn thiện sao hắn một ý niệm hại chết tiểu diệp phàm nhạc cùng huyền tâm đến nay vẫn là người chết sống lại cầm tâm thụ nhân quả ảnh hưởng đêm không an giấc cả ngày thút thít cái này chính là phật môn thiên nhân quả phật chắp tay trước ngực phật quang không ngừng chiếu rọi tại tần vấn thiên trên thân ảnh hưởng hắn khiến cho tần vấn thiên nội tâm tại thiên nhân giao chiến phật đạo lực lượng thần bí khó lường nhân quả tri đạo đầu tiên muốn tu hành phật pháp bắt thức có thể khống chế người mắt tai mũi thậm chí ý thức trái phải người khác dạng này mới có thể thành nhân quả, hắn tại tần vấn thiên trên thân trồng xuống nhân quả nghiệp lực, tần vấn thiên bát thức, nhận của hắn xâm lấn, ảnh hưởng, nhân quả Phật muốn kết quả, chính là tần vấn thiên không giết được hắn. Hắn không có muốn giết chết tần vấn thiên, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần tần vấn thiên không giết được hắn, như vậy rất nhiều sự tình liền đã chú định, cái này bản thân chính là một đoạn nhân quả. Năm đó tiểu diệp muốn đi ra ngoài du ngoạn, phàm nhạc cùng huyền tâm bây giờ hôn mê bất tỉnh đến mức tâm chết, cầm tâm cả ngày thút thít, tất cả đều là thụ nhân quả ảnh hưởng khống chế bát thức tịnh thế ánh sáng điên cuồng tại thể nội gào thét vô tận quang huy vẩy khắp thiên địa tần vấn thiên muốn đem nhân quả chi lực từ trên thân biến mất đến nhưng mà nhân quả phật trên thân sáng lên phật đăng cực sáng lên chiếu sáng cả vùng không gian thế giới khiến cho xung quanh bốn phía giữa thiên địa xuất hiện từng tòa phật tượng mỗi một tòa phật tượng đều sáng lên sáng chói phật quang có phật đăng ra hiện tại phật giống trong tay chiếu rọi tại tần vấn thiên trên thân khiến cho nhân quả chi lực tuần hoàn qua lại không ngừng rơi vào tần vấn thiên trên thân không cách nào chặt đứt biến mất bồ đề lấy thân cầu đạo vì cảm hóa tần cư sĩ bỏ xuống trong lòng chấp niệm đã tần cư sĩ cùng ngã phật hữu duyên sao không thả ra trong tay chi kiếm nhân quả phật âm thanh vang lên lần nữa tần vấn thiên sát niệm trong lòng càng ngày càng yếu thậm chí đang nghĩ hắn những năm này làm ra tất cả là có hay không sai rồi độc trưởng thiên quật cùng thái cổ là địch như hắn nguyện ý thả dưới thành tâm tiếp nhận thế nhân phải chăng thế nhân cũng sẽ chân thành đối đãi hắn thái cổ người cộng đồng tại thiên quật tu hành cùng một chỗ trưởng thành phật đạo bắt thức bên trong năm vị trí đầu biết đều là giác quan tầng thứ bên trên mắt tai mũi sau ba thức tài đáng sợ ý thức cũng chỉ vẻn vẹn thứ sáu biết thứ bảy biết trưởng khống ý thức thứ tám biết thậm chí có thể ảnh hưởng người nhân sinh quan thế giới quan thí dụ như thiện ác dạy người thành phật thành ma một ý niệm nhân quả phật chính là phật chủ nhân vật nhân quả chi đạo hạng gì cường đại, đối với Phật đạo bắt thức trưởng khống cực kỳ đáng sợ, chân chính để tần vấn thiên thâm thụ ảnh hưởng, thậm chí nghi vấn chính mình, đây là trước kia chưa bao giờ có tình huống, cái này là Phật môn lực lượng đáng sợ, hắn nhìn như không có lực phá hoại, nhưng thường thường so lực phá hoại công kích càng thêm đáng sợ, hắn có thể chi phối một người tư tưởng, ảnh hưởng một người thế giới quan, để cho người ta làm việc thiện, để cho người ta biến ác. Tần vấn thiên chỉ có một thân thủ đoạn, lại phảng phất không cách nào thi triển, không có cơ hội thả bên dưới sao, tần vấn thiên hỏi mình, hắn như quên đi tất cả, thế nhân thật có thể tại thiên quật chung sống. Những người kia vì chiếm lấy thiên quật, là như thế nào làm? Phật môn làm việc thiện, nhân quả Phật, lại làm cái gì? Tự thân làm ác, lại dạy người làm việc thiện, hẳn là, làm chân chính trưởng khống thiện ác lực lượng về sau, liền đã không phân rõ thiện ác, cái này, xem như ma chướng sao? Phật ma, trong một ý niệm, Phật như hướng thiện, ta chính là Phật, Phật nếu vì ác, ta liền vì ma, siêu độ chư Phật, tần vấn thiên hai tay của hắn rủ xuống mà xuống, trên người Phật quang tiêu tán, thay vào đó, một cỗ siêu cường ma uy từ hắn trên thân bạo phát, trong chốc lát, đen nhánh khí tức quét sạch thiên địa, nhân quả Phật nhìn chằm chằm tần vấn thiên, chỉ gặp hắn thân thể phảng phất muốn bị hắc ám thôn phệ, triệt để rơi vào ma đạo. Một cỗ kinh khủng ma uy bạo phát, phảng phất muốn thôn phệ nhân quả, hết thảy Phật đạo chi lực, tất cả đều muốn bị thôn tính tiêu diệt, hắn trên thân Phật quang không còn sót lại chút gì, chỉ có ma. Phật ma vốn là là tương sinh tương khắc chi lực, không thể cùng tồn tại, như là thủy hòa. Giờ phút này, tần vấn thiên, hắn muốn hóa thân thành ma, siêu độ chư Phật. Tâm tính trở nên lạnh lùng, trong nội tâm lộ ra băng hàn sát ý, tần vấn thiên đã không còn lòng nhân từ, phao khước cái gọi là thiện nghiệp, như thế nào thiện, cái gì gọi là ác. Nhân quả Phật vì đạt được mục đích tàn sát của hắn thân nhân, mà lại hắn có thể tùy tiện trái phải người khác tính mệnh, thậm chí, để cho người ta làm việc thiện, làm ác, hắn không chết, mới là lớn nhất ác hắn trên người phật quang hắn có lực lượng bất quá là tội ác biểu tượng ma hóa tần vấn thiên trong miệng thốt ra một thanh âm trong khoảnh khắc giữa thiên địa thánh khiết phật quang đều phảng phất bị ăn mòn hết thảy lực lượng tất cả đều muốn bị ma hóa trong hư không từng tôn kim thân phật tượng dần dần hóa thành hắc ám nhiễm lên ma quang thời gian dần trôi qua phật tượng hóa thành ma tượng phật lực lượng lọt vào mãnh liệt từng bước xâm chiếm tần cư sĩ tu này ma đạo sẽ xuống địa ngục nhân quả Phật mở miệng nói rằng, giống như nguyền rủa tần vấn thiên. Người tu Phật, cùng ma có gì khác nhau, đã thật có địa ngục, người cũng không có tư cách nhập, tần vấn thiên băng lãnh mở miệng, hắn tiếng nói hạ xuống, trước người phảng phất thật sự xuất hiện một đáng sợ địa ngục, bên trong có vô cùng yêu ma, hướng phía tần vấn thiên thân thể thôn phệ mà đi, tần vấn thiên hai con người đen nhánh vô cùng, ma quang đáng sợ, nhìn chằm chằm nhân quả Phật. Một câu, tự thành nhân quả, nhân quả Phật chủ đối với nhân quả chi đạo tu hành, có thể xưng đăng phong tạo cực. Tiểu đạo, tần vấn thiên lạnh lùng mở miệng, lại trực tiếp đạp nhập địa ngục bên trong, ma uy ngập trời, địa ngục yêu ma đều muốn nhượng bộ lui binh, chỉ gặp hắn quyền mang oanh ra, xuyên qua hết thảy, địa ngục phá nát, yêu ma chết thảm, tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Tần vấn thiên đưa tay, trong chốc lát, thiên địa vô cùng lực lượng phản phất đều là hắn trưởng khống, thời không nghịch loạn, ma chủ thiên địa, tại tần vấn thiên trước người, xuất hiện một thanh ma thần đao, phảng phất tần vấn thiên đạo pháp chi lực dung nhập đao này hắn lấy tay cầm đao giờ khắc này thời không phảng phất đều muốn tĩnh lại giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có chuôi đao kia nhân quả phật nhìn chăm chú tần vấn thiên thần sắc rét lạnh tại ma đạo lực lượng ăn mòn phía dưới của hắn phật pháp bị khu trục đến kịch liệt nhân quả chi lực khó mà ảnh hưởng tần vấn thiên phật đạo bắt thức không thể chi phối tần vấn thiên ý hắn giờ phút này hóa ma phong bắt thức chỉ có đối với hắn sát tâm muốn nhất đao chảm đoạn nhân quả